Diệp Thần mình không thể thi triển thiên trảm, nếu không sẽ bị xoắn nát, Phì Nhiêu bất tử thân đều không cứu được hắn, nhưng hắn có thể dựa vào phân thân thi triển. Dựa vào phân thân thi triển ra thiên trảm, vô luận là lực sát thương vẫn là khí thế, đều đại đại nhược hóa. Nhưng, cho dù là đại đại nhược hóa, cái này nhất trảm, cũng có thể nói là kinh thiên động địa, chấn động hoàn vũ cổ kim, cường đại không chỉ là trảm pháp bản thân, còn có Shiva ký thác sắc bén đấu trí, cái kia cũng muốn phá vỡ vực sâu nguyện vọng, quả thực là muốn chém chết hết thảy. Ở xa ven bờ hồ Tù Thiên Lão Tổ, mắt thấy cái này kinh thế nhất trảm, cũng là triệt để choáng váng. Hắn biết Diệp Thần lợi hại, nhưng không nghĩ tới lại lợi hại đến nước này. Cái này nhất trảm, phóng nhãn không không lúc nào chỗ chống thế, liền xem như siêu phẩm thiên đế đối mặt, cũng không dám sơ suất, quá bá đạo. Dạ Hàn mắt đồng tử kịch liệt co vào, muốn thu kiếm, nhưng đã không kịp. Cửu Vĩ Hồ phát ra rên rỉ, cũng là thu lại không được vọt tới trước thế, vẫn là một đầu hướng về Diệp Thần thiên trảm đao quang phóng đi. Xoẹt! Trong nháy mắt, Cửu Vĩ Hồ máu tươi tại chỗ. Đầu này tựa như núi cao nguy nga khổng lồ, hùng mãnh man hoang cự thú, tại Diệp Thần thiên trảm đao quang phía dưới, đơn giản giống như côn trùng nhỏ yếu. Dạ Hàn càng là ngăn cản không nổi, cả người mang kiếm bị đánh bay ra ngoài, trọng trọng ngã xuống đất, một ngụm máu tươi xen lẫn một chút nội tạng mảnh vụn, phụt lên mà ra, diệt thế quyền trượng cũng bị đánh rơi. A! À, Diệp Thần trọng trọng thở một hơi, nhưng cũng cảm giác toàn thân cực nóng, như bị dùng lửa đốt, giống như rơi vào núi lửa luyện ngục. Đây là thiên trảm phản phệ. Môn tuyệt học này, uy thế vẫn là quá hung mãnh, Diệp Thần lấy phân thân thi triển, mặc dù đại bộ phận phản phệ, đều bị phân thân đã nhận lấy. Nhưng, vẫn có một phần nhỏ phản phệ, truyền lại đến trên bản thể hắn, lập tức để cho hắn có loại phần thiên đại kiếp phát tác một dạng nóng bỏng đau đớn, gân cốt giống như đều bị hừng hực độ cao thiêu đến hòa tan, đau đớn đến kịch liệt. Bịch, Côn Lôn đao rớt xuống đất, một tia cầu vồng cực quang tháo rời ra, hóa thành hình người, chính là Phù Quang Tiên Tử. Vừa mới một đao kia, Phù Quang Tiên Tử bám vào tại trên thân đao, cũng là được cực lớn phản phệ, toàn thân quần áo bị kịch liệt nhiệt độ cao, thiêu đến từng mảng lớn hòa tan, lộ da trắng nõn bên trong lộ ra đốt đỏ làn da, ngũ quan bên trên mang theo thống khổ to lớn chi sắc. Nàng kém chút đều bị thiên trảm phản phệ thiêu chết. Một chiêu này thực sự quá đáng sợ. Cửu Vĩ Hồ tại chỗ liền chết, đầu này vĩ thú sinh mệnh lực hùng hồn, nhưng cũng ngăn không được thiên trảm nhất kích. Mà đúng như Diệp Thần dự liệu, Dạ Hàn thế mà không chết, còn tại thở dốc. Dạ Hàn trên cánh tay, trên thân thể, bao trùm lấy một tầng như hắc diệu thạch hộ giáp, đây là Vizanu che chở chúc phúc. Tầng này hắc diệu thạch hộ giáp, đã bể nát, Dạ Hàn tại hộ giáp ở dưới da thịt, bị Diệp Thần thiên trảm đao khí triệt để xé rách, lộ ra bạch cốt âm u còn có nội tạng, một đầu dữ tợn vết thương, từ bả vai hắn kéo dài đến trái dưới bụng, đó là thiên trảm chủ yếu sát thương, cơ hồ đem cả người hắn cắt ra, máu tươi chảy ròng, bị thương rất nặng. Nhưng Dạ Hàn cũng chỉ là thụ thương, cũng chưa chết, tầng kia hắc diệu thạch hộ giáp, thay hắn cản trở phần lớn thiên trảm uy lực. Vì giờ nu thủ hộ, lại cường hoành đến nước này. Diệp Thần sầm mặt lại, hắn chưa từng có dám khinh thị Dạ Hàn cùng Vì giờ nu, nhưng đến bây giờ, hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp. Hắn thiên trảm nhất đao, cỡ nào cường hãn, lại còn giết không chết Dạ Hàn. Dạ Hàn thở hổn hển, từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ đã chết, trong mắt của hắn lộ ra sợ hãi thật sâu, lại cực kỳ oán độc nhìn về phía Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần gặp thiên trảm phản phệ, trạng thái cũng chỉ là so Dạ Hàn hơi tốt một chút. Luân hồi chi chủ, người chờ ta. Dạ Hàn không tiếp tục hướng Diệp Thần dũng khí xuất thủ, lảo đảo cước bộ, hướng ra phía ngoài chạy tới. Hắn biết mình đã thua, nhưng chỉ cần có thể bảo tồn tính mệnh, về sau còn có cơ hội lật bàn. Huyết Long, giết hắn. Diệp Thần lúc này đau đớn ra thân, khó mà hoạt động, nhưng cũng không phải là không có thủ đoạn. Giống. Theo một tiếng kinh thiên long ngâm, huyết long từ trong cơ thể của Diệp Thần bay múa mà ra, bàng bạc long uy lập tức nổ tung. Lúc này huyết long, đã luyện hóa đại uy thiên long đồ, tu vi mặc dù bởi vì đến cực hạn, không cách nào lại tiến bộ, nhưng thần thông chiêu pháp lại càng thêm tinh diệu. Mắt thấy Dạ Hàn đã chạy đến sụp đổ tử vực giữa hồ, đồng thời hướng ra phía ngoài chạy như bay, huyết long lập tức ra tay, móng vuốt cuồng sát mà ra, liền muốn cách không đem Dạ Hàn đánh giết. Xuy. Nhưng lúc này, một đạo tinh mang từ đằng xa bay tới, giống như tên nỏ, quán xuyên Dạ Hàn lồng ngực. Dạ Hàn ngẩn ngơ, trên mặt dừng lại lấy kinh ngạc thần sắc tuyệt vọng, lập tức ngã xuống mất mạng.
Ân. Huyết Long chân mày nhíu một cái, đã thấy người xuất thủ, chính là Tù Thiên Lão Tổ. Tù Thiên Lão Tổ vừa mới một ngón tay đâm ra, liền tinh chuẩn đánh chết Dạ Hàn. Luân hồi chi chủ, không có sao chứ? Tù Thiên Lão Tổ cười híp mắt hoành không bay đến trên hòn đảo, khom người hướng Diệp Thần hành lễ, nhiều tranh công chi ý. Diệp Thần sầm mặt lại, cảm giác có chút không hiểu không thoải mái. Vừa mới cũng không cần Tù Thiên Lão Tổ ra tay, Huyết Long liền có thể giết chết Dạ Hàn. Tù Thiên Lão Tổ đột nhiên ra tay, là đoạt Huyết Long công lao. Đa tạ tiền bối tương trợ, ta còn tốt. Diệp Thần lãnh đạm đạo, chỉ cảm thấy toàn thân phỏng đến kịch liệt, thực sự không chịu đựng nổi, ngồi xếp bằng làm xuống, hai tay bão nguyên bấm quyết, vận chuyển phì nhiêu pháp, chậm rãi điều tức khôi phục. Tù Thiên Lão Tổ tự mình nói, cái này Dạ Hàn thật đúng là hung ác. May mắn lão phu kịp thời ra tay, bằng không thì bị hắn chạy, cái kia cực kỳ không ổn. Vẫn là nhất phó yêu công tự đắc bộ dáng. Phù Quang Tiên Tử thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, cắn răng nói, luân hồi chi chủ, ta. Ta thật là khó chịu. Thiên Trảm phản phệ, để cho nàng cũng là chịu không được, làn da như lửa nướng giống như đốt hồng. Diệp Thần vẫy tay nói, ngươi đến trong thân thể ta tới, về sau cùng ta một thể chính là, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lúc này hắn cùng Phù Quang Thiên Tử, cũng coi như cộng kinh sinh tử hoạn nạn, cho nên nói chuyện liền thản nhiên rất nhiều, cũng không có cái gì ngăn cách. Phù Quang Thiên Tử ừ một tiếng, lúc này hóa thành một tia yếu ớt cực quang, chui vào Diệp Thần trong thân thể đi. Nàng bản thân liền là một tia quang, lần này dung nhập trong cơ thể của Diệp Thần, tựa như thủy dung vào trong biển rộng. Diệp Thần thân thể lập tức một hồi thoải mái, liền cảm thấy trong đan điền, dấy lên một tia cầu vồng một dạng ánh sáng nhạt. Đó chính là Phù Quang Tiên Tử. Chỉ cần hắn đem cái này sợi ánh sáng nhạt, lần nữa khôi phục tới đỉnh phong hình thái, vậy hắn tu vi, cũng có thể nhận được cực lớn tăng thêm. Diệp Thần nói, Huyết Long, người thay ta hộ pháp, ta cần điều tức một chút. Thiên Trảm phản phệ, mặc dù cho Diệp Thần cùng Phù Quang Tiên Tử, đều mang đến thương tổn cực lớn, nhưng may mắn Diệp Thần y thuật cao minh, vì nhiều bí pháp tinh xảo, chỉ cần cho hắn điều tức một hai ngày thời gian. Liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù chết, Diệp Thần cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, nhưng bây giờ chịu Thiên Trảm phản phệ, lại cần điều lý một hai ngày, có thể thấy được cái này Thiên Trảm phản phệ kinh khủng. Chủ nhân, liền để Tù Thiên Lão Tổ thay chúng ta hộ pháp a, ta cần luyện hóa cửu vĩ, bằng không nó sinh mệnh lực trôi qua, vậy thì không ổn. Huyết Long nhìn về phía cửu vĩ hồ thi thể, liếm môi một cái. Bây giờ cửu vĩ hồ đã chết. Nhưng nhục thân khí huyết pháp tắc năng lượng còn tại, nó chỉ cần thôn phệ, liền có cơ hội viên mãn chứng đạo, xung kích siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Trái lại, nếu như không dành thời gian mà nói, cửu vĩ hồ khí huyết trôi mất năng lượng, vậy nó nên cái gì cũng không chiếm được. Diệp Thần lông mày nhíu một cái, gọi Tù Thiên Lão Tổ hộ pháp, hắn luôn cảm giác có chút bất an. Hắn đối với Tù Thiên Lão Tổ, từ đầu đến cuối cũng vẫn là không cách nào hoàn toàn tín nhiệm. Tiền bối. Vậy thì nhờ ngươi thay chúng ta hộ pháp, cẩn thận đừng cho tử vực vong linh tới gần, còn có hư thối lão tổ, có thể cũng biết buông xuống. Đến nỗi ngươi nói ngươi bị cái gì lăng xương tiên tử truy sát, cần ta che chở, chờ chuyện chỗ này, ngươi đuổi theo ta chính là, chỉ cần ta không chết, liền sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Diệp Thần hướng về Tù Thiên Lão Tổ đạo, mặc dù không cách nào hoàn toàn tín nhiệm đối phương, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Tù Thiên Lão Tổ nghe được Diệp Thần đáp ứng. Lập tức đại hỉ, nói, đa tạ luân hồi chi chủ thu lưu. Người yên tâm chữa thương, lão phu nhất định tận lực hộ pháp. Thật sâu bái. Diệp Thần ừ một tiếng, gặp cái kia diệt thế quyền trượng đang rơi tại một bên, bàn tay vung ra, liền nghĩ cách không bắt lấy tới. Nhưng lúc này, Tù Thiên Lão Tổ lại trước tiên Diệp Thần một bước, tốc độ tay cực nhanh đem diệt thế quyền trượng cướp trong tay. Luân hồi chi chủ, cái này quyền trượng liền từ lão phu trước tiên bảo quản a. Nếu là gặp phải cường địch gì, còn có thể dùng để ứng phó. Tù Thiên Lão Tổ tay trái bóp cái pháp quyết, từng đạo cầm tù pháp tắc, che khắc ở diệt thế trên quyền trượng, lại tạm thời đem cái này quyền trượng khí tức hủy diệt, giam cầm áp chế lại. Tay hắn cầm quyền trượng, liền không có bị phản phệ. Diệp Thần gặp Tù Thiên Lão Tổ thuật pháp tinh diệu, nội tâm lại sinh ra không hiểu kiêng kỵ, lại gặp đối phương chết cầm diệt thế quyền trượng, không có nửa điểm ý buông tay, trong lòng của hắn kiêng kỵ càng thêm hơn. Chỉ có điều, hiện tại hắn thụ thương trạng thái, cũng không tốt nói thêm cái gì, nhân tiện nói. Vậy làm phiền tiền bối. Thương nghị cố định, Tù Thiên Lão Tổ cầm diệt thế quyền trượng,
ở bên cạnh hộ pháp. Diệp Thần tĩnh tâm điều tức, yên lặng vận chuyển Phì Nhiêu pháp, xua tan thể nội thiên trảm phản phệ, lại sẽ bị phản phệ cháy gân cốt nội tạng, chậm rãi điều lý khỏi hẳn. Muốn triệt để khôi phục khỏi hẳn mà nói, Diệp Thần đoán chừng phải 1-2 ngày thời gian. Mà Huyết Long móng vuốt một chảo, đem Cửu Vĩ Hồ thi thể nắm lên, hóa thành từng sợi hôi quang, trực tiếp thôn phệ hết. Tại thôn phệ Cửu Vĩ sau, Huyết Long toàn thân lân phiến, lập tức liền biến thành âm u màu xám, một cỗ quỷ dị không rõ khí tức đang tràn ngập. Chủ nhân, Cửu Vĩ đại đạo viên mãn, xem ra ta không sai biệt lắm cũng có thể đột phá siêu ngày, ha ha. Huyết Long rất là cao hứng cười cười, thôn phệ gom đủ Cửu Vĩ đại đạo, nó chỉ cảm thấy tự thân đạo pháp viên mãn, cảnh giới bình cảnh cũng bắt đầu buông lỏng, siêu phẩm thiên đế cảnh giới, có thể đụng tay đến. Lập tức, Huyết Long bay đến hòn đảo một tòa trên núi hoang, chiếm cứ ở trên đỉnh núi, phát ra hét dài một tiếng, sau đó cũng bắt đầu luyện hóa thể nội Cửu Vĩ năng lượng. Chỉ cần chờ nó luyện hóa Cửu Vĩ, nó liền có thể tấn thăng siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Rất nhanh, chung quanh liền an tĩnh lại, Diệp Thần cùng Huyết Long riêng phần mình vận công, rất nhanh liền nhập định. Huyết Long cũng không trở về đến luân hồi trong mộ địa đi, mà là ngay tại trên đỉnh núi kia luyện hóa Cửu Vĩ, xung kích cảnh giới. Bởi vì, xung kích siêu phẩm thiên đế cảnh giới, mặc kệ có bao nhiêu chuẩn bị, cuối cùng vẫn là có không nhỏ phong hiểm. Nếu như nó xoay quanh tại luân hồi trong mộ địa, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn gì, phá hư luân hồi mộ địa, vậy cũng không tốt. Một bên Tù Thiên Lão Tổ, nhìn thấy Diệp Thần cùng Huyết Long đều vào định rồi, ánh mắt lập tức lấp lóe không yên, không biết đang tính toán cái gì, nắm Diệt Thế Quyền Trượng bàn tay, cũng là nhanh lại buông lỏng, dường như đang do dự mưu tính. Qua hơn nửa ngày, Tù Thiên Lão Tổ gặp Diệp Thần khí thức dần dần bình ổn, thương thế tại ổn định khôi phục, mà trên thân Huyết Long vảy âm u vĩ thú khí, cũng dần dần rút đi, lân phiến chóc từng mảng sinh ra mới lân phiến, như máu tinh hồng, một tia siêu thiên đại đạo ý vị, chậm rãi nổi lên. Hắn nghĩ thầm, lão phu sinh cư giữa thiên địa, lại há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Cái gọi là thần phục, cuối cùng bất quá ngộ biến tùng quyền. Nhưng chờ tiểu tử này khôi phục, cái kia Huyết Long lại đột phá, lão phu lại không thoát thân ra mặt khả năng. Cùng chịu làm kẻ dưới, chẳng bằng buông tay đánh cược một lần. Ánh mắt hắn lập tức trở nên lăng lệ, nắm thật chặt Diệt Thế Quyền Trượng, suy nghĩ Diệp Thần cùng Huyết Long đều tại điều tức trước mắt, không chút nào bố trí phòng vệ, đây là ngàn năm một thuở thời cơ, cũng là hắn cơ hội duy nhất. Nếu là có thể đánh giết luân hồi chi chủ, cướp đoạt hắn tất cả, lão phu đủ để nghịch thiên phi thăng, trở lại tinh không bỉ ngạn. Tù Thiên Lão Tổ cổ họng phát ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ. Trong tay Diệt Thế Quyền Trượng chợt phun ra, tự thân đế khí hoàn toàn quán chú đến quyền trượng bên trong, thôi động hủy diệt pháp tắc, lập tức hư không ầm ầm một hồi bạo hưởng, một cỗ hủy diệt phong bạo nổ ra, mười mấy đầu hủy diệt lôi đình hướng về Diệp Thần chém giết mà đi. Diệp Thần đang tại chữa thương trước mắt, nghe được lôi điện phích lịch, mở to mắt, liền nhìn thấy Tù Thiên Lão Tổ tròn mắt tận nứt, như phát điên hướng về tự mình ra tay bộ dáng. Nhìn xem cái kia mười mấy đầu hủy diệt lôi điện bổ tới, Diệp Thần nội tâm cực kỳ thất vọng, lại có loại trong dự liệu cảm giác, nghĩ thầm, cái này lão tạp mao quả nhiên không thể tin. Lúc này Diệp Thần đang tại chữa thương, khí tức còn không có khôi phục, đối mặt Tù Thiên Lão Tổ Diệt Thế Lôi Đình oanh kích, quả thực khó đối phó. Nhưng, hắn cũng không hốt hoảng, trong lòng câu thông luân hồi mộ địa, ô một tiếng, một tia hắc khí từ đỉnh đầu hắn bay ra, ngưng kết hình người, chính là luân hồi đại năng, Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần. Lão thất phu, dám đả thương chủ ta. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần nhìn thấy Tù Thiên Lão Tổ công kích, lập tức tức giận, vung tay nhỏ lên, vạn trọng hắc khí như nước thủy triều bành trướng nổ lên, tai họa ách ngược pháp tắc cuồn cuộn khuếch tán, một thanh Thọ Ôn hỏa kiếm đản sinh ra, nàng phi kiếm một bổ, sinh sinh ngăn trở cái kia mười mấy đầu Diệt Thế Lôi Điện. Diệt Thế Lôi Điện uy năng cực lớn, chấn động đến mức Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần thân thể một hồi lay động, linh hồn lọt vào điện giật, kịch liệt run lên. Hồn thể bên trên tí tách nhảy ra lôi điện. Bất quá nàng hồn thể năng lượng còn tính toán thâm hậu, miễn cưỡng cũng có thể ngăn cản. Mà Tù Thiên Lão Tổ nhất định phải được nhất kích, bị Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần ngăn lại, hắn tự thân cũng gặp một cỗ xung kích, cước bộ hốt hoảng lui lại, lôi đình phệ thể, rên khẽ một tiếng. Lần này đối bính, hai người lại là lực lượng ngang nhau. Nhưng, Tù Thiên Lão Tổ nhìn xem Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần bộ dáng, lại là sợ hãi không thôi. Lại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, ngươi còn có thủ đoạn. Diệp Thần lạnh nhạt nở nụ cười, nói, thật coi thủ hạ ta không người. Tù Thiên Lão Tổ xoay chuyển ánh mắt,
cắn răng, đột nhiên quay người ra bên ngoài bay tán loạn mà đi, còn muốn chạy trốn. Kỳ thực, hắn thân là cửu thiên tù thần chỉ hóa thân, lúc này lại chấp trưởng diệt thế quyền trượng, nếu đánh thật, Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần đều phải thua hắn một bậc. Nhưng, hắn cũng không dám mạo hiểm. Trong lòng hắn, Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần khác biệt không phải sợ, nhưng Diệp Thần lại là tồn tại cực kỳ khủng bố. Vạn nhất hắn cùng Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần khai chiến, không thể tốc chiến tốc thắng, thời gian kéo dài thêm, Diệp Thần thương thế khôi phục, đến lúc đó, Diệp Thần vừa ra tay, hắn nhất định phải chết. Cho nên, Tù Thiên Lão Tổ trực tiếp liền chạy trốn. Bây giờ diệt thế quyền trượng còn tại trong tay hắn, chỉ cần phía sau hắn có thể luyện hóa cái này quyền trượng, cũng có thể nhận được chỗ tốt cực lớn. Ngăn lại hắn. Diệp Thần ánh mắt phát lạnh, đâu chịu để cho Tù Thiên Lão Tổ chạy thoát, lập tức hướng về phía Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần quát lên. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần hừ một tiếng, lúc này phi thân giết ra, cầm kiếm chặn lại tại Tù Thiên Lão Tổ trước mặt. Xú bà nương, cho lão phu lăn đi. Tù Thiên Lão Tổ gầm thét một tiếng, tay trái một ngón tay đâm ra, cửu thiên tù thần chỉ. Một cỗ u ám tia sáng, lập tức từ Tù Thiên Lão Tổ trên ngón tay bộc phát ra, cường hoành chỉ lực đâm thẳng hướng Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần thấy thế, sắc mặt cũng là trầm xuống, nàng biết rõ cái này cửu thiên tù thần chỉ lợi hại, không dám khinh thường chút nào. Chỉ thấy trong tay nàng Thọ Ôn Hỏa Kiếm huy động ở giữa, ngàn vạn hắc khí mãnh liệt tuôn ra, hóa thành một đạo đạo kiếm khí sắc bén, cùng Tù Thiên Lão Tổ chỉ lực chạm vào nhau. Oanh! Hai cỗ sức mạnh không ngừng đối oanh, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, kiếm khí cùng chỉ lực đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh hỗn độn lĩnh vực, ngay cả không gian đều bị xé nứt ra. Hai người chiến đấu, vẫn là lực lượng tương đương. Cầm tù pháp tắc, rút lui. Chợt, Tù Thiên Lão Tổ quát to một tiếng, thân thể giống như ruộng cạn nhổ hành bay lên, dưới chân của hắn, là cầm tù pháp tắc hình thành đặc thù quang tầng, tựa như pha lê đồng dạng bao trùm tại sụp đổ tử vực phía trên, đây là hắn trước đây làm nền. Lần này, Tù Thiên Lão Tổ đột nhiên đem pháp tắc thu hồi, tầng kia pha lê một dạng quang tầng tiêu thất, tử vực sụp đổ pháp tắc lại không áp chế, một chút lại lần nữa bạo phát đi ra. Không tốt! Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy dưới chân không còn một mống, tử vực truyền ra một cỗ điên cuồng thôn phệ chi lực, chỉ một chút, liền đem nàng hồn thể, triệt để thôn phệ đến tử vực dưới hồ nước. Còn có Dạ Hàn thi thể, cũng cùng nhau trầm luân đến tử vực phía dưới. Đen Mẫu Thần tiền bối. Diệp Thần kinh hãi, mảnh này tử vực cực kỳ khủng bố, Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần bị thôn phệ hết, sợ là giữ nhiều lành ít. Ha ha ha, Tù Thiên Lão Tổ người trên không trung, cuồng hỉ cười to. Trực tiếp chiến đấu, hắn khó mà trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần, nhưng lợi dụng sụp đổ tử vực lực lượng kinh khủng, lại là trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Đây là đối với thiên địa đại thế vận dụng. Hắn đã sớm bay lên không, thoát ly sụp đổ tử vực thôn phệ, lập tức chân trái bên phải trên chân dẫm mạnh, lại bay trên không tiếp tục đi lên bay lên, liền muốn bỏ trốn mất dạng. Xoẹt! Nhưng ở lúc này, một đạo bạch sắc kiếm quang, như vạch phá bầu trời đêm như chớp giật, từ trên bầu trời chém giết xuống, chỉ một kiếm, liền đem Tù Thiên Lão Tổ đánh rơi. Tù Thiên Lão Tổ tiếng cười, im bặt mà dừng, cả người bịch một tiếng. Hung hăng bị đánh rơi nhập hạ phương tử vực trong hồ đi, cũng dẫn đến diệt thế quyền trượng cùng một chỗ, đều trầm luân đến dưới hồ. Diệp Thần chỉ cảm thấy một hồi lóa mắt, đạo kia bạch sắc kiếm quang, quá chói mắt, quả thực là muốn chọc mù người ánh mắt. Hắn không khỏi nhíu mày nheo mắt lại, chỉ thấy bạch quang kia dần dần phai nhạt, một đạo kiều thiếu bóng hình xinh đẹp, từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống tới. Đó là một người mặc trắng thuần sắc quần áo thiếu nữ, khí chất lộ ra sơn thủy xuất trần cổ ý. Khuôn mặt như vẽ, trong tay liếc nắm một thanh nhỏ dài kiếm, quanh thân nhộn nhạo một cỗ oánh oánh bạch quang. Cỗ này bạch quang, thuần túy đến không có chút nào tạp chất, bạch quang dạo rực mở ra, không gian chung quanh bịt kín bạch quang, không gian thế mà đã biến thành trống rỗng. Hoặc nói đúng ra, thiếu nữ không gian chung quanh, đã biến thành giấy trắng tầm thường thuần trắng, thật giống như có một tấm thuần trắng tờ giấy, tại sau lưng nàng bày ra, hết thảy cảnh vật đều không thấy được, có thể khiến người ta nhìn thấy. Chỉ có cái kia thuần túy đến quỷ dị, một mảnh trắng xóa giấy trắng một dạng trống không. Diệp Thần kinh ngạc, chưa từng thấy qua cảnh tượng quỷ dị như vậy. Thiếu nữ phương viên thập bộ phạm vi bên trong, mặc kệ là hoa cỏ, cây cối, tảng đá, vẫn là không gian, tia sáng, hắc ám, sương mù những vật này, toàn bộ đã biến thành giấy trắng đồng dạng. Trên người nàng quang, nếu như khuếch tán ra mà nói, Diệp Thần thậm chí có loại ảo giác,
toàn bộ Shiva thánh địa, có thể đều phải biến thành trống không. Cỗ này tia sáng, pháp tắc là khủng bố như thế, quyền hành sức mạnh, tựa hồ bao trùm tại Shiva phía trên. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần trong nháy mắt dùng mình, một cái khái niệm từ dưới đáy lòng xông ra. Đây là Thái Sơ Chi Quang. Ngươi là, Luân Hồi Chi Chủ. Thiếu nữ đôi mắt sáng nhìn xa xa Diệp Thần, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, lộ ra điểm kinh ngạc biểu lộ. Cô nương là ai? Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, hơi có điểm cảnh giác mà hỏi. Ta sao? Thiếu nữ ngẩn ngơ, cái này đơn giản vấn đề, đối với nàng mà nói, nhưng thật giống như là phi thường phức tạp. Nàng một đôi trong suốt đồng tử, tại thời khắc này, lại giống như cũng hóa thành hư vô tái nhợt, như vô ngần lại thâm thúy tinh hải. Đang sững sờ thần một lúc lâu sau, thiếu nữ lắc đầu, ánh mắt mới khôi phục bình thường, chậm rãi mở miệng nói. Ta chính là Quang. Nàng cúi đầu nhìn một chút sụp đổ tử vực, vừa mới tù thiên lão tổ chính là rơi xuống trong đó, sống chết không biết. Diệp Thần không hiểu cả người nổi da gà lên, ngươi là. Quang. Thiếu nữ không có trả lời, chỉ đi lên phía trước, bước vào trong sụp đổ tử vực. Một màn kinh người xuất hiện, tựa hồ có thể thôn phệ vạn vật, để cho thiên địa nhật nguyệt đều sụp đổ tử vực, đồng thời không thể thôn phệ thiếu nữ. Thiếu nữ hành tẩu tại tử vực trên hồ nước, lăng ba độ thủy, từng vòng gợn sóng theo cước bộ của nàng dạo dực mở ra. Nàng đi đến một nửa, liền dừng bước, từng sợi thuần túy bạch quang, từ trên người nàng lan tràn ra, chiếu sáng sụp đổ tử vực. Tại trên người thiếu nữ bạch quang chiếu rọi xuống, tử vực hồ thủy, càng là vô thanh vô tức bốc hơi hết, hóa thành trống không. Cái này sụp đổ tử vực, pháp tắc phi thường khủng bố, liền Diệp Thần, đều khó mà cùng sụp đổ pháp tắc chính diện đối nghịch, nhưng bây giờ, trên người thiếu nữ bạch quang chiếu một cái, tử vực thế mà bốc hơi. Trong khoảnh khắc, tử vực hồ nước bốc hơi hầu như không còn, như một giọt sương châu, tại thái dương quang huy phía dưới bốc hơi tan biến. Phảng phất giờ khắc này, thiếu nữ chính là thái dương. Trên người nàng tản ra quang huy, nhìn như ôn hòa, nhưng khi Diệp Thần nhìn về phía nàng, liền có loại nhìn thẳng như mặt trời cảm giác, chỉ cảm thấy một hồi kịch liệt chói mắt, hai mắt đều bị cái kia cỗ bạch quang đâm vào đau đớn, chỉ có thể lấy tay hơi hơi che khuất mi mắt. Chỉ thấy tử vực hồ nước bốc hơi sau, một cái lớn hố sâu liền hiển lộ ra, thụ thương tù thiên lão tổ, Dạ Hàn thi thể, còn có Thọ Ôn Hắc mẫu thần hồn thể, đều tại trong hố sâu nước bùn. Ách, a a a. Thọ Ôn Hắc mẫu thần một hồi bị đau, chỉ cảm thấy thiếu nữ bạch quang chiếu vào trên người mình. Hồn thể như gặp phải thiêu đốt, thật giống như cô hồn dã quỷ bị liệt nhật thái dương chiếu rọi, khó chịu không nói ra được đau đớn. May mắn, lúc này tử vực đã bốc hơi, sụp đổ lực hút đã tán đi, Thọ Ôn Hắc mẫu thần vội vàng hóa thành một tia lưu quang, bay trở về trong cơ thể của Diệp Thần. Mộ chủ, nữ nhân này là ai, thật là khủng khiếp quang. Thọ Ôn Hắc mẫu thần trở lại luân hồi trong mộ địa đi, toàn thân đều đang run rẩy, hoảng sợ không thôi. Trước đây nàng bị sụp đổ tử vực thôn phệ, nhưng dựa vào tự thân tu vi thủ hộ, tại trong thời gian ngắn này, cũng không nhận được bao nhiêu tổn thương. Nhưng, thiếu nữ kia bạch quang chiếu một cái, nàng lại cảm giác chính mình muốn hồn phi phách tán đồng dạng, quả thực là kinh khủng. Diệp Thần sầm mặt lại, hắn cũng không biết thiếu nữ kia đến tột cùng là ai. Tù thiên lão tổ, đào vong trò chơi kết thúc. Thiếu nữ cũng không để ý tới chạy trốn Thọ Ôn Hắc mẫu thần. Ánh mắt quan sát bên dưới hố sâu tù thiên lão tổ, âm thanh mang theo một cỗ cư cao lâm hạ ý vị. Tù thiên lão tổ vừa mới bị thiếu nữ nhất kiếm chém dụng đến tử vực bên trong, trên thân còn mang theo thương, diệt thế quyền trượng rơi tại bên cạnh hắn, hắn cũng không dám cầm lấy quyền trượng cùng thiếu nữ đối kháng, bịch một chút quỳ xuống, nói. Lăng xương tiên tử, tha mạng, tha mạng. Diệp Thần nghe được tù thiên lão tổ lời này, bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm, thì ra nữ nhân này chính là vị kia Lăng Xương tiên tử. Không nghĩ tới, người này thực lực, càng là khủng bố như thế. Lăng Xương tiên tử trên thân tràn ngập ra hào quang, so thái dương liệt nhật còn muốn huy hoàng vạn lần, tia sáng vừa chiếu rọi một cái ra ngoài, vạn vật đều phải hóa thành trống không, như bị hừng hực dương quang bao phủ. Lăng Xương tiên tử nhìn xem tù thiên lão tổ, thanh âm ôn hòa nói, ta không nói muốn giết ngươi, ta nói, ta chỉ cần cửu thiên tù thần chỉ môn kia thần công. Ta cần một khối cơ thạch, lắng đọng căn cơ, người đem cửu thiên tù thần chỉ giao ra chính là. Tù thiên lão tổ vừa mới công kích Diệp Thần, khí phách cỡ nào điên cuồng, lúc này đối mặt Lăng Xương tiên tử, lại là sợ hãi kính sợ vạn phần, vẻ mặt đưa đám nói. Môn kia thần công là lão phu bản nguyên chỗ,
nếu là phân chia ra đi, lão phu dù cho may mắn không chết, một thân tu vi cũng muốn mất hết, biến thành phế nhân. Lăng Xương Thiên Tử nói, ân, không cần sợ, người đem thần công giao ra, quang sẽ bảo hộ ngươi, ngươi có thể tại quang che chở cho, an hưởng quãng đời còn lại, không cần lo lắng nữa ai sẽ tổn thương ngươi. Tù Thiên Lão Tổ sắc mặt phát khổ, chỉ là lắc đầu. Lăng Xương Thiên Tử cau mày nói, ngươi không chịu sao? Tù Thiên Lão Tổ quỳ bịch bịch dập đầu, nói, cầu Thiên Tử tha mạng. Thiên Tử lòng từ bi, chiếu sáng nhật nguyệt, uy lâm thiên hạ, hà tất khó xử lão phu một kẻ thằng hề. Thiên Tử muốn cái gì cơ thạch, đại khái có thể cầm trụ thần huyết nhục đi lấp mạo xưng, Thiên Tử là quang hóa thân, 72 trụ thần lại có ai dám làm trái ý chí của ngươi. Diệp Thần nghe được Tù Thiên Lão Tổ lời nói, cảm thấy run lên, ánh mắt lại nhìn về phía Lăng Xương Thiên Tử. Quang hóa thân. Chẳng lẽ cái này Lăng Xương Thiên Tử quyền vị, so trụ thần còn cao hơn sao? Cái này Tù Thiên Lão Tổ, thì ra đã sớm biết Lăng Xương Thiên Tử thân phận, nhưng phía trước lại giấu giếm Diệp Thần, nói không biết. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng không thể trách hắn, liên quan tới quang hết thảy, đều quá mức thần bí thâm thúy, nhân quả liên lụy cực lớn. Thôi, ngươi không chịu giao ra Cửu Thiên Tù Thần chỉ, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đến lấy. Lăng Xương Thiên Tử lại không có nghe Tù Thiên Lão Tổ cầu xin tha thứ, vung tay lên, một tia tia sáng rơi xuống, lại Tù Thiên Lão Tổ quanh thân, ký kết thành một khỏa tinh thạch. Tù Thiên Lão Tổ một hồi phát hô, cả người đều bị phong ấn đến trong tinh thạch, như côn trùng bị phong ấn ở trong hổ phách, trong nháy mắt không thể động đậy, âm thanh cũng câm, chỉ có hai mắt còn mở to. Lăng Xương Thiên Tử đầu ngón tay vừa thu lại, tinh thạch thu nhỏ, trở lại bàn tay nàng bên trong. Nàng xem thấy trong tinh thạch bị phong ấn Tù Thiên Lão Tổ, hài lòng gật đầu rồi gật đầu. Diệp Thần lại đột nhiên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, nhìn xem Lăng Xương Thiên Tử trong tay tinh thạch, trong nháy mắt cảm giác hết sức quen thuộc. Cái kia tinh thạch chất liệu, tựa hồ cùng ánh sáng của bầu trời thần tinh giống nhau như đúc. Ánh sáng của bầu trời thần tinh, là ánh sáng của bầu trời thần thủy kết tinh. Bây giờ liền bị Diệp Thần khảm nạm đến côn luân trên đao, giá trị vô cùng chân quý. Mà chân quý như vậy ánh sáng của bầu trời thần tinh, Lăng Xương Thiên Tử tiện tay liền có thể ngưng kết, hơn nữa muốn so Diệp Thần ánh sáng của bầu trời thần tinh lớn hơn nhiều, đủ để dùng để phong ấn Tù Thiên Lão Tổ. Tù Thiên Lão bản gốc thân liền tinh thông cầm tù pháp tắc, tầm thường cấm chế không khóa lại được hắn, nhưng bây giờ, hắn bị phong tại Lăng Xương Thiên Tử trong tinh thạch, lại là không thể động đậy chút nào. Lăng Xương Thiên Tử tay nắm lấy tinh thạch, ánh mắt xa xa nhìn về phía Diệp Thần, hình như có thâm ý, lại tựa hồ là đang suy nghĩ suy tính cái gì, thân thể mềm mại nhẹ nhàng tung bay, thân như lưu quang, tay áo phiêu diêu, liền rơi xuống Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần ngửi được một cỗ như lan một dạng xử nữ u hương, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, lại như bị nắng ấm ánh sáng của bầu trời bao khỏa, toàn thân đều là ấm áp, tâm thần thanh thản, tinh thần đại chấn. Trước đây chịu thiên trảm phản phệ thương thế, cũng tại phi tốc khôi phục. Thậm chí, so với hắn dùng phí nhiều pháp trị liệu, khôi phục còn nhanh hơn. Ta đã thấy ngươi. Lăng Xương Thiên Tử đánh giá Diệp Thần, bước liên tục nhẹ nhàng đến gần đi lên, cũng không có kiêng kỵ cái gì, lập tức liền cùng Diệp Thần mặt đối mặt, thậm chí ngay cả cái mũi đều cơ hồ đụng vào nhau. Diệp Thần có loại vô cùng cảm giác ấm áp, thật giống như đắm chìm trong dương quang, theo bản năng cũng không muốn lui lại. Cứ như vậy cùng Lăng Xương Thiên Tử tiếp xúc gần gũi lấy, hai người hô hấp cùng nhau ngửi. Hắn nghe Lăng Xương Thiên Tử mà nói, lại là nghi hoặc, nói, cái gì? Lăng Xương Thiên Tử nói, ta đã thấy ngươi, luân hồi chi chủ. Diệp Thần Kỳ nói, chúng ta lúc nào gặp qua? Lăng Xương Thiên Tử thở dài, ta thôi diễn tương lai, trong tương lai gặp qua ngươi. Tương lai ngươi, đã trở thành quang chi tử, ngươi uống ánh sáng của bầu trời thần thủy. Nhưng linh hồn của ngươi, tinh thần của ngươi, ý thức của ngươi, đều bị mênh mông hừng hực rộng rãi thuần trắng ánh sáng của bầu trời bao phủ, quang quá mức lóa mắt, tiêu diệt ngươi hết thảy, nhường ngươi đầu, trở thành trống rỗng phế tích. Ngươi bị quang đoạt xác, trở thành thái sơ nô lệ. Diệp Thần khẽ giật mình, lẩm bẩm nói, bị quang đoạt xá, trở thành thái sơ nô lệ sao? Ánh sáng của bầu trời thần thủy, là quang chi tử quyền hành chỗ, ai có thể uống xong ánh sáng của bầu trời thần thủy? Người đó liền có thể trở thành quang chi tử. Chỉ là, cái kia ánh sáng của bầu trời thần thủy, mênh mông rộng rãi, huy hoàng thần thánh, là thái sơ một tia thuần quang biến thành, tia sáng thực sự quá lóa mắt, người uống nữa, rất có thể lọt vào kinh khủng xung kích,
đầu óc ý thức triệt để bị quang bao phủ, biến thành cái xác không hồn. Loại cục diện này, cũng có thể nói là bị quang đoạt xác. Thì ra người cái gọi là gặp qua ta, chỉ là thôi diễn tương lai sao? Ngươi là ai, Lăng Xương Tiên Tử? Diệp Thần cười cười, nhìn thẳng Lăng Xương Tiên Tử. Cái này có thanh lãnh tên nữ nhân, khí tức lại tựa như mặt trời ấm áp, thân thể mềm mại toàn thân đều đang phát sáng. Ta sao, ta nói, ta chính là quang. Ân, nói đúng ra, ta từ trong ánh sáng của bầu trời thần thủy sinh ra, bản nguyên là một quả hạt ánh sáng, ta bản nguyên, so với ánh sáng của bầu trời thần thủy, tựa như một giọt nước cùng mênh mông biển cả. Lăng Xương Tiên Tử nói. Diệp Thần chấn động trong lòng, có chút cảnh giác lui về sau một bước, nói như vậy, cô nương càng là ánh sáng của bầu trời thần thủy hóa thân. Ánh sáng của bầu trời thần thủy, quyền hành cỡ nào lợi hại, một điểm quang huy chúc phúc, trước kia liền để thủy mẫu đế cơ, từ một nữ nô siêu thoát chứng đế. Ánh sáng của bầu trời thần thủy quyền hành, thậm chí có thể nói bao trùm tại trụ thần phía trên. Bởi vì, ánh sáng của bầu trời thần thủy, là thái sơ một tia phân quang ngưng kết mà thành, nguồn gốc từ thái sơ, tia sáng cực kỳ thuần túy, pháp tắc cao hơn trụ thần. Lăng Xương Tiên Tử lắc lắc đầu nói, không phải, ta chỉ là một quả hạt ánh sáng thôi. Ánh sáng của bầu trời thần thủy, có triệu tỷ tỷ quả hạt ánh sáng, nhưng chỉ có ta bất hạnh, đã đản sinh ra trí tuệ. Diệp Thần nói, vì cái gì nói bất hạnh? Lăng Xương Tiên Tử trầm mặc một chút, đôi mắt giống như đại hoang thê lương, nói, có trí tuệ, liền có phiền não, có bản thân, liền không muốn tan biến, có sinh mệnh, liền không muốn chết. Mà tính mạng của ta, là trôi qua như thế, ánh sáng của bầu trời thần thủy một điểm triều tịch, đều đủ để đem tựa như giọt nước giống như nhỏ bé ta thôn tính tiêu diệt. Ta tạo ra ra trí tuệ, tựa như sóng lớn ở dưới ánh nến giống như nhỏ yếu, nhưng ta không nghĩ bị bao phủ, đây chính là nỗi thống khổ của ta. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, cau mày nói, cho nên. Lăng Xương Tiên Tử nói, cho nên, ta liền muốn tìm cơ thạch, có đầy đủ vững chắc cơ thạch, ta liền có thể đặt chân, thậm chí lợi dụng cơ thạch chế tạo hải đăng, đón ánh sáng của bầu trời thần thủy triều tịch sóng lớn sừng sững, ta làm hết thảy, chỉ là vì sống sót thôi. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng giơ lên, trong tay tinh thạch lập lòe tia sáng, bị phong ấn ở trong tinh thạch tù thiên lão tổ, bây giờ còn chưa có triệt để chết đi. Như vừa mới bị phong ấn ở trong hổ phách côn trùng, còn nghĩ dẫy giụa. Tại Diệp Thần cùng Lăng Xương Tiên Tử ánh mắt chăm chú, Tù Thiên lão tổ trong hai mắt tràn đầy sợ hãi cùng kinh dị, nhưng không thể làm gì. Chấm, Cửu Thiên Tù Thần chỉ, chính là ta muốn tìm cơ thạch. Môn thần công này, coi như phóng tới tinh không bỉ ngạn, cũng là nhất lưu tồn tại, ta chỉ cần đã luyện thành, đủ để đúc cơ bản. Nhưng bây giờ lời nói, Lăng Xương Tiên Tử nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt mang theo một vòng mê ly cùng trống rỗng, đáy mắt chỗ sâu lại hình như có một tia ngọn lửa đang thiêu đốt. Ta nghĩ, so với Cửu Thiên Tù Thần chỉ, Luân Hồi Chi Chủ, Ngươi Huyết, càng thích hợp làm ta cơ thạch. Nghe vậy, trong lòng Diệp Thần run lên, nói, cô nương đây là ý gì, muốn giết ta lấy huyết. Lăng Xương Tiên Tử vội nói, không phải, Luân Hồi Chi Chủ, không nên hiểu lầm. Ta chỉ muốn ngươi một giọt tinh huyết, dùng để làm cơ thạch, một giọt là đủ rồi. Xem như trao đổi, ta có thể đem thứ này cho ngươi. Nàng cầm trong tay phong ấn Tù Thiên lão tổ tinh thạch, đưa tới Diệp Thần trước mặt. Đây là nàng lấy ra trao đổi thẻ đánh bạc. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, trao đổi sao? Giao dịch này, rõ ràng ngươi ăn thiệt thòi. Tù Thiên lão tổ là Cửu Thiên Tù Thần chỉ hóa thân, giá trị không thể đo lường, mà Lăng Xương Tiên Tử lấy ra vật chân quý như vậy, chỉ là muốn trao đổi Diệp Thần một giọt máu. Lăng Xương Tiên Tử nói, không việc gì, thế gian này, không có so luân hồi pháp tắc, càng kiên cố cơ thạch. Luân hồi chi chủ, chỉ cần ngươi chịu tặng ta một giọt máu, ta cái gì đều tùy ngươi. Diệp Thần nhìn xem Lăng Xương Tiên Tử chân thành tha thiết lại hừng hực ánh mắt, nghĩ thầm chỉ cần mình lấy ra một giọt máu, liền có thể trao đổi Cửu Thiên Tù Thần chỉ, giao dịch này thật sự là lợi ích to lớn, không có đạo lý cự tuyệt. Hảo, cô nương, vậy chúng ta giao dịch chính là... Diệp Thần lúc này đồng ý xuống, lấy ra một cái bình sứ, cắn nát đầu ngón tay, linh khí hội tụ, bước ra một giọt màu vàng luân hồi huyết, chứa vào trong bình sứ, giao cho Lăng Xương Tiên Tử. Lăng Xương Tiên Tử đại hỉ, tiếp nhận bình sứ, đưa trong tay phong ấn Tù Thiên lão tổ tinh thạch, giao đến Diệp Thần trong tay, nói, cảm ơn ngươi, luân hồi chi chủ. Diệp Thần cầm tới tinh thạch, cảm thấy hết sức hài lòng. Khoản giao dịch này, hắn là kiếm lợi lớn.
Giao dịch hoàn thành, Lăng Xương Thiên Tử thu hồi bình sứ, lại trịnh trọng khuyên nhủ nói. Luân hồi chi chủ, ta nhìn thấy tương lai, người uống xong ánh sáng của bầu trời thần thủy, nhưng ý thức hoàn toàn bị quang bao phủ, trở thành quang nô lệ. Nếu như ngươi không muốn để cho cái này tương lai phát sinh, tuyệt đối không nên uống xong ánh sáng của bầu trời thần thủy. Trong lòng Diệp Thần run lên, Lăng Xương Thiên Tử thực lực, cường hãn đến đủ để nhẹ nhõm chân áp Tù Thiên Lão Tổ. Mà mạnh mẽ như vậy nàng, lại chỉ là ánh sáng của bầu trời thần thủy ức vạn khỏa hạt ánh sáng một trong. Cái kia ánh sáng của bầu trời thần thủy uy năng, quả thực là mênh mông đến tình cảnh không thể tưởng tượng. Muốn uống xong ánh sáng của bầu trời thần thủy, lại không bị hắn phản phệ, độ khó có thể tưởng tượng được. Diệp Thần thở dài nói, chuyện tương lai rồi nói sau. Ta ngay cả ánh sáng của bầu trời thần thủy ở nơi nào cũng không biết, là Vizanu Thánh Địa, vẫn là Phạn Thiên Thánh Địa. Diệp Thần nhìn xem Lăng Xương Thiên Tử, trong chớp nhoáng này, lại là ẩn ẩn bắt được thiên cơ, ý có mà thay đổi, nói. Tại Phạn Thiên Thánh Địa đúng hay không? Ngay tại sáng thế chi thụ phụ cận. Lăng Xương Thiên Tử nói, ngươi không nên nhìn trộm ta. Diệp Thần cười nói, ngươi không phải cũng là nhìn trộm tương lai của ta. Khi xưa Diệp Thần, liền bị cuốn vào qua Phạn Thiên Thánh Địa, bất quá, Phạn Thiên Thánh Địa thuộc bổn phận vực cùng ngoại vực, hắn lúc đó, chỉ là tại ngoại vực hoạt động, còn chưa có đi qua nội vực. Cho nên, hắn cũng không có bắt được ánh sáng của bầu trời thần thủy khí tức. Hơn nữa, Phạn Thiên Thánh Địa trong, tất nhiên cũng có người che đậy thiên cơ, không để người bên ngoài phát giác ánh sáng của bầu trời thần thủy tồn tại. Bây giờ, từ Lăng Xương Thiên Tử trên thân, Diệp Thần mới nhìn thấy thiên cơ mạch lạc, biết được ánh sáng của bầu trời thần thủy chân chính chỗ. Rốt cuộc biết ánh sáng của bầu trời thần thủy tung tích, Diệp Thần lại có loại nhìn thấy cấm kỵ một dạng cảm giác, không hiểu cả người nổi da gà lên, từ nơi sâu xa thấy được tương lai của mình, đúng như là Lăng Xương Thiên Tử nói như vậy. Bị quang đoạt xá, triệt để biến thành thái sơ nô lệ. Bất quá, chuyện tương lai, ai cũng nói không chừng. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Luân hồi chi chủ, chỉ là ngươi một giọt máu, cơ thạch có thể còn chưa đủ kiên cố. Ta, còn muốn một hồi vui sướng chi mộng. Lăng Xương Thiên Tử ngắm nhìn Diệp Thần, thân thể mềm mại nhẹ nhàng đến gần một chút, đầu ngón tay kéo Diệp Thần tay, đặt ở trên ngực của mình. Trong suốt trong đôi mắt nhưng dần dần dấy lên nhiệt hỏa. Cô nương muốn làm gì? Diệp Thần tâm thần không hiểu rung động. Hoa lạp. Một cỗ trắng lóa hào quang, từ Lăng Xương Thiên Tử trên thân lan tràn ra, đem chung quanh thiên địa hoàn toàn bao phủ lại. Trong nháy mắt, Diệp Thần cái gì đều không thấy được, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy trống rỗng thuần trắng hoang vu thế giới, không có bất kỳ cái gì vật chất tồn tại. Như vậy trống không hoang vu thế giới. Để cho trong lòng của hắn không hiểu sinh ra một tia bất an cùng cảnh giác. Đừng hoảng hốt, cũng không cần ôm lấy địch ý. Luân hồi chi chủ, quang sẽ bao dung hết thảy. Lăng Xương Thiên Tử thanh âm ôn nhu, truyền đến Diệp Thần trong tai. Diệp Thần cảm giác cặp mắt mình, hoàn toàn bị trắng lóa hào quang che mất, cái gì đều không nhìn thấy, nhưng hết lần này tới lần khác, tại thời khắc này, hắn tâm thần lại yên tĩnh lại, giống như đắm chìm trong ngày xuân dương quang, quang xuyên qua da của hắn. Xương cốt, gân mạch, thậm chí là cấp độ sâu đồ vật. Hắn thăng không dậy nổi cái gì địch ý, thật giống như người tại nắng ấm phía dưới, chỉ có toàn thân thư sướng. Tại trong vô tận quang huy, Diệp Thần cảm giác có một bộ mềm mại thân thể, gần sát chính mình. Tiếp đó cái kia thân thể, giống như hòa tan ánh sáng, cùng hắn triệt để giao dung, không còn sự phân biệt. Một cỗ suốt đời không có thoải mái cùng ấm áp, như sóng chiều giống như từng trận đánh tới, Diệp Thần toàn thân khác thường. Loại cảm giác này tựa như thực lực trong nháy mắt để thăng đến đỉnh phong. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần cảm giác tia sáng dần dần tản đi, trong mắt của hắn lại có thể nhìn thấy đồ vật, chỉ thấy chính mình lại cùng Lăng Xương Thiên Tử ôm nhau nằm trên mặt đất, hai người vô cùng tới gần, thậm chí có thể cảm nhận được đối phương nhung tơ một dạng hô hấp. Lăng Xương Thiên Tử khẽ mở môi đỏ, trong mắt mang theo vẻ ôn nhu, chậm rãi đứng dậy, thân thể mềm mại oánh oánh phát quang. Khuôn mặt tại tia sáng che lấp lại như ẩn như hiện, nhìn lại có điểm thần thánh cao xa thánh khiết ý vị, giống như nàng là cái gì trên bầu trời thánh nữ. Ngươi làm cái gì? Diệp Thần ngẩn ngơ, hỏi. Lăng Xương Thiên Tử cười một tiếng, sau đó ánh mắt lại trở nên trống rỗng, thở dài, chỉ là một hồi huyễn cảnh chi mộng thôi, quang sẽ bao phủ hết thảy, luân hồi chi chủ, ngươi yên tâm, trận này vui vẻ mộng, ngươi rất nhanh liền sẽ quên. Thậm chí không cần bao lâu, ngươi sẽ quên ta. Nhưng có một việc,
người tuyệt đối sẽ ghi khắc, đó chính là quang minh mông vĩ đại, chúng ta tại minh mông ánh sáng của bầu trời phía dưới, bất quá giây lát bọt biển. Trí tuệ thật sự là phiền não căn nguyên, cuối cùng cũng có một ngày, quang sẽ nuốt hết trí tuệ của chúng ta, mà ta lại không nghĩ tan biến, ai, hy vọng chúng ta đều có thể chế tạo ra lẫn nhau cơ thạch, tại ánh sáng của bầu trời phía dưới, ít nhất có thể sống được lâu hơn một chút. Lời nói này nói xong, Lăng Xương tiên tử liền hư không tiêu thất, thật giống như bọt biển hòa tan tại trong ánh sáng, trong khoảnh khắc trừ khử vô hình, không có để lại bất cứ dấu vết gì, phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Diệp Thần ngẩn ngơ, lâm vào trong mờ mịt xuất thần. Tiếp đó, hắn kinh ngạc phát hiện, trong đầu của chính mình, liên quan tới cùng Lăng Xương tiên tử vui sướng ký ức, quả nhiên đang nhanh chóng tan biến. Không, nói đúng ra, hẳn là bị quang bao phủ. Thậm chí, Lăng Xương tiên tử hình tượng, tại Diệp Thần trong đầu, cũng dần dần trở nên mơ hồ mơ hồ. Ta phải nhớ ngươi, Lăng Xương tiên tử. Cảm thấy được một màn này Diệp Thần, trong lòng dâng lên một cỗ cực lớn run rẩy. Hắn không muốn bị quang bao phủ, không muốn mất đi trí nhớ của mình, dù chỉ là một hồi mộng xuân. Hắn lập tức tại đạo thiên trên thân kiếm, khắc xuống Lăng Xương tiên tử tên. Cái này đạo thiên kiếm, là Diệp Thần vĩ đại kỳ quan, có thể nói là bổn mạng của hắn thần khí. Hắn tại trên thanh kiếm này, khắc lên Lăng Xương tiên tử tên, so khắc vào chính mình trên đầu khớp xương còn muốn khắc sâu. Tại Lăng Xương tiên tử tên, khắc lên đạo thiên kiếm sau, Diệp Thần cũng là có một loại khắc cốt đau đớn. Hắn cắn răng chịu đựng lấy, sau thật lâu, cổ đau đớn này mới chậm rãi tiêu mất. Hô! Diệp Thần thở phào một hơi, đã ra một thân đại hãn, chỉ cảm thấy một hồi khắc cốt minh tâm ký ức. Nhưng cái này khắc cốt minh tâm, không phải đối với Lăng Xương tiên tử khắc cốt minh tâm, mà là đối quang. Quang huy hoàng cùng kinh khủng, Diệp Thần xem như sơ bộ cảm nhận được, thật là muốn bao phủ hết thảy, đem hết thảy đều hóa thành trống không. Tương lai ta muốn uống xong ánh sáng của bầu trời thần thủy, thực sự là gian khổ a. Nếu như không có thủ đoạn khác áp chế, ta nhất định phải bị quang bao phủ. Diệp Thần cảm thán một tiếng, cũng là cảm thấy tương lai hung hiểm. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần lắc đầu, chuyện tương lai lại nói, bây giờ trọng yếu nhất, là trước giải quyết trước mắt nhân quả. Lăng Xương thiên tử đã rời đi, Diệp Thần vừa mới cùng nàng từng có một hồi vui sướng, như thế nhận được quang thoải mái. Khí tức đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí tu vi liên tục đột phá, đã đến thông thiên cảnh nhị tầng thiên đỉnh phong tình cảnh. Thế mà để cho ta đột phá nhanh như vậy, này liền nhị tầng thiên đỉnh phong. Diệp Thần nắm quyền một cái, cảm thụ được trong cơ thể mình lớn mạnh hơn không ít thực lực, cũng là một hồi kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, Diệp Thần tâm tình chính là vui sướng, hắn đoán chừng tu vi của mình, lại vào bước một chút, liền có thể treo lên đánh siêu phẩm thiên đế. Bây giờ Diệp Thần thực lực tổng hợp, cùng siêu phẩm thiên đế tương đương, nhưng cũng chỉ là lực lượng tương đương, làm không được nghiền ép. Muốn nghiền ép siêu thiên cường giả, hắn đoán chừng tu vi của mình, ít nhất phải đạt đến tình cảnh thông thiên cảnh 5-6 tầng. Bây giờ cùng Lăng Xương tiên tử, từng có một hồi vui sướng chi mộng sau, hắn tu vi tấn thăng đến nhị tầng thiên đỉnh phong, nội tâm tự nhiên là hết sức hài lòng. Hắn còn có cửu thiên tù thần chỉ, còn có diệt thế quyền trượng không có luyện hóa. Chờ luyện hóa cửu thiên tù thần chỉ cùng diệt thế quyền trượng, hắn dự đoán tu vi của mình, còn có thể đột nhiên tăng mạnh. Soát! Diệp Thần cầm lấy Lăng Xương tiên tử trước đây cho hắn tinh thạch, tù thiên lão tổ liền phong ấn tại trong tinh thạch, cái sau nhìn thấy Diệp Thần lạnh lẽo lại dẫn ý cười ánh mắt, lập tức lộ ra cực lớn hoảng sợ cùng tuyệt vọng thần sắc. Luân hồi chi chủ, tha mạng, tha mạng! Lão phu biết lỗi rồi, lão phu nguyện ý thành tâm quy thuận. Dưới sự kinh hoàng, tù thiên lão tổ linh hồn cùng không khí chấn động, bắn ra thanh âm run rẩy, truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai. Tại Lăng Xương tiên tử sau khi đi, viên tinh thạch này đã mất đi quang huy, trở nên mờ đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ vô cùng kiên cố, tù thiên lão tổ phong ấn ở bên trong, căn bản tránh thoát không ra. Ha ha! Diệp Thần nghe tù thiên lão tổ cầu xin tha thứ, lại là lạnh lùng cười cười, sau đó không có chút nào nói nhảm cùng do dự, trực tiếp đem tinh thạch bóp nát luyện hóa. Tù thiên lão tổ phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người bị bóp nát, hóa thành xương máu. Từng sợi xương máu, toàn bộ bị Diệp Thần hấp thu, rót vào trong cơ thể hắn. Oanh! Tại luyện hóa hấp thu tù thiên lão tổ sau, Diệp Thần thật giống như đột nhiên ăn thiên đại thuốc bổ, toàn thân huyết mạch phún trương, cơ hồ muốn nổ tung đồng dạng, mạch máu từng cái nổi lên, cuồng bạo khí huyết năng lượng, tại toàn thân ở giữa bạo động cuồng vọt. Hô, hút!
Diệp Thần vận chuyển hỗ tự quyết diệu pháp, hòa giải khí tức trong người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cái này Tù Thiên Lão Tổ, thân là cửu thiên tù thần chỉ hóa thân, khí huyết năng lượng mênh mông bành trướng như ngân hà, người bình thường nếu như đột nhiên hấp thu, sợ rằng sẽ đem thân thể no bạo. Nhưng Diệp Thần nội công thâm hậu, cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng. Tại hắn hỗ tự quyết diệu pháp phía dưới, trong cơ thể hắn âm dương hòa giải, bạo động khí huyết rất nhanh an tĩnh lại, cấp tốc hóa thành hắn bản nguyên chất dinh dưỡng. Đăng. Diệp Thần trong đan điền, một tia cầu vồng một dạng cực quang, tại này cổ khí huyết tẩm bổ phía dưới, một lần nữa phóng ra quang huy rực rỡ. Đó là Phù Quang Tiên Tử, nàng đã cùng Diệp Thần hòa làm một thể, lần này, nàng quang huy một lần nữa nở rộ, cực quang thiên đao các loại diệu pháp, đều tràn vào Diệp Thần trong đầu. Ngoại trừ cực quang thiên đao, còn có một môn bàng bạc bắn nổ công pháp, xông vào Diệp Thần trong thức hải, đó chính là cửu thiên tù thần chỉ. Môn này cửu thiên tù thần chỉ, tất cả thần công quyết khiếu, liền tích chứa tại trong Tù Thiên Lão Tổ khí huyết. Diệp Thần một chút luyện hóa Tù Thiên Lão Tổ, liền lấy được cửu thiên tù thần chỉ tất cả bí quyết. Nhận được là một chuyện, lĩnh ngộ lại là một chuyện khác. Môn này cửu thiên tù thần chỉ, pháp môn 10 phần thâm ảo bàng bạc. Là tinh không bỉ ngạn cửu thiên môn phiệt các lão tổ, liên thủ sáng tạo thần công, ký thác bọn hắn nghịch thiên tù thần nguyện vọng, có thể xưng vĩ đại kỳ quan. Môn thần công này, yếu quyết có hai nơi, một là cầm tù pháp tắc, hai là cương mãnh cuồng hung hãn đạo tâm, nếu dám đối kháng thiên đạo cùng chư thần. Tù thiên lão tổ được một trong, nhưng cũng không có đầy đủ cương mãnh đạo tâm, cho nên, môn này cửu thiên tù thần chỉ, liền tù thiên lão tổ chính mình, cũng không có tu luyện viên mãn. Thì ra là thế, đây cũng là cửu thiên tù thần chỉ pháp môn sao. Diệp Thần hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tầm mắt mở rộng rất nhiều, lại nắm giữ mới tuyệt học. Hắn thiên phú rất tốt, cửu thiên tù thần chỉ các loại diệu pháp, chỉ cảm thấy ngộ phút chốc, cũng đã rõ ràng trong lòng. Ầm ầm, mà tại Diệp Thần cảm ngộ cửu thiên tù thần chỉ sau, hắn lại là cảm thấy, luân hồi mộ địa bên trong, có không ít mộ bia bắt đầu chấn động, tựa hồ cùng cửu thiên tù thần chỉ cộng minh. Cảm thấy được cỗ này chấn động cộng minh, Diệp Thần sững sờ, suy tính hắn nhân quả, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ trong truyền thuyết cửu thiên lão tổ, bọn hắn sau khi ngã xuống, linh hồn của bọn hắn, thật tại trong ta luân hồi mộ địa. Cửu thiên lão tổ, đã từng là tinh không bỉ ngạn 9 vị tuyệt đỉnh cao thủ, nếu là linh hồn của bọn hắn, ngay tại luân hồi nghĩa địa mà nói, kia đối Diệp Thần tới nói, tự nhiên là tin tức vô cùng tốt. Dù sao, tinh không bỉ ngạn với hắn mà nói. Cũng là vô cùng chỗ thần bí, nếu có người dẫn đường chỉ dẫn, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Hơn nữa, Nhậm Phi Phàm cũng sắp muốn đi tinh không bỉ ngạn, hắn lẻ loi một mình, Diệp Thần cũng rất lo lắng hắn, Siva thân là trụ thần, đều cũng không có khả năng thời thời khắc khắc chiếu cố. Hơn nữa Diệp Thần cũng không khả năng, đem toàn bộ tài sản tính mệnh, đều ký thác vào Siva trên thân, hắn nhất định phải có nhiều mấy chỗ sắp đặt. Bất quá rất nhanh, luân hồi nghĩa địa chấn động, liền chìm xuống. Ở đây dù sao cũng là không không lúc nào khoảng không, có rất nhiều quy tắc hạn chế, coi như cửu thiên lão tổ linh hồn tại trong mộ địa, bây giờ cũng khó có thể thức tỉnh. Lắc đầu, Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, yên lặng tiêu hóa cửu thiên tù thần chỉ cùng cực quang thiên đao pháp môn, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một chỗ kinh mạch, đều bị cuồng bạo năng lượng bàng bạc căng kín. Tu vi của hắn, lại lần nữa đột phá, từ nhị tầng thiên đỉnh phong, đầu tiên là bước vào ba tầng trời sơ giai, sau đó lại tiến mạnh một bước. Lại đến tình cảnh ba tầng trời trung giai. Rất tốt, dựa theo cái tốc độ đột phá này, ta rất nhanh liền có thể bước vào thông thiên cảnh trung kỳ. Đến lúc đó, nghiền ép siêu phẩm thiên đế, cũng không phải mộng. Diệp Thần trong lòng vui sướng, trước mắt tu vi của hắn, thông thiên cảnh ba tầng trời trung giai, chỉ có thể coi là tiền kỳ, ít nhất phải có trung kỳ tu vi, mới có thể nghiền ép siêu phẩm thiên đế. Diệp Thần cơ duyên còn không có kết thúc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía sụp đổ tử vực đã bị bốc hơi, trước mắt là một cái vực sâu thật lớn hố sâu, Dạ Hàn thi thể, còn có Diệt Thế Quyền Trượng, đều yên tĩnh nằm ở hố sâu phía dưới. Cái này Diệt Thế Quyền Trượng, hẳn là còn có thể lại để cho ta đột phá. Đến nỗi Dạ Hàn, nếu là luyện hóa hắn mà nói, cũng không tệ cơ duyên, nhưng, ta còn thiếu đại chúa tể một cỗ thi thể, liền lấy Dạ Hàn giao cho hắn a. Diệp Thần ý niệm trong lòng chuyển động. Hắn cần giúp đại chúa tể thu thập ba bộ đỉnh cấp thiên đế thi thể, bây giờ còn kém cuối cùng một bộ. Cái này Dạ Hàn, cũng coi như là gánh vác lấy đại khí vận đỉnh cấp thiên đế,
lấy ra làm chế tạo sáng sinh chi trụ tài liệu, nghĩ đến là đầy đủ. Lập tức, Diệp Thần bàn tay cách không một chảo, một cỗ hấp lực truyền ra, liền đem bên dưới hố sâu diệt thế quyền trượng cùng Dạ Hàn, bắt lấy tới. Dạ Hàn thi thể hướng Diệp Thần bay tới, bay đến nửa đường, lại tràn ngập ra một cỗ gai mũi hôi thối, thi thể của hắn bắt đầu hủ hóa nát giữa, da thịt nứt ra, chảy ra màu tím đen thi tương, nguyên bản khép lại hai con ngươi, bây giờ lại là chợt mở ra, như ác quỷ mở mắt, diện mục dữ tợn. Trong chớp mắt, Dạ Hàn càng là hủ hóa thi biến, như ngủ say ngàn năm cương thi đột nhiên thức tỉnh, phát ra một tiếng tê thiên liệt địa gào thét, từng cây sắc bén móng tay, từ ngón tay hắn bên trong bắn ra, song chảo mang theo thối giữa thi xú khí độc, phá toái hư không, mãnh liệt hướng Diệp Thần cuồng quét mà đến. Là, hư thối lão tổ. Diệp Thần sắc mặt đột biến, nhìn thấy Dạ Hàn hủ hóa thi biến bộ dáng, là hắn biết là hư thối lão tổ ra tay rồi. Hư thối lão tổ còn không có tự mình buông xuống, nhưng đã vận dụng thủ đoạn, đem Dạ Hàn luyện hóa trở thành xác thối quái vật. Dạ Hàn hóa thành xác thối quái vật, thậm chí so với khi còn sống còn muốn lợi hại hơn. Toàn bộ Siva huyết cốc, tất cả vực sâu hắc ám năng lượng, đều ẩn ẩn cùng Dạ Hàn cộng minh, thiên địa đại thế quy về một thể, hắn tựa như là u ác tính hóa thân đồng dạng, lần này vồ giết tới, thanh thế kinh khủng. Cửu thiên tù thần chỉ. Tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, âm thanh như cuồn cuộn lôi đình, chấn động toàn bộ Siva huyết cốc. Hắn hai ngón tay đâm ra, toàn thân kim quang bành trướng, khí tức cùng thiên địa cộng minh, tại Siva huyết cốc âm u bên trên bầu trời, liền chợt xuất hiện hai cây như trụ trời cự chỉ. Cự chỉ phía trên, lạc ấn lấy rất nhiều cổ áo tang thương hoa văn, lại lóng lánh nhàn nhạt tinh quang, lơ lửng thiên khung, lộ ra diệt thế chi uy, từng đợt cường hãn bá đạo năng lượng, giống như là biển gầm bạo dũng mà ra. Diệp Thần vừa mới lĩnh ngộ cửu thiên tù thần chỉ, lấy trước mắt hắn tu vi, còn không thể hoàn toàn phát huy tinh túy, xa xa làm không được tình cảnh nghịch thiên tù thần, nhưng nhìn cái kia hai đạo kinh thiên cự chỉ, uy thế này cũng đủ mạnh mẽ bá đạo. Oanh! Hai cây kim quang như trụ trời cự chỉ, lập tức liền từ thiên khung phía trên bạo rơi xuống, tam thập tam thiên thần thuật xếp hạng thứ nhất cường hoành tuyệt học, uy thế tại trong tay Diệp Thần thi triển phát huy vô cùng tinh tế, mây gió đất trời thất sắc, sơn hà dung chuyển. Đang hướng về Diệp Thần phi tập mà đến Dạ Hàn, một chút lọt vào cửu thiên tù thần chỉ oanh kích, cả người bị đè vào dưới mặt đất, hai cây cự chỉ tựa như thiên trụ sơn nhạc đồng dạng, đem Dạ Hàn gắt gao trấn áp tại địa. Đại địa không chịu nổi Diệp Thần chỉ lực, răng rắc băng liệt phá toái, dưới nền đất thẩm thấu khí tức màu đen, đó là vực sâu sát khí, còn có chút hủy diệt năng lượng ba động. Diệp Thần thần sắc lạnh lẽo, duy trì hai ngón tay trấn áp tư thế, muốn đem Dạ Hàn triệt để thực chất nghiền chết. Dạ Hàn đã hủ hóa, không thể lại làm chế tạo sáng sinh chi trụ tài liệu, Diệp Thần cũng chỉ có thể chém tận giết tuyệt, phải chu diệt. Hư thối lão tổ thủ đoạn quá mức kinh khủng, trước đây có thể đánh tạo ra một đầu chu yếm tà thú, hiện tại hắn liền có thể đem Dạ Hàn chế tạo thành thi vương. Giống, một hồi gầm nhẹ thanh âm, từ hai cây như trụ trời cự chỉ xuống truyền ra, Dạ Hàn bị chấn áp lấy, không cách nào chuyển động, nhưng đột nhiên, hắn thân thể lại quỷ dị hóa thành một vệt hắc khí. Từ Diệp Thần cự chỉ trấn áp xuống bay thoát ra đi. Lần này bay thoát, Dạ Hàn không còn dám dừng lại, hướng về phương xa chạy trốn mà đi, trong khoảnh khắc tiêu tan vô tung. Diệp Thần nhìn thấy Dạ Hàn đào thoát, không khỏi sầm mặt lại, hư thối lão tổ, quả nhiên có chút thủ đoạn. Hắn vừa mới hai ngón tay đồng thời ra, cái kia cửu thiên tù thần chỉ uy thế, kinh thiên động địa, cuồng bạo bá đạo cương mãnh chỉ lực sau lưng, lại còn mang theo vô cùng tinh diệu cầm tù pháp tắc. Vốn cho rằng có thể nghiền chết Dạ Hàn, không nghĩ tới đối phương thế mà còn là chạy. Cái này sau lưng, hư thối lão tổ thủ đoạn, so Diệp Thần dự đoán còn cao minh hơn. Thôi, cái này hư thối lão tổ, một hai ngày sau liền muốn tự mình buông xuống. Đến lúc đó, cùng hắn nhất quyết sinh tử chính là. Một hai chiêu không giải quyết được hắn, vậy thì sảng khoái một trận chiến. Diệp Thần nắm quyền một cái, cũng không sợ hư thối lão tổ. Dù sao ở đây không phải hư thối lão tổ địa bàn, tại không có thiên thời địa mạch ảnh hưởng dưới, công bằng quyết đấu, Diệp Thần phần thắng càng lớn. Diệp Thần suy tính nhân quả, hư thối lão tổ còn không có tự mình buông xuống, còn tại hủy diệt trong cổ thành, đang hòa giải khí tức. Phía trước hư thối lão tổ liên tục ra tay, đều nhanh xúc động trụ thần khế ước, gặp thiên phạt, hiện tại hắn muốn trước điều lý nhân quả, vận dụng đủ loại thủ đoạn, che đậy thiên cơ, ẩn nấp tự thân các loại, mới có thể cùng Diệp Thần tiến hành chân chính quyết chiến. Mà Diệp Thần bên này,
Huyết Long đang tại xung kích siêu phẩm thiên đế, nhìn bộ dáng cũng sắp đột phá, Nhậm Phi Phàm cũng sắp khôi phục thọ nguyên. Chờ hư thối lão tổ buông xuống, Nhậm Phi Phàm cũng biết buông xuống, đến lúc đó, Diệp Thần bên này nhiều người, bây giờ không có thua đạo lý, duy nhất kiêng kỵ, chính là hư thối lão tổ trụ thần quyền hành, còn có sau lưng vực sâu u ác tính sức mạnh. Bất quá tổng hợp tới nói, Diệp Thần cảm giác vẫn là chính mình phần thắng càng lớn. Xoát! Diệp Thần bàn tay nắm chặt, cái thanh kia diệt thế quyền trượng, cuối cùng là rơi xuống trong tay hắn. Diệt thế quyền trượng nơi tay, trong chớp mắt, Diệp Thần liền cảm giác có một cỗ bàng bạc hủy diệt năng lượng, tựa hồ muốn nổ tung đi ra. Thanh quyền trượng này, là Shiva đệ nhất tuyệt học, vô thượng diệt thế chân giải năng lượng kết tinh, khí tức hủy diệt cực kỳ hùng hồn bá đạo. Ra Diệp Thần dự kiến, khi hắn nắm chặt diệt thế quyền trượng, liền có loại kỳ diệu lòng trung thành cảm giác, không phải hắn quyền sở hữu trượng, là quyền trượng thuộc về hắn. Thanh quyền trượng này, không cần hắn như thế nào khổ cực hàng phục trấn áp, đã giống như một cái mèo nhỏ ôn thuận, hoàn toàn ngoan ngoãn theo với hắn, tựa như là hắn phụ tá đắc lực, huy sái tự nhiên. Shiva tại chúc phúc ta. Diệp Thần lập tức hiểu ra, xem ra Shiva ở sau lưng chúc phúc hắn, không cần hắn lãng phí sức lực, liền nhẹ nhõm chấp trưởng diệt thế quyền trượng. Diệp Thần nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, liền cùng diệt thế quyền trượng cộng minh lấy, quyền trượng bên trong hủy diệt năng lượng, thao thao bất tuyệt dọc theo bàn tay của hắn, chảy vào trong kinh mạch của hắn, hóa thành mở rộng hắn tu vi chất dinh dưỡng. Lốp bốp, trong nháy mắt, Diệp Thần bên trên da thịt, nổ lên từng cái màu đen diệt thế lôi điện, một cỗ nhói nhói cùng điện giật tê liệt truyền đến, diệt thế lôi điện tại rèn luyện thân thể của hắn. Tại hủy diệt năng lượng tầm bổ mở rộng, còn có diệt thế lôi điện tôi thể phía dưới, Diệp Thần tu vi lại tấn mãnh đột phá, một chút liền từ thông thiên cảnh ba tầng trời trung giai, đột phá đến ba tầng trời cao cấp tình cảnh. Rất tốt, lại đột phá. Có cái này diệt thế quyền trượng, ta đối phó hư thối lão tổ, liền có thêm mấy phần sức mạnh. Diệp Thần rất là hài lòng, tại chấp trưởng diệt thế quyền trượng sau, trong óc hắn, lại tăng thêm một thiên công pháp bí quyết, đó là Shiva đệ nhất tuyệt học, vô thượng diệt thế chân giải bí quyết. Môn này vô thượng diệt thế chân giải, nồng cốt hai chữ, chính là hủy diệt. Shiva thập đại tuyệt học, đem mặt khác cửu môn tuyệt học, dung luyện, dung hợp một thể, liền có thể sơ bộ ngưng tụ ra diệt thế chân giải bí quyết. Đây là giải thích, chỉ cần lĩnh ngộ môn này vô thượng diệt thế chân giải, thì tương đương với học được khác cửu môn tuyệt học. Cửu môn tuyệt học quy nhất, là vì vô thượng diệt thế. Mà muốn lĩnh ngộ vô thượng diệt thế chân giải, độ khó cũng là cực cao, tương đương với đem mặt khác cửu môn tuyệt học, toàn bộ học thành, cánh cửa cao, có thể tưởng tượng được. Mà cái này, cũng chỉ là vừa mới nhập môn thôi. Vô thượng diệt thế chân giải bí quyết, xa xa không chỉ đơn giản như vậy, môn công pháp này, ký thác Shiva muốn hủy diệt hết thảy, thậm chí hủy diệt cả ngày đạo âm dương, muốn đem tự thân bao trùm tại hết thảy trên đại đạo nguyện vọng. Liền Shiva chính mình, đều không thể đem môn này diệt thế chân giải, tu luyện viên mãn. Cái này rất giống thiên tổ luân hồi mộ táng công, tầng thứ 9 là ảo tưởng bên trong pháp môn, gần như không có khả năng thực hiện. Môn này diệt thế chân giải, đồng dạng là huyễn tưởng. Diệp Thần ngộ tính rất tốt, rất nhanh liền lĩnh ngộ diệt thế chân giải quyết khiếu, nhưng, hắn cũng chỉ là lĩnh ngộ, cũng không có tu luyện viên mãn, càng không khả năng thi triển ra diệt thế chân giải đỉnh phong uy lực. Diệt thế chân giải đỉnh phong, đó là muốn hủy diệt âm dương cả ngày đại đạo, chính mình trở thành chí cao vô thượng tồn tại, điểm này, liền Shiva đều không làm được. Biết cùng làm đến, cho tới bây giờ cũng là hai chuyện khác nhau. Tỷ như con kiến biết, nếu như chính mình có vạn tấn cự lực, liền có thể nghiền ép voi, nhưng lại tuyệt đối không thể làm đến. Bây giờ Diệp Thần chính là như vậy con kiến, hắn biết diệt thế chân giải tất cả diệu pháp, cũng biết môn tuyệt học này, nếu như đỉnh phong bạo phát đi ra, cái kia đủ để hủy diệt hết thảy. Nhưng, bị giới hạn tu vi, huyết mạch, thực lực, đạo tâm, tinh thần, pháp tắc các loại một loạt đồ vật, hắn căn bản không có khả năng bộc phát đỉnh phong, Shiva đều khó có khả năng. Môn này diệt thế chân giải, từ một loại nào đó góc độ tới nói, chỉ là nghĩ viển vông. Hô, tuy nói chỉ là huyễn tưởng, không có khả năng bộc phát đỉnh phong, vốn lấy diệt thế chân giải chi uy, coi như chỉ là bộc phát chút ra lông, đều đầy đủ kinh khủng. Diệp Thần nghĩ thầm, hiện tại hắn xem như bước vào diệt thế chân giải cánh cửa, môn thần công này sơ bộ uy lực, so với xếp tại đệ nhị thiên trảm còn lớn hơn. Diệp Thần thi triển thiên trảm, cơ thể đều chịu không được. Cần dùng phân thân chết thay, thi triển môn này diệt thế chân giải, càng là gian khổ,
tại diệt thế phía trước phải hủy diệt chính mình, sẽ cùng thế giới đồng quy vô tận. Shiva tuyệt học, quả nhiên một môn so một môn bá đạo, một môn so một môn thái quá. Diệp thần đều không thể không than thở, thiên trảm, diệt thế chân giải, những pháp môn này, đều cuồng mãnh bá đạo đến quá mức, tùy tiện luyện thành chút gia lông, đều đủ để độc bộ thiên hạ. Shiva không hổ là hủy diệt cùng chiến đấu chi thần, đơn thuần lấy buông thả bá đạo vũ lực mà nói, một mình hắn liền có thể nghiền ép chư thần. Luân hồi chi chủ, nghĩ không ra, ngươi lại có thể lĩnh ngộ tuyệt học của ta. Ngay lúc này, một đạo trầm hậu tựa như núi cao âm thanh, truyền đến Diệp thần trong thức hải. Càng là Shiva âm thanh. Shiva tiền bối. Diệp thần nghe được Shiva âm thanh, tinh thần lập tức chấn động, không nghĩ tới Shiva sẽ ở thời điểm này câu thông chính mình. Shiva nói, ngươi ngộ tính chi nghịch thiên, vượt xa khỏi dự liệu của ta, dù cho là 72 trụ thần cộng lại, ngộ tính cũng không có ngươi khủng bố như vậy. Ngô, bất quá lấy tu vi của ngươi, thi triển tuyệt học của ta, mặc kệ là thiên trảm, vẫn là diệt thế chân giải, đều quá mức phí sức, rất có thể sẽ tự chịu diệt vong. Diệp thần cười khổ một tiếng, nói, đây là tự nhiên, Shiva tiền bối, tuyệt học của ngươi, uy năng quá kinh khủng. Shiva nói, nghĩ tùy tâm sở dục, không nhận đại giới, thi triển ta thiên trảm cùng diệt thế chân giải, ngươi ít nhất phải có thiên đế cảnh tu vi, bây giờ ngươi chỉ là thần vương, cái này hai môn công pháp đối với ngươi mà nói, gánh vác quá nặng đi. Ân, ta truyền cho ngươi lớn sụp đổ thần công, môn công pháp này, lấy ngươi bây giờ tu vi, ngược lại là có thể thi triển. Tại Shiva âm thanh rơi xuống, Diệp thần chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình, xẹt qua một tia chớp, lại là một môn thâm ảo công pháp, tràn vào. Đó chính là lớn sụp đổ thần công pháp môn. Shiva thập đại tuyệt học bên trong, diệt thế chân giải xếp số 1, thiên trảm sắp xếp thứ 2, mà xếp hạng thứ 3, nhưng là lớn sụp đổ. Đệ nhất đệ nhị tuyệt học, đối với hiện tại Diệp thần tới nói, thi triển giá quá lớn, nhưng xếp hạng thứ 3 lớn sụp đổ, ngược lại là rất thích hợp hắn. Trong chớp mắt, Diệp thần trong đầu có muôn vàn kỳ tượng lấp lóe, ngàn vạn nhật nguyệt sụp đổ, vô tận tinh thần trầm luân, hóa thành hắc động. Đây là lớn sụp đổ thần công khí tượng. Shiva trước đây quan sát nhật nguyệt tinh thần sụp đổ kỳ tượng, sáng chế ra môn tuyệt học này. Nhật nguyệt tinh thần sụp đổ sau đó, liền biến thành hắc động cũng không phải động, mà là độ cao áp xúc, chất lượng cực lớn thiên thể, lực hút cường đại đến đủ để xé rách thời không. Phía trước lăng xương tiên tử còn không có buông xuống, sụp đổ tử vực còn không có bốc hơi thời điểm, cái này tử vực mang theo kinh khủng thôn phệ chi lực, cái kia cỗ thôn phệ chi lực, nói đúng ra, là giống dẫn lực hố đen, một khi bị hấp dẫn, sẽ rất khó tránh thoát. Diệp thần nhắm mắt lại, cảm ngộ lớn sụp đổ thần công các loại diệu pháp. Môn thần công này, quyết khiếu chủ yếu có hai cái, một cái là bộc phát sụp đổ pháp tắc, để cho địch nhân huyết nhục xương cốt, toàn bộ sụp đổ vặn vẹo đè ép. Từ đó đem người sống sờ sờ chèn chết. Hai là thân hóa hắc động, tự thân chính là sụp đổ đầu nguồn, có thể bộc phát ra kinh khủng lực hút phóng xạ, đem trường hấp dẫn vực phạm vi bên trong địch nhân, toàn bộ xé rách thành mảnh vụn. Tầng thứ hai sụp đổ pháp tắc, rõ ràng so tầng thứ nhất gian khổ rất nhiều, tự thân hóa thành hắc động, nếu như thể chất không đủ mạnh hung hãn mà nói, cái kia đầu tiên băng liệt, chính là chính mình. May mắn, Diệp thần đã luyện thành kim cương bất hủ thể. Thể chất của hắn đủ mạnh mẽ, tầng thứ hai này sụp đổ pháp tắc, đủ để thi triển đi ra. Luân hồi chi chủ, lĩnh ngộ sao? Shiva gặp Diệp thần yên lặng suy nghĩ, hiển nhiên là đang tiêu hóa chính mình lớn sụp đổ thần công tinh yếu. Diệp thần mở to mắt, con mắt như nước tẩy qua một dạng mắt lạnh, nói, lĩnh ngộ. Shiva tán thưởng một tiếng nói, rất tốt. Sau đó, hắn chính là ngưng trọng nói, ngươi bây giờ ngay lập tức đi ta táng địa, trấn thủ ta lâm giả trụ. Đem táng địa bên trong quái vật, toàn bộ giết sạch. Liền dùng vừa mới ta truyền cho ngươi lớn sụp đổ thần công. Diệp thần khẽ giật mình, nói, bây giờ xuất phát sao? Hắn nhìn một chút huyết long còn tại luyện hóa cửu vĩ, xung kích siêu phẩm thiên đế cảnh giới, nhìn bộ dáng không sai biệt lắm sắp thành công rồi. Hắn còn nghĩ chờ lấy huyết long cùng một chỗ, lại đi Shiva táng địa. Shiva nói, không tệ, ngay tại lúc này, chậm thì không còn kịp rồi. Diệp thần nghe Shiva ngữ từ vội vàng, trong lòng cũng không nhịn được run lên, nói, là sợ hư thối lão tổ ra tay, ô nhiễm tiền bối kim thân sao. Hư thối lão tổ còn không có tự mình buông xuống, nhưng đã cách không điều khiển dạ hàn, đem dạ hàn hủ hóa thành zombie, cái này zombie nổ tung, cũng đích xác có ô nhiễm Shiva kim thân nguy hiểm.
Siva nói, ta kim thân hài cốt, tinh khiết cương mãnh, hư thối lão tổ cũng không dễ dàng ô nhiễm, trừ phi hắn không muốn sống nữa, liều mạng lưỡng bại câu thương ra tay. Hắn một mực chờ đợi thời cơ, chờ đợi thi thể của ta, bị thi độc ăn mòn. Ta địch nhân lớn nhất, chưa bao giờ là hư thối lão tổ, mà là sau lưng hắn vực sâu. Vực sâu là tội nghiệt trung cực hội tụ, mà thế gian lớn nhất tội, chính là tử vong, người chết sau, thi thể sẽ hư thối, sẽ sinh ra ra thi độc, những thứ này đều xem như vực sâu u ác tính tội nghiệt đặc tính. Ta cũng không ngoại lệ, thi thể của ta vẫn lạc nơi này, tại vực sâu pháp tắc phía dưới, cũng đã đản sinh ra thi độc, may mắn ta kim cương bất hủ thể đã tu luyện đến đại viên mãn tình cảnh, thi độc khó mà đem ta hủ hóa, ngược lại bị ta bài xuất bên ngoài cơ thể. Ta tống ra thi độc, tạo thành đủ loại quái vật, ngay tại ta nơi chôn cất thượng du giặc, vốn là những quái vật này, cũng không cố ý thức, chỉ là không mục đích vừa đi vừa về băn khoăn, nhưng bây giờ, bọn chúng lại bạo động. Diệp thần nói, bạo động, là bởi vì, hư thối lão tổ đang dở trò. Siva táng địa bên trong, có thi độc quái vật hoạt động, điểm này, Diệp thần đã sớm biết, hắn phải đối mặt địch nhân, không chỉ là hư thối lão tổ, còn có những quái vật kia. Siva nói, không phải hư thối lão tổ, là quang. Diệp thần kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là câu trả lời này, nói, chỉ. Siva nói, đúng vậy, chỉ tới qua, thậm chí cùng ngươi phát sinh quấn giao, quang thần thánh nhất huy hoàng, quang buông xuống, để cho những quái vật kia, triệt để sợ hãi bạo tẩu, bọn chúng đang tại công kích ta lâm giả trụ, ta. Ta có chút không chống nổi, luân hồi chi chủ, ngươi nhanh đi quét sạch bọn chúng. Siva âm thanh có chút lúng túng, bởi vì cái kia nối liền trời đất lâm giả trụ, trên thực tế chính là của hắn yếu hại, bây giờ đang chịu vô tận quái vật công kích cắn xé, hắn khó chịu đau đớn quẫn bách có thể tưởng tượng được. À, nguyên lai là bởi vì lăng xương tiên tử sao? Diệp thần kinh ngạc, Siva nói tới quang, rõ ràng chính là lăng xương tiên tử. Siva nói, đúng vậy, vị kia lăng xương tiên tử, nàng là ánh sáng của bầu trời thần thủy tinh linh, bản thân liền nắm giữ một điểm quang quyền hành, từ trên bản chất nói, nàng quyền hành còn ở trên ta. Nghe được Siva nói lăng xương tiên tử quyền hành lại nàng phía trên, Diệp thần vẫn là hơi có chút khiếp sợ, bất quá nghĩ lại cũng thoải mái. Siva vừa tiếp tục nói, quang cùng vực sâu, là hoàn toàn đối lập tồn tại, sự xuất hiện của nàng, đã quấy dẩy những quái vật kia. Ân, luân hồi chi chủ, đừng nói nhiều như vậy, ngươi nhanh đi ta táng địa, quét sạch những quái vật kia, ta mặt khác sẽ phái người giúp ngươi. Diệp thần cảm giác Siva âm thanh sắp tiêu thất, hắn đột nhiên nghĩ đến lòng son thế giới đạo kia đế ảnh, hắn tự xưng diệt đạo giả, thực lực cường đại. Thậm chí phía trước liếc mắt liền nhìn ra chính mình cùng Phỉ Nhiêu đế quân cùng với Siva liên hệ. Siva có thể hay không biết thân phận của người này. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Diệp thần liền vội vàng hỏi, Siva, ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Siva khẽ giật mình, dưới tình thế cấp bách như thế, Diệp thần lại còn muốn đánh nghe người ta, bất quá nghĩ lại, tất nhiên đối với Diệp thần rất trọng yếu, mấu chốt nàng giờ khắc này cũng nhìn không thấu thiên cơ, nhân tiện nói, người nào. Diệp thần nói, Siva ta cũng không biết ra hỏa này chân thực tên cùng danh hào, nhưng có một thanh kiếm. Một thanh nạm thanh sắc lưu ly thần châu, trên chuôi kiếm có 9 con rồng văn, quanh thân tản ra quỷ dị thanh quang kiếm. Siva nghe được này kiếm, rõ ràng có chút ngoài ý muốn, chấn động nói, người tại sao sẽ cùng ra hỏa này dính líu quan hệ. Diệp thần vui mừng, rất rõ ràng, Siva biết cái này đế ảnh chân thực thân phận. Cũng biết chuôi kiếm này lai lịch. Nhưng Diệp thần đương nhiên sẽ không nói ra luân hồi mộ địa đối với gia hỏa này hận ý ngập trời nguyên do, mà là nói, người này đến cùng lai lịch ra sao? Siva ngươi có phải hay không cùng hắn giao thủ qua? Siva có chút do dự, gia hỏa này thế lực sau lưng là dứt bỏ trụ thần một cỗ lực lượng khác. Ta tuy biết chân thực thân phận, nhưng ta không thể đối với ngươi lộ ra, bằng không, cái này sau lưng nhân quả sẽ hại chết ngươi. Ngươi nếu là cuốn vào trong ta cùng gia hỏa này nhân quả, sợ rằng sẽ bị người sau lưng xem thấu trọng trọng thời không, đem người bóp chết trong trứng nước, vậy cái này bàn cờ, liền triệt để thua. Bất quá, cũng không phải không có biện pháp, Siva khám phá hết thảy thiên cơ, người có thể để Nhậm Phi Phàm đi nghe ngóng người này rơi xuống qua, vừa vặn, ta mặc dù không thể can thiệp, nhưng ta sẽ thông qua một chút thủ đoạn, để cho Nhậm Phi Phàm biết được không không lúc nào khoảng không liên quan tới này kiếm một chút vết tích. Mượn Nhậm Phi Phàm chi thủ, liền an toàn nhiều. Diệp thần vạn vạn không nghĩ tới, Siva loại tồn tại này, đều phải cẩn thận như vậy. Bất quá nghĩ đến đây hết thảy là vì bảo vệ mình,
Diệp Thần liền cảm kích mấy phần. Có Shiva âm thầm trợ lực, đoán chừng Nhậm Phi Phàm con đường rất nhanh sẽ có thanh kiếm tung tích. Luân hồi chi chủ, chuyện này đợi xử lý xong ta sự tình lại nói, bây giờ ta người tới, hết thảy liền giao cho các ngươi. Shiva tiếng nói sau khi rơi xuống, suy một tiếng, phương xa có một đạo lưu quang bay tới, chỉ thấy một khỏa cực lớn ánh mắt, phá không mà đến, xuất hiện tại trước mặt Diệp Thần. Càng là hỗn độn quy nguyên mắt, Diệp Thần trước đây thấy qua. Luân hồi chi chủ, chúng ta lại gặp mặt. Hỗn độn ánh mắt cung kính lên tiếng, tại hạ phụng Shiva pháp dụ, chuyên tới để giúp ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là chủ nhân của ta. Phù quang cô nương đã cùng ngươi hòa làm một thể, thật đáng mừng, nàng có tốt trốn trở về. Ân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là nhanh xuất phát đi táng địa a. Shiva lại nói, luân hồi chi chủ, nơi đây sự tình, liền nhờ cậy ngươi, ta linh hồn tại Phạn Thiên Thánh Địa, còn muốn phân tâm ứng phó Phạn Thiên cùng Vizanu người. Tình thế đối với ta rất bất lợi, nếu là ngươi bên này thất bại, linh hồn của ta, cũng chỉ có rơi vào vực sâu hạ tràng. Tiếng nói có chút bi thương. Diệp Thần vội nói, Shiva tiền bối xin yên tâm, ta nhất định kiệt lực mà làm, đào ra ngươi hài cốt. Shiva nói, rất tốt, ngươi dùng ta vừa mới truyền cho ngươi lớn sụp đổ thần công, còn có diệt thế quyền trưởng, đủ để tiêu diệt táng địa bên trong quái vật. Mặt khác, phải cẩn thận hư thối lão tổ. Cuối cùng, ngươi hỏi thăm tên kia, ta mặc dù không biết ngươi vì sao lại cùng người này dính líu quan hệ, nhưng ta vẫn đề nghị ngươi trước mắt không cần tiếp xúc hắn bất kỳ tin tức gì. Đương nhiên, có một số việc ngươi đã không cách nào trốn tránh. Có lẽ, theo ngươi cá tính, chỉ có thể đối mặt. Diệp Thần nói, hảo, ta sẽ cẩn thận, Shiva tiền bối, vậy ta bây giờ lập tức xuất phát. Tình thế nguy cấp, Diệp Thần cũng không thể chờ Huyết Long đột phá, hướng Huyết Long truyền âm nói. Huyết Long, ngươi yên tâm đột phá, ta đi trước một bước. Truyền âm hoàn tất, Diệp Thần liền nhanh chân hướng về Shiva táng địa bay lượn mà đi, hỗn độn ánh mắt ô một tiếng, hóa thành một tia hơi khói, trốn vào trong cơ thể của Diệp Thần. Cái này hỗn độn ánh mắt, là Shiva tuyệt học bên trong, hỗn độn quy nguyên mắt năng lượng kết tinh, lần này nhập thể, Diệp Thần cũng là bắt được hỗn độn quy nguyên mắt các loại diệu pháp. Cái này hỗn độn quy nguyên mắt, có động phá thiên cơ tuyệt diệu, tại lúc đối địch, nhưng một mắt xem thấu địch nhân nhược điểm, từ đó công hắn chỗ yếu, lấy được cơ hội thắng. Diệp Thần tự mình tiến lên, càng đến gần Shiva táng địa, càng là cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Kỳ thực, toàn bộ Shiva huyết cốc, cũng có thể nói là Shiva táng địa, hắn vĩ đại thi thể, chôn nơi này, thi thể kim thân thượng tràn ngập ra đủ loại pháp tắc cùng khí tức, bao trùm toàn bộ sơn cốc. Bất quá vừa vặn Shiva nói tới, có đại lượng quái vật hoạt động táng địa, hiển nhiên là chỉ hạch tâm nhất khu vực, đó cũng chính là Shiva lâm giả trụ vị trí. Lâm giả trụ phóng lên trời, đó chính là táng địa hạch tâm nhất chỗ, vô cùng nổi bật, Diệp Thần dần dần tới gần lâm giả trụ, liền ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Cuối cùng, Diệp Thần đi tới mảnh này hạch tâm táng địa. Đây là một mảnh thật lớn bình nguyên màu máu, âm phong từng trận, xương máu quanh quẩn, tràn ngập một cỗ bàng bạc kinh khủng hủy diệt pháp tắc ba động, đó là chôn sâu ở dưới đất Shiva kim thân, tản mát ra năng lượng ba động. Diệp Thần đứng tại bình nguyên màu máu biên giới, liền cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn, cả người phảng phất đều muốn bị cái kia cỗ mãnh liệt hủy diệt ba động nghiền nát. Shiva kim thân kèm theo hủy diệt pháp tắc, hình thành năng lượng phóng xạ, tựa như một loại nào đó cấm kỵ cấm chế đồng dạng. Người nếu là đến gần đi lên, sợ không phải muốn bị đánh chết tươi sông nát. Luân hồi chi chủ, mau đưa diệt thế quyền trượng lấy ra. Hỗn độn ánh mắt âm thanh, tại Diệp Thần trong lòng vang lên. Diệp Thần hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, lúc này lấy ra diệt thế quyền trượng. Có quyền trượng nơi tay, Diệp Thần lập tức liền cảm thấy, chính mình phảng phất cũng thành hủy diệt pháp tắc một bộ phận, bình nguyên màu máu tràn ngập hủy diệt phóng xạ, áp lực lập tức đại đại giảm bớt. Cảm thấy được một màn này, Diệp Thần lập tức thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía bình nguyên màu máu chỗ sâu. Trước mắt hắn bình nguyên, cơ hồ là trống rỗng, không nhìn thấy quái vật gì, hoặc nói đúng ra, tất cả quái vật, đều điên cuồng tuôn hướng ở giữa vùng bình nguyên lâm giả trụ đi. Hỗn độn ánh mắt cũng nhìn thấy lâm giả trụ ở dưới đại lượng quái vật, không khỏi cả kinh nói. Trời ạ, mà sát ma thi, huyết dịch quỷ tướng, thậm chí còn có u minh thi đế. Quái vật nhiều như vậy. Tại gặm nuốt Shiva lão tổ lâm giả trụ, lão tổ chịu khổ không nhẹ a, luân hồi chi chủ, chúng ta nhanh ra tay tiêu diệt bọn chúng. Lâm giả trụ phía dưới, đếm không hết quái vật hình người, hình như tu la ác quỷ,
đông nghịt một mảng lớn, giống như nạn châu chấu, điên cuồng hướng về Lâm Già Trụ leo lên đi, cũng không ngừng gặm nuốt Lâm Già Trụ. Lâm Già Trụ có thể so với kim cương, vô cùng kiên cố, nhưng ở rất nhiều quái vật gặm nuốt phía dưới, cứng rắn Lâm Già Trụ, cũng xuất hiện vết thương cùng vết rách. Mà từ Lâm Già Trụ vết rách bên trong, lại chảy ra một chút xíu kim hồng sắc huyết dịch, phảng phất căn này nối liền trời đất trụ lớn, là huyết nhục đúc thành đồng dạng. Trên thực tế, Lâm Già Trụ cũng đích xác là huyết nhục, là thế gian tinh hoa nhất, cường đại nhất, dồi dào nhất sức mạnh huyết nhục, là Shiva yếu hại, bây giờ đang bị vô tận quái vật cắn xé lấy. Shiva muốn chuyên tâm ứng phó Phạn Thiên cùng Vishnu thủ hạ, coi như đối mặt rất nhiều quái vật gặm nuốt, cũng khó có thể phân thân ứng đối, cho nên chỉ có thể ủy thác Diệp Thần ra tay. Những quái vật kia, toàn bộ là tà ác nhất, âm độc nhất, buồn nôn nhất thi độc tạo thành, tội chi cái lớn, không gì bằng chết, thế gian lớn nhất kinh khủng, cũng bất quá là thi thể người chết. Mà trong thi thể, lại lấy thi độc đáng sợ nhất, Shiva trước kia đem thi độc bài trừ bên ngoài cơ thể, những thứ này thi độc tạo thành mà sát ma thi, huyết dịch quỷ tướng, u minh thi đế các loại quái vật, rất nhiều quái vật bây giờ ngay tại gặm nhắm hắn. Một khi thi độc xâm thể, Shiva hài cốt sẽ hoàn toàn lọt vào ô nhiễm. Hơn nữa, giấu ở sau lưng hư thối lão tổ, cũng biết thừa cơ ra tay. Yêu ma quỷ quái, cho ta trấn áp. Cửu thiên chân lôi chú. Diệp Thần thấy vậy tình thế, cũng sẽ không do dự, lập tức ra tay, nhanh chân bước vào trong bình nguyên màu máu, giơ lên diệt thế quyền trượng, trực tiếp bộc phát ra cửu thiên chân lôi chú. Cái này diệt thế quyền trượng, bản thân liền ẩn chứa kinh khủng hủy diệt pháp tắc, dùng để thi triển Shiva tuyệt học, uy lực có thể tăng lên rất nhiều. Ầm ầm, chỉ nghe một hồi kinh thiên lôi minh vang vọng, trên trời cao, từng tầng màu tím đen mây đùn tạo thành, xoay tròn lấy hóa thành lôi đình vòng xoáy, không ngừng nổ tung vang động, nghìn vạn đạo màu tím lôi điện, cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, toàn bộ hướng về Lâm Già Trụ oanh sát mà đi. Leo trèo tại trên Lâm Già Trụ bên trên quái vật, lập tức lọt vào tử tiêu kinh lôi chém giết, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, như bay mưa giống như rơi xuống. Phía dưới rất nhiều quái vật, cũng là lọt vào lôi đình oanh kích, từng cái phát ra thê lương tiếng kêu chói tai, lập tức liền có mảng lớn quái vật chết đi, thi thể tán lạc tại địa. Nhưng, quái vật số lượng, thực sự nhiều lắm, Diệp Thần vừa mới đánh chết, chỉ là một phần nhỏ, còn lại số lớn quái vật, bị kích thích, nhao nhao ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Diệp Thần. Giống, kèm theo một mảng lớn phẫn nộ sắc bén tiếng giống, đến hàng vạn mà tính quái vật, cuốn lấy cuồn cuộn thi độc sát khí, hắc triều nạn châu chấu một dạng hướng Diệp Thần tuôn ra mà đến. Bọn chúng không có lại công kích Lâm Già Trụ, mà là nghĩ trước tiên đem Diệp Thần xé thành mảnh nhỏ. Mảng lớn quái vật vọt tới, tiếng bước chân đạp đến đất rung núi chuyển, Diệp Thần ngửi được một cỗ mãnh liệt kịch độc thi khí, thoáng chốc liền cảm giác hô hấp trệ tắc nghẽn. Những quái vật này quá kinh khủng, là Shiva trên người thi độc tạo thành, bản thân liền mang theo vực sâu u ác tính kịch độc khí tức, chỉ là trên người bọn họ tản ra khí độc, cũng đủ để đem thiên đế hun chết. Diệp Thần làn ra một hồi phỏng ngứa, đó là mảng lớn thi độc quái vật khí độc, nghiêm trọng kích động đến hắn. Kim cương bất hủ thể. Trong lòng Diệp Thần vừa quát, lập tức đem kim cương bất hủ thể mở ra đến cực hạn, trên da nở rộ kim quang, chống cự khí độc xung kích. Luân hồi chi chủ, nhanh dùng Shiva lão tổ lớn sụp đổ tuyệt học. Hỗn độn ánh mắt âm thanh truyền ra, nó nhìn thấy cuồn cuộn quái vật đánh tới chớp nhoáng kinh khủng tình thế, cũng chỉ sợ Diệp Thần bị dìm ngập. Ta biết, lớn sụp đổ, phá cho ta. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, đem trong tay diệt thế quyền trượng, cắm trên mặt đất, toàn thân linh khí nổ tung, lập tức thi triển ra Shiva lớn sụp đổ thần công. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy cơ thể của Diệp Thần, giống như trong nháy mắt hóa thành một cái hắc động, trên da hiện ra từng đạo cổ lão sụp đổ phù văn, một cỗ kinh khủng trường hấp dẫn vực, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, khuếch tán mà ra. Những cái kia bạo xông tới thi độc quái vật, một lâm vào Diệp Thần trường hấp dẫn vực, thân thể lập tức bị xé nát, hóa thành bọt máu thịt nát. Liền chung quanh thời không pháp tắc, còn có tia sáng, đều tại Diệp Thần cường hoành lực hút xé rách phía dưới, triệt để chôn vùi. Nếu như nội thị cơ thể của Diệp Thần, liền sẽ phát hiện kinh người cảnh tượng, Diệp Thần toàn thân máu tươi, linh khí, toàn bộ lắng đọng đến trong đan điền, tạo thành một cái như hố đen màu đen hình cầu, tất cả lực hút cũng là từ viên này bên trong quả cầu đen tản mát ra. Đây là lớn sụp đổ khí tượng. Diệp Thần thi triển lớn sụp đổ, thân thể của mình khí huyết, đầu tiên sụp đổ áp xúc ngưng luyện thành một cái hắc động, tiếp đó tạo thành kinh khủng trường hấp dẫn vực, đem hết thải tiến vào tràng vực bên trong đồ vật,
toàn bộ xé rách xoắn nát. Loại thủ đoạn này, đối với cơ thể gánh vác cực kỳ to lớn, hơi không cẩn thận, đầu tiên bị xé nứt, chính là thân thể của mình. May mắn, Diệp Thần Kim Cương Bất Hủ Thể tu vì cường hãn, đủ để thi triển loại này lớn sụp đổ thủ đoạn. Chỉ có điều, cho dù đối với Diệp Thần tới nói, loại thủ đoạn này cũng không dễ dàng, hắn gương mặt đã triệt để tái nhợt, như chết người thi thể một dạng trắng bệch, khí huyết đã toàn bộ lắng đọng sụp đổ đến trong đan điền đi. Phương viên hắn 30 bước phạm vi bên trong không gian, hết thảy hữu hình cùng vô hình tồn tại, đều bị hắn lực hút triệt để xé rách tiêu diệt, hư không hóa thành tối om om hỗn độn, ngay cả tia sáng đều không tồn tại, đại lượng thi độc quái vật dựa vào một chút gần, liền bị xé nát. Giống, lại là một đạo kinh thiên gào thét rung khắp, chỉ thấy một đầu u minh thi đế, bắp thịt cả người như hắc kim chế tạo, lại ngạnh sinh sinh treo lên lực hút xé rách, từng bước một hướng Diệp Thần đạp tới. Loại này gọi u minh thi đế quái vật, có thể nói là toàn trường thi độc quái vật bên trong vương giả, cực kỳ cường hãn, tại Diệp Thần lớn sụp đổ lực hút bao phủ xuống, nó ra thịt nứt ra, tách ra da màu đen thùi lùi thi tương, hôi thối xâm nghiêm, đã bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ như phát điên hướng Diệp Thần vọt tới. Sụp đổ đại pháp, cho ta trấn áp. Diệp Thần không chút hoang mang, thủ quyết bóp, vẫn là thi triển lớn sụp đổ pháp môn, nhưng cũng không phải áp xúc tự thân, mà là trực tiếp đánh vào cái kia u minh thi đế trên thân. Một cỗ sụp đổ pháp tắc phóng xạ, từ trong tay Diệp Thần tuôn ra, như một vùng ngân hà sụp đổ, ô quang vạn trọng, hung hăng trấn áp tại cái kia u minh thi đế trên thân. Đầu kia u minh thi đế, thân thể lập tức răng rắc vang dội, toàn thân vặn vẹo, giống như có một con bàn tay vô hình, đưa nó nắm chặt, đè ép, bóp nghiến, vò nát, tại trong liên tiếp dày đặc cốt bạo âm thanh, bẩn thỉu máu tươi bị đè ép đi ra nhỏ xuống, thân thể nó rất nhanh bị nhào nặn thành một quả viên đạn. Không tệ, cái kia đủ để cùng thiên đế sánh ngang u minh thi đế, tại Diệp Thần sụp đổ đại pháp trấn áp xuống, toàn thân huyết nhục đều bị đè ép sụp đổ, lại ngạnh sinh sinh sụp đổ thành một quả nho nhỏ viên đạn. Luân hồi chi chủ, người thần thông cường hãn. Hỗn độn ánh mắt thấy thế, đều không khỏi tán thưởng một tiếng, dừng một chút, lại nói. Bất quá, nơi này quái vật nhiều lắm, hơn nữa còn không ngừng tân sinh, không giết xong. Diệp Thần nghe được hỗn độn ánh mắt lời nói, trong lòng cũng là run lên, chỉ thấy tại chính mình sụp đổ tràng vực xé rách phía dưới, đại lượng quái vật chôn vùi chết đi, nhưng vẫn là có đếm không hết quái vật, che giả mang mọc trùng sát đi lên, hung hãn không sợ chết. Tại Diệp Thần bốn phía đại địa bên trên, đã chất đống một tầng thật dày hư thối huyết nhục, giống như đầm lầy nước bùn, tản ra kịch độc thi sú. Diệp Thần hơi cảm thấy phí sức, mặc dù có Diệt Thế Quyền Trượng phụ trợ, nhưng thời gian dài thi triển sụp đổ đại pháp, thân thể của hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Cái này táng địa quái vật, như thế nào giết không hết? Diệp Thần khẽ cắn môi, cảm giác có điểm gì là lạ. Hỗn độn ánh mắt nói, dùng ta mắt nhìn nhìn. Diệp Thần ừ một tiếng, lập tức mở ra hỗn độn quy nguyên mắt, mi tâm kim quang lấp lóe, xuất hiện một khỏa dựng thẳng pháp nhãn mở ra, trong nháy mắt thiên cơ hiểu rõ, Diệp Thần nhìn qua tầng tầng hỗn độn cùng quái vật thủy triều, thấy được sau lưng nhân quả. Thì ra, là Siva Lâm Già Trụ. Siva Lâm Già Trụ, đã vừa mới lọt vào nhóm quái gặm nuốt, lây dính một chút thi độc, những thứ này thi độc cùng hắn Lâm Già Trụ máu tươi chảy xuôi phối hợp, lập tức truyền nọc độc vô tận, độc chất càng mở rộng. Mà những thứ này thi độc, lại không ngừng diễn sinh ra từng đầu quái vật, đếm không hết quái vật không ngừng từ Lâm Già Trụ phía dưới sinh ra, tiếp đó điên cuồng hướng về Diệp Thần vồ giết tới. Cho nên, đối diện với mấy cái này quái vật, Diệp Thần là giết không thắng giết. Thấy được, Siva Lâm Già Trụ, đã bị thi độc ô nhiễm, cuồn cuộn không dứt sản xuất quái vật. Ta cần trước tiên thay Siva trị liệu, bằng không liền hắn hài cốt đều phải gặp ô nhiễm. Diệp Thần sắc mặt nặng nhiên, đã thấy Siva Lâm Già Trụ, càng là lung lay sắp đổ, giống như tùy thời có thể đổ sụp. Cái này Lâm Già Trụ, là Siva vĩ lực bất hủ tượng trưng, nếu là sụp đổ, Siva hài cốt nhất định đem luân hãm. Mắt thấy quái vật số lượng đông đảo, tầng tầng vây khốn, Diệp Thần khó mà tiến thêm, lập tức câu thông luân hồi mộ địa, nói, đen mẫu thần tiền bối, giúp ta. Thọ ôn hắc mẫu thần lập tức trả lời nói, hảo. Nàng đem thần hồn của mình năng lượng, đều chút xuống đến Diệp Thần kinh mạch bên trong. Diệp Thần nhận được Thọ ôn hắc mẫu thần trợ lực, nguyên khí đại trấn, lập tức thu hồi sụp đổ đại pháp, đem trong đan điền áp xúc khí huyết, lại lần nữa thua trở về toàn thân. Hắn vừa thu lại khởi công pháp, trường hấp dẫn vực tiêu thất, chung quanh thi độc quái vật,
liền nổi điên hò hét gầm thét cuồng xông lại, tràng diện 10 phần dọa người. Hỏa thiên đao. Diệp thần chấn định tâm thần, trước tiên thu hồi diệt thế quyền trượng, lại mượn dùng thọ ôn hắc mẫu thần sức mạnh, rút ra côn lôn đao, các loại hỏa khí ngưng kết, cả thanh đao hóa thành màu sắc đen nhánh, một chiêu hỏa thiên đao chém ra, hắc ám đao quang phá không mà qua, xoẹt một tiếng, lập tức đem phía trước quái vật vòng vây, chém ra một cái miệng máu. Siêu. Diệp thần thân pháp cực nhanh, thân như nhật nguyệt ánh sáng của bầu trời đồng dạng, lập tức từ lỗ hổng kia phá sát ra ngoài, nhanh chân thẳng đến Lâm Già trụ, rất nhiều quái vật như truy đuổi con mồi như dã thú từ sau đuổi theo, mà tại Lâm Già trụ ở dưới quái vật, nhìn thấy Diệp thần tới gần, lại gào thét vào tới trước mà đến. Lập tức, Diệp thần liền lâm vào trong tiền hậu giáp công. May mắn, Diệp thần lúc này có thọ ôn hắc mẫu thần trợ lực, thân ổn khí đủ, thật cũng không sợ. Sụp đổ đại hỏa thuật. Diệp thần quát to một tiếng, trở tay một đao, đem côn lôn đao cắm ngược ở địa, tự thân linh khí nổ tung, sụp đổ pháp tắc cùng thọ ôn hỏa thuật tai hỏa pháp tắc, hoàn mỹ phối hợp. Lần này, Diệp thần lại lâm trận sáng tạo công pháp, đem sụp đổ đại pháp cùng thọ ôn hỏa thuật dung hợp, diễn biến thành sụp đổ đại hỏa thuật, một hồi kinh khủng đại tai biến, lập tức lấy hắn làm trung tâm, giống như màu đen thủy triều hướng tứ phía bộc phát ra đi. Chỉ một sát, tựa như cuồng phong quét lá rụng, tiền hậu giáp kích Diệp thần rất nhiều quái vật, lọt vào sụp đổ đại hỏa thuật khí chẳng uy áp, như gặp phải chịu thế gian mãnh liệt nhất sóng xung kích, thân hình một chút bại nát, hóa thành nám đen tan nát huyết nhục rơi xuống đất. Thiên địa một chút an tĩnh. Diệp thần một chiêu này sụp đổ đại hỏa thuật, đem toàn trường tất cả quái vật toàn bộ diệt sát, trên mặt đất chất đống một tầng thật dày nước bùn một dạng thi độc huyết nhục, Lâm Già trụ bên trên thi độc, còn muốn lại sinh ra quái vật, nhưng bị Diệp thần một ngón tay đè lại. Diệp thần ngón tay đặt tại trên Lâm Già trụ bên trên, cửu thiên tù thần chỉ một tia cầm tù pháp tắc phát động, Lâm Già trụ bên trên như rát lên một tầng kim quang, tất cả thi độc ngang ngược đều bị ép xuống. Luân hồi chi chủ, thành công. Hỗn độn ánh mắt vui mừng nói, không nghĩ tới Diệp thần nhanh như vậy liền quét sạch quái vật. Hô, vẫn được, so ta dự đoán phải gian nan một chút. Diệp thần nhổ một ngụm chọc khí, cái trán tràn đầy đại hãn, vừa mới một chiêu sụp đổ đại hỏa thuật, toàn lực bộc phát, cơ hồ đem thân thể của hắn rút sạch. Thọ ôn hắc mẫu thần cũng không chống nổi, linh khí hao hết, rên khẽ một tiếng, thần hồn lùi về luân hồi mộ địa mộ bia bên trong đi. Diệp thần lấy lại bình tĩnh, thoáng điều tức, khôi phục linh khí, ánh mắt nhìn về phía Lâm Già trụ. Chỉ thấy Lâm Già trụ bên trên, vết thương chồng chất, vết máu tràn ngập, còn có chút màu xanh đậm dữ tợn thi độc, pha tạp kéo dài. Cái này thi độc, coi là thật kinh khủng, may mắn ta nắm giữ lấy phỉ nhiêu bí pháp, bằng không thì liền phiền toái. Diệp thần lúc này thi triển ra phỉ nhiêu bí pháp, điều động phỉ nhiêu kim đan âm dương bên trong thần chỉ phỉ nhiêu linh thủy, phối hợp với tiêu tan nghiệt giải ách chú, ánh sáng của bầu trời thần dược thuật các loại thuật pháp, trong tay hóa ra một cái to lớn phong chữ, lộ ra kim sắc, đánh vào trên Lâm Già trụ bên trên. Ông, theo một hồi vù vù, màu vàng phong chữ khác ở trên Lâm Già trụ bên trên, cây cột vết rách cấp tốc chữa trị, thì độc vết tích cũng tại dần dần phai nhạt. Thấy tình cảnh này, Diệp thần thở dài một hơi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chờ hắn chữa trị Lâm Già trụ, xua tan thi độc, liền có thể đem Siva hài cốt moi ra. Nhưng Diệp thần rất rõ ràng, sau lưng hư thối lão tổ, không có khả năng để cho hắn nhẹ nhõm đạt tới mục đích. Hắn ánh mắt, nhìn về phía táng địa bên ngoài một chỗ rừng cây, kỳ thực tại mới vừa rồi tiêu diệt quái vật thời điểm, hắn cũng cảm giác được, phụ cận có người ẩn núp. Hoặc nói đúng ra, đã không phải là người kia, đồng dạng là quái vật. Một bộ xác thối quái vật. Ra đi, Dạ Hàn. Diệp thần uyển chuyển thở dài một tiếng, thản nhiên nói. Tại hắn tiếng nói sau khi rơi xuống, táng địa phụ cận trong rừng cây, yên lặng đi ra một bóng người. Đó là một bộ hết sức thối giữa zombie, toàn thân da thịt bốc mùi sinh dòi, diện mục 10 phần dữ tợn ghê tởm, nhưng vẫn là lờ mờ có thể nhận ra nguyên bản bộ dáng, chính là Dạ Hàn. Không đúng, Dạ Hàn đã chết. Ta bây giờ, hẳn là xưng hô ngươi một tiếng, hư thối lão tổ. Diệp thần nhìn xem đã hư thối nhưng lại vẫn như cũ có thể hoạt động Dạ Hàn. Thuộc về Dạ Hàn nhân quả khí tức, đã sớm tan mất, bây giờ nắm trong tay thân thể này người, là hư thối lão tổ. Ân, đúng vậy, là ta. Dạ Hàn mở miệng, âm thanh như địa ngục ác quỷ một dạng khàn khàn, lại hết sức thê lương tang thương, chính là hư thối lão tổ tiếng nói. Ngươi chân thân còn không buông xuống sao, chẳng lẽ muốn bỏ lỡ cái này thời cơ tốt nhất? Diệp thần hỏi,
âm thầm vận công điều tức, chỉ muốn mau chóng khôi phục. Hư Thối lão tổ cũng biết Diệp Thần tại điều tức, nhưng khác thường là, hắn cũng không có ra tay ngăn cản, bình tĩnh đáp lại nói. Ngày mai a, ta còn tại điều lý trên người nhân quả, cái này trụ thần khế ước hạn chế, thật đúng là phiền phức vô cùng. Diệp Thần nói, ta cho là ngươi sẽ lập tức ra tay tập sát ta, đứng bất động sao? Hư Thối lão tổ thở dài, trừ phi ta chân thân buông xuống, bằng không giết không chết ngươi, cần gì phải uổng phí sức lực. Lúc này Diệp Thần vừa mới kết thúc đại chiến, linh khí trống rỗng, đích thật là Hư Thối lão tổ tuyệt hảo tập sát thời cơ, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, Diệp Thần tất nhiên còn có thủ đoạn khác, chỉ dựa vào Dạ Hàn một bộ xác thối, không có khả năng sát thương Diệp Thần. Diệp Thần cười nói, mặc dù không giết chết được ta, nhưng thừa dịp ta suy yếu, ngươi nổi lên làm loạn, cũng đủ làm cho ta trả ra không nhỏ đại giới. Hư Thối lão tổ thở dài, đúng là như thế, nhưng ta ban đầu cũng đã nói, chúng ta không phải địch nhân, chúng ta có thể làm bạn. Chúng ta có thể liên thủ, đưa Thái Sơ vào chỗ chết. Vị kia Lăng Xương Thiên Tử, là ánh sáng của bầu trời thần thủy tinh linh, ngươi cùng nàng từng có một hồi vui sướng chi mộng, đây là một cái tin tức tốt. Nàng có thể sẽ động phàm tâm, chỉ cần động phàm tâm, chỉ liền không lại thuần khiết. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta thậm chí có thể từ nội bộ vỡ vụn Thái Sơ. Thì ra hắn không có ra tay tập sát Diệp Thần, là còn ôm mời chào hợp tác tâm tư. Diệp Thần cười cười nói, ta nói qua, ta không có khả năng cùng các ngươi hợp tác. Hư Thối lão tổ thần sắc càng thêm ngưng trọng, thậm chí có chút thất vọng bộ dáng, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, nói. Quang Minh Thái Sơ, Hắc Ám vực sâu, cái này hai đại trận doanh, người tựa hồ cũng không muốn đứng tại Thái Sơ phía bên kia, vậy vì sao lại muốn cự tuyệt chúng ta vực sâu hảo ý? Diệp Thần lắc đầu nói, ta không cần chọn một bên đứng, ta có của ta đạo, hơn nữa, không phải hai đại trận doanh, còn có cái thứ ba trận doanh, cả ngày âm dương, thậm chí theo ta được biết, có thể còn có cái thứ tư trận doanh. Đơn thuần là quang minh, hoặc đơn thuần là vực sâu, đều không phải là chân chính viên mãn đại đạo. Tương lai của ta cuối cùng rồi sẽ hòa giải âm dương, phù chính thế giới này, nhưng ta sẽ dùng phương thức của ta đi thực tiễn, mà không phải hợp tác với các ngươi, ta cũng không muốn để cho hắc ám nuốt hết thế giới này. Hư Thối lão tổ cười khẩy nói, ngươi có ngươi đạo. Ngươi thật muốn siêu thoát Thái Sơ, siêu thoát vực sâu, thậm chí siêu thoát cả ngày âm dương. Ngươi dã tâm cũng không nhỏ. Biết mình bao nhiêu cân lượng sao? Diệp Thần nói, thôi, đại đạo lý các loại nói nhảm. Cũng không cần lại nói, người ta đều có riêng phần mình đạo, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Người vẫn là ra tay đi, bây giờ ta thế nhưng là suy yếu vô cùng, người xem một chút có thể hay không giết chết ta. Nói đi, Diệp Thần Côn Lôn đao nắm chặt nơi tay, ngưng mắt nhìn xem Hư Thối lão tổ. Vừa mới hai người một phen ngôn ngữ, Diệp Thần tranh đến một chút thời gian, bây giờ khí tức khôi phục một chút, chiến thắng Hư Thối lão tổ không dám nói, cũng không khả năng, nhưng ít ra. Hắn có lòng tin có thể chống đến Nhậm Phi Phàm cùng Huyết Long buông xuống. Hư Thối lão tổ nhìn xem Diệp Thần cầm đao phòng bị bộ dáng, lại nói, ai, cuối cùng là phải ngươi chết ta sống sao? Ngươi bây giờ nguyên khí còn không có khôi phục, ta trực tiếp ra tay, thắng mà không võ. Bất quá, ngươi tất nhiên khăng khăng muốn cùng vực sâu là địch, cái kia cũng không có biện pháp, chính là thắng mà không võ, hôm nay ta cũng muốn động thủ. Cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, luân hồi chi chủ. Có chịu hay không quy thuận. Bằng không, người ta hạ tràng, hơn phân nửa là ngọc thạch câu phần, song song hủy diệt. Hắn biết Diệp Thần cường đại, mình muốn giết chết Diệp Thần mà nói, chỉ có thể lấy mạng đi đổi. Từ nơi sâu xa, Hư Thối lão tổ cũng nhìn thấy chính mình cùng Diệp Thần kết cục, chính là song song hủy diệt, đồng quy vu tận chết đi. Diệp Thần nghe được song song hủy diệt bốn chữ, trong lòng cũng là run lên, tương lai thiên cơ sương mù nồng nặc tán đi, hắn trong mơ hồ. Càng là cũng nhìn thấy tương lai tuyến thời gian. Hắn cùng Hư Thối lão tổ, đích thật là đồng quy vu tận, trừ hắn ra, Nhậm Phi Phàm cùng Huyết Long, đều sẽ tại trong quyết chiến chết đi. Cái này tương lai nhìn thấy, để cho Diệp Thần toàn thân sinh ra ý lạnh, nhưng đến lúc này, hắn tự nhiên không có khả năng rút lui. Muốn chiến liền chiến, nhiều lời vô ích. Diệp Thần đạm mạc nói, trong lòng lại âm thầm câu thông ngôi sao nhỏ, nghe ta nói, chuẩn bị kỹ càng luân hồi sách. Nếu như ta cùng Nhậm tiền bối Huyết Long chết, ngươi liền sửa chữa kết cục, đem chúng ta phục sinh. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Ngôi sao nhỏ còn tại luân hồi tinh giới, giúp Diệp Thần chế tạo luân hồi sách, mà luân hồi sách nắm giữ sửa chữa tuyến thời gian hiệu quả.
Diệp Thần sớm chuẩn bị một tay, miễn cho thật sự gặp bất trắc. Ân, ca ca, ta nghe được, ngươi cẩn thận. Ngôi sao nhỏ rất nhanh truyền đến đáp lại, nàng và Diệp Thần dựa vào luân hồi sách liên lạc, cơ hồ là tâm ý tương thông. Có luân hồi sách giữ gốc, Diệp Thần cảm thấy đại định, bình tĩnh nhìn xem hư thối lão tổ. Lúc này hư thối lão tổ, chân thân còn không có buông xuống, hắn chỉ là khống chế dạ hàn cỗ này xác thối. Ung ục ục, chỉ thấy dạ hàn cỗ này xác thối, thối giữa da thịt bốc lên bọng máu, huyết thủy rót vào trong đến Siva táng địa. Một màn kinh người xuất hiện, mảnh này táng địa, Diệp Thần vừa mới tiêu diệt rất nhiều thi độc quái vật, những quái vật này huyết nhục cặn bã, trầm tích trên mặt đất, tạo thành một tầng thật dày như đầm lầy nước bùn một dạng vật chất. Tầng này nước bùn một dạng đồ vật, tràn đầy thi độc, dơ bẩn, quỷ dị, hôi thối khí tức, mà bây giờ, những thứ này bùn nhão một dạng huyết nhục cặn bã, lại giống như lọt vào cái gì lực lượng rào cắt nghiền ép hòa tan, toàn bộ hóa thành bẩn thỉu huyết thủy. Bị hòa tan huyết thủy, rầm rầm giống như từng cái dòng suối nhỏ, hướng dạ hàn xác thối thân thể hội tụ tới. Trong khoảnh khắc, dạ hàn hấp thu tất cả huyết thủy, vừa mới Diệp Thần tiểu sát rơi ngàn vạn quái vật, tất cả thi độc năng lượng, toàn bộ hội tụ đến một mình hắn trên thân. Lập tức, dạ hàn thân thể, bành trướng tầm vài vòng, cả người như một đầu ngâm trong nước triệt để bành hóa cổ quái xác thối, trên da bài trí từng sợi màu xanh sẫm, màu tím đen thi độc vằn, bộ dáng cực kỳ dữ tợn kinh khủng, cái kia cỗ âm sát, kịch độc, hôi thối khí tức, so trước đó mãnh liệt mấy lần. Thấy cảnh tượng này, Diệp Thần đồng tử hơi hơi co rút, biểu lộ cũng ngưng trọng rất nhiều. Luân hồi chi chủ, thỉnh giáo. Liền để ta xem một chút, người còn có bao nhiêu át chủ bài. Hư thối lão tổ thao túng dạ hàn thi thể, giữ tợn nở nụ cười, trong tay hiển hóa ra một cái quỷ đao, từ huyết nhục, thi hài, oán niệm, vực sâu ma khí hội tụ mà thành, tích chảy màu đỏ thẫm máu tươi, mùi tanh trùng thiên. Xoẹt! Hắn xuất thủ trước, lập tức phung đao hướng Diệp Thần chém tới, không có chút nào hoa tiếu chiêu thức, liền là phi thường thuần túy một cái thẳng chặt, cuồn cuộn mùi tanh cùng thi sú mùi, theo đao của hắn, cuốn lên phong bạo, uy thế mười phần lăng lệ. Lúc này dạ hàn, hấp thu tất cả thi độc quái vật cặn bã năng lượng, trong lúc phất tay, đều có hắc ám đại khủng bố bạo phát đi ra. Liền xem như Diệp Thần trạng thái toàn thịnh, đều phải cẩn thận ứng phó, huống chi hắn bây giờ suy yếu. Bây giờ Diệp Thần nguyên khí chưa hồi phục, tối đa chỉ có thể phát huy ra một nửa sức mạnh, đối mặt dạ hàn như vậy hung mãnh ác độc thế công, chợt cảm thấy áp lực cực lớn. Đế rơi vũ trụ, mở. Đối mặt dạ hàn thế như chiều dâng một đao, Diệp Thần cũng không có ngu xuẩn đi ngạnh bính, lập tức mở ra đế rơi vũ trụ, một cái như hố đen vũ trụ vòng xoáy, đột nhiên xuất hiện tại dạ hàn dưới chân. Đang hướng về phía trước cuồng sông dạ hàn, chợt cảm giác dưới lòng bàn chân buông lỏng, một cỗ cực lớn thôn phệ rơi vào chi lực truyền đến, muốn đem cả người hắn thôn phệ. Dạ hàn sau lưng hư thối lão tổ cả kinh, không nghĩ tới Diệp Thần còn có loại thủ đoạn này, bất quá hắn xem thời cơ cực nhanh, lập tức để khí ổn định thân hình, cũng không có bị thôn phệ, nhưng cước bộ vẫn là lảo đảo rồi một lần. Soát! Nhân cơ hội này, Diệp Thần lập tức đi vòng qua dạ hàn phía sau lưng, trong tay côn lôn đao kim quang đại tác. Phật quang chảm! Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, giữa mi tâm hỗn độn quy nguyên mắt mở ra, liếc nhìn dạ hàn nhược điểm, toàn thân ma sát khí thế lưu chuyển chỗ, vai trái huyệt kiên tỉnh là một cái tiết điểm. Lập tức, Diệp Thần lập tức phung đao, bộc phát Phật quang hà khí, thẳng chém về phía dạ hàn vai trái. Đối phó dạ hàn loại này xác thối quái vật, Phật môn thủ đoạn có hiệu quả. Phốc phốc, Diệp Thần Phật quang đao mang chém qua, tinh chuẩn chém trúng dạ hàn nhược điểm. Lập tức, dạ hàn vai trái bị chém ra một đạo dữ tợn lỗ hổng, xanh đen bẩn thỉu thi dịch bão tố tràn ra tới, lại tại trong Diệp Thần Phật quang, suy suy bị bốc hơi hóa thành cho tàn. Khục, chịu đòn nghiêm trọng này, dạ hàn thân hình đánh ra trước, ho khan kịch liệt một chút, bộ dáng có chút chật vật. Hảo thủ đoạn, luân hồi chi chủ. Dạ hàn quay đầu, nhếch miệng hướng về Diệp Thần lộ ra một cái dữ tợn ý cười. Diệp Thần một đao đắc thủ sau, cũng không có thừa thắng xông lên, không phải hắn không muốn, mà là nguyên khí còn không có khôi phục, trạng thái có hạn, vừa mới một đao đánh lén, đã là cực hạn, trong nháy mắt không cách nào lại xuất đao. Nếu như Diệp Thần là trạng thái toàn thịnh, vừa mới một chiêu Phật quang chảm, đủ để cho dạ hàn mang tới tổn thương lớn hơn. Dạ hàn thụ thương không nhẹ, nhưng thân là xác thối hắn, cũng không có cảm giác đau cái gì, thừa dịp Diệp Thần còn không có điều hòa khí tức, hắn đã bày ra phản kích. Vực sâu, đáp lại ta đi. Dạ hàn một chút ngâm sướng,
điều động vực sâu địa mạch sức mạnh, càng là trong nháy mắt áp chế Diệp Thần Đế rơi vũ trụ. Đế rơi vũ trụ vòng xoáy khí tượng lập tức tiêu thất, Dạ Hàn Trọng mới cước đạp thực địa, đất đai dưới chân chảy xuôi âm u vực sâu sương mù, hắn một đao mang theo bàng bạc vực sâu đại thế, hỗn hợp có tự thân thi độc sát khí, cuồn cuộn lại chém về phía Diệp Thần. Diệp Thần dưới mắt trạng thái, vô pháp kháng, vội vàng thi triển Nhật Nguyệt thân pháp tránh né, hắn thân thể một chút hóa thành lưu quang tránh ra, Dạ Hàn thế công lại mạnh cũng không tổn thương được hắn. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ lấy vũ trụ mệnh cách, bầu trời mệnh cách các loại thủ đoạn, hắn nghĩ né tránh, Dạ Hàn cũng khó có thể thương tổn tới hắn. Dạ Hàn luân phiên tấn công mạnh, gặp Diệp Thần một mực trốn tránh, cũng không nhịn được có chút giận, ngừng đao hờ hững nói, đường đường luân hồi chi chủ, chỉ có thể trốn sao. Diệp Thần cười nói, đó cũng là không có cách nào a, hư thối lão tổ ngươi thần công cái thế, tiểu tử lại như thế nào có thể đối nghịch. Hoặc, ngươi cho ta nghỉ ngơi một hai canh giờ, đợi ta khôi phục khí tức sau, lại đánh cũng không muộn. Hư thối lão tổ thừa dịp Diệp Thần suy yếu ra tay, vốn chính là không võ, Diệp Thần tự nhiên cũng sẽ không ngu xuẩn chính diện giao phong. Hắn không ngừng né tránh, kỳ thực là tìm kiếm ra tay phản kích thời cơ, tựa như vừa mới Phật Quang Trảm phản kích đồng dạng. Hư thối lão tổ thao túng Dạ Hàn thân thể, hư một tiếng, hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ ưu thế, ngồi nhìn Diệp Thần khôi phục. Ngươi muốn tránh, ta lại không thể nhường ngươi toại nguyện. Tới quyết đấu a, cân nhắc quyết định sinh tử. Ngươi không tránh khỏi, luân hồi chi chủ. Âm dương sinh tử lớn cân nhắc quyết định, mở. Dạ Hàn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cầm trong tay đao cắm ngược vào đại địa, địa mạch chỗ sâu vực sâu khí tức, bị hắn điều động, trên mặt đất vực sâu sương mù. Lập tức hô hô vang dội, sương mù dày đặc rất nhiều. Tại cuồn cuộn trong sương mù, một cái âm dương bát quái đại trận pháp xuất hiện trên mặt đất, càng là bao trùm toàn bộ Siva táng địa, hấp lực cường đại tản mát ra. Diệp Thần cước bộ lập tức trở nên trì trệ, bị bám vào trên mặt đất, tập trung nhìn vào, đã thấy dưới chân mình, một cái âm dương đồ án đã rõ ràng xuất hiện, hắc bạch hai phần, hắn đứng tại trắng một mặt. Mà Dạ Hàn, liền đứng tại đen một mặt. Hai người ẩn ẩn rằng co, sinh tử tính mệnh lại giống như lại liên kết đến cùng một chỗ. Không tốt, là âm dương sinh tử lớn cân nhắc quyết định, đây là âm dương đạo cả ngày chi pháp. Luân hồi mộ địa bên trong, Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần nhìn thấy Dạ Hàn gọi ra trận pháp, lập tức thần sắc đại biến. Trước đây cùng thi độc quái vật trong chiến đấu, nàng nguyên khí cơ hồ hao hết, bây giờ cũng không cách nào trợ chiến Diệp Thần, nhưng nàng có thể nhìn ra Dạ Hàn sau lưng, hư thối lão tổ thủ đoạn. Trận pháp này, cùng âm dương đại đạo có liên quan, có thể cân nhắc quyết định sinh tử. Diệt sát hết thảy. Diệp Thần đôi mắt ngưng lại, từ nơi này trong trận pháp, cũng là bắt được một cỗ khí tức quen thuộc, cùng hắn nắm giữ hỗ tự quyết tầng dưới chót pháp tắc tương thông, cũng là mang theo âm dương đại đạo diệu pháp. Đạo âm dương, là cả ngày đại đạo, âm dương lẫn nhau biến hóa, có thể diễn biến ra vô tận pháp tắc. Vấn đề gì âm dương sinh tử lớn cân nhắc quyết định, chính là cả ngày âm dương đạo pháp một trong. Là một loại quyết đấu chi pháp. Quyết đấu song phương, các chạm một bên, quyết đoán sinh tử. Một khi tiến vào âm dương sinh tử lớn cân nhắc quyết định trận pháp, vậy cuối cùng sống sót, chỉ có thể có một người. Hư thối lão tổ gặp Diệp Thần một mực trốn tránh tránh đánh, liền dứt khoát thao túng Dạ Hàn thân thể, bộc phát ra sinh tử lớn cân nhắc quyết định, đem Diệp Thần kéo vào trong sinh tử quyết đấu. Trốn không thoát a, luân hồi chi chủ. Hư thối lão tổ nhe răng cười âm thanh truyền ra, hắn khống chế Dạ Hàn, một lần nữa rút ra cắm trên mặt đất đao, vùng đao hướng Diệp Thần chém tới. Diệp Thần chịu này âm dương đại trận gò bó, không cách nào tránh né, càng không cách nào thoát thân, chỉ có thể vùng đao nghênh kích. Lâm vào cái này âm dương sinh tử lớn cân nhắc quyết định trận pháp sau đó, hắn cùng Dạ Hàn, chỉ có thể có một người đứng ra ngoài, một người khác chỉ có thể ngã xuống. Lần này, hư thối lão tổ là bức bách Diệp Thần. Muốn cùng hắn chính diện giao phong, hắn biết Diệp Thần nhiều thủ đoạn, nếu là kéo dài thêm, lại cho Diệp Thần sử dụng vừa mới đế rơi vũ trụ, Phật Quang Trảm chờ chiêu pháp, hắn sẽ phải lật thuyền trong mương. Chanh! Diệp Thần côn lôn đao, cùng Dạ Hàn quỷ đao giao phong, bắn ra hỏa tinh, lưỡi đao một đụng vào nhau, liền một mực dính vào nhau, hai người khí tức một chút lâm vào sinh tử trong lúc giằng co. Chỉ một thoáng, Diệp Thần liền cảm giác từng cỗ hư thối thâm trầm ác độc bốc mùi khí tức. Từ Dạ Hàn quỷ trong đao truyền ra, dọc theo côn lôn đao, một đường suy nghĩ ăn mòn vào trong cơ thể mình. Đây là chính diện đối quyết, Dạ Hàn cỗ này xác thối tất cả năng lượng, đều không giữ lại chút nào hướng Diệp Thần chút xuống mà đi,
hắn nghĩ bao phủ hoàn toàn Diệp Thần. Luân hồi huyết mạch, thiêu đốt. Diệp Thần sầm mặt lại, nội tâm ám uống, chính diện đối quyết phía dưới, hết thảy kỹ xảo thủ đoạn đều không dùng, chỉ có thể cứng đối cứng. Hư thối lão tổ thủ đoạn tàn nhẫn, thừa dịp hắn suy yếu ra tay, liều mạng đan điền linh khí, hắn vạn vạn không đấu lại, lập tức chỉ có thể thiêu đốt chính mình luân hồi huyết mạch. Oanh! Luân hồi huyết mạch thiêu đốt, Diệp Thần toàn thân linh khí lập tức nổ tung, mãnh liệt luân hồi kim quang từ trong cơ thể hắn nở rộ mà ra, đem Dạ Hàn hắc ám hôi thối đao thế, đẩy ngược trở về. Thậm chí, Diệp Thần luân hồi kim quang, lại muốn ngược lại ép diệt Dạ Hàn. Hư thối lão tổ cũng liền vội vàng điều động vực sâu năng lượng, đối kháng Diệp Thần luân hồi chi uy. Hai người thuần bằng thực lực ngạnh bính, lưỡi đao chỗ va chạm ông ông tác hưởng, màu vàng luân hồi tia sáng, cùng màu đen vực sâu thi độc chi khí, lẫn nhau đối bính, đều nghĩ ép diệt lẫn nhau, nhưng trong lúc nhất thời, ai cũng không diệt được ai, lực lượng tương đương, hai phần càn khôn. Lấy tu vi mà nói, Diệp Thần đương nhiên không cách nào cùng hư thối lão tổ so sánh, nhưng hắn luân hồi huyết mạch thâm hậu cường hãn, huyết mạch một chút bốc cháy lên, cũng đủ để đối kháng. Thật hùng hồn huyết mạch chi lực, người luân hồi huyết mạch, thậm chí so thiên tổ còn tinh khiết hơn, người còn không có chịu phần thiên đại kiếp ô nhiễm. Hư thối lão tổ nhìn chằm chằm Diệp Thần, lúc này hắn cùng với Diệp Thần nội tức đối kháng, chính là hung hiểm nhất trước mắt, không thể nhụt chí lên tiếng, là dùng tinh thần ý chí, cùng không khí cộng minh, phát ra âm thanh, nghe âm vang hữu lực. Bất quá hôm nay, ta liền muốn ô nhiễm ngươi. Hư thối lão tổ âm thanh trở nên hung ác, vô tận vực sâu năng lượng, điên cuồng hướng Diệp Thần bạo dũng mà đi. Kỳ thực hắn biết rõ, lấy Diệp Thần luân hồi huyết mạch cường đại, trận này sinh tử quyết đấu, hắn là tất thua. Nhưng, hắn cũng không để ý. Mục đích của hắn, chính là muốn bức bách Diệp Thần, thiêu đốt luân hồi huyết mạch, cùng hắn cứng đối cứng. Đã như thế, Diệp Thần huyết mạch hư hao tổn, nhất định đem trả một cái giá thật là lớn, hơn nữa còn có khả năng bị vực sâu ăn mòn, thậm chí tại thể nội sinh sôi ra u ác tính, bị u ác tính ký sinh cũng không nhất định. Cái kia luân hồi chi chủ liền triệt để hủy. Mà hư thối lão tổ tổn thất, chỉ là Dạ Hàn cỗ này xác thối, còn có một phần nhỏ vực sâu địa mạch năng lượng. Siva thánh địa vực sâu địa mạch, là hư thối lão tổ tính mệnh ký thác chỗ, một khi địa mạch bản nguyên năng lượng trôi đi, tính mạng của hắn cũng muốn lớn bị hao tổn hao tổn. Bất quá, chỉ cần có thể ô nhiễm Diệp Thần, điểm ấy trả giá, hư thối lão tổ có thể tiếp nhận. Chỉ cần hắn có thể trước tiên ô nhiễm Diệp Thần huyết mạch, lại sau này chiến đấu, chờ Nhậm Phi Phàm cùng huyết long tới, chung cực quyết chiến bộc phát thời điểm, hắn phần thắng sẽ càng lớn. Hư thối lão tổ thực sự không muốn chết, đồng quy vô tận là kém nhất kết cục, hắn nhìn thấy tương lai, chính là song song nhập diệt, bi thương như thế. Hắn đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, đi tiếp thu kết cục này, dù chết không sợ, nhưng có thể không chết, tự nhiên vẫn là không chết cho thỏa đáng. Chỉ cần có thể trước tiên ô nhiễm Diệp Thần huyết mạch, hư thối lão tổ liền có cơ hội thắng. Ầm ầm. Diệp Thần không ngừng thiêu đốt luân hồi huyết mạch phía dưới, toàn thân kim quang như diễm, thần khí bừng bừng, hắn liều mạng đều nghĩ ép diệt Dạ Hàn, nhưng Dạ Hàn sau lưng hư thối lão tổ sau lưng vực sâu, năng lượng thực sự quá bàng bạc. Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình đối kháng, là một mảnh không nhìn thấy bờ mênh mông biển lớn màu đen, lấy hắn luân hồi huyết mạch cường hãn, bốc hơi mảnh biển khơi này đều đầy đủ, nhưng kết cục sau cùng, hắn tất nhiên là huyết mạch vô ích, lọt vào vực sâu xâm lấn, thậm chí sẽ bị u ác tính ký sinh. Cuộc tỉ thí này, hắn tất nhiên có thể chiến thắng vực sâu, nhưng tất nhiên cũng biết lọt vào vực sâu phản phệ. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần cũng khó có thể suy nghĩ ra sách lược vẹn toàn, chỉ có thể cắn răng tiếp tục thiêu đốt lên luân hồi huyết mạch, cùng Dạ Hàn giằng co. Từ nhìn bề ngoài, Diệp Thần cùng Dạ Hàn hai người, tựa như pho tượng đứng im bất động, chỉ có song đao giao phong, nhưng trên thực tế, trong cơ thể hai người khí tức, cũng là như nước thủy triều tuôn ra, lẫn nhau đối bính lấy. Hai người giằng co phía dưới, thiên địa đều biến sắc, một bên bầu trời hóa thành kim sắc, một bên khác nhưng là đen như mực bộ dáng, không ngừng có phong lôi nhấp nhô. Giằng co như vậy, càng là kéo dài đến một ngày, cũng không phân ra thắng bại. Một ngày này giằng co, để cho Dạ Hàn sau lưng hư thối lão tổ, rất là giật mình. Tiểu tử ngươi, luân hồi huyết mạch cường độ, lại kinh khủng như vậy. Xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Hư thối lão tổ vốn cho là, chỉ cần gần nửa ngày thời gian, Diệp Thần huyết mạch sức mạnh liền muốn hao hết, đến lúc đó hắn có thể trực tiếp ô nhiễm Diệp Thần huyết mạch. Nhưng không ngờ,
Diệp Thần huyết mạch năng lượng 10 phần hùng hồn, thiêu đốt cả ngày, lại vẫn không có đốt hết, còn có dư lực. Đã luyện thành kim cương bất hủ thể, lại nắm giữ lấy Phỉ Nhiêu bí pháp Diệp Thần, huyết mạch sinh mệnh lực hùng hồn, đại đại vượt qua Hư Thối lão tổ tưởng tượng. Dưới sự bất đắc dĩ, Hư Thối lão tổ chỉ có thể không ngừng tăng thêm vực sâu, không ngừng điều động vực sâu địa mạch năng lượng, cùng Diệp Thần đối kháng. Phiến khu vực này, vực sâu địa mạch linh khí là có hạn, hơn nữa không thể khôi phục, dùng một phần liền thiếu đi một phần, như thế rằng qua một ngày, vực sâu địa mạch linh khí tiêu hao, đã vượt ra khỏi Hư Thối lão tổ dự tính, hắn cũng là đau lòng rất. Mà theo vực sâu địa mạch linh khí bị tiêu hao, bao phủ tại Siva thánh địa rất nhiều vực sâu sương mù, làm giảm bớt rất nhiều. Diệp Thần huyết mạch năng lượng, còn không có hao hết, Hư Thối lão tổ ngược lại là có chút chống đỡ không nổi, tiếp tục đấu nữa, cái kia vận mệnh tỏ rõ song song nhập diệt kết cục, nhất định trở thành thực tế. Hơn nữa, càng chết là, Siva huyết cốc một chỗ, ẩn ẩn có long khí kim quang thăng thiên, một đạo khí tức mạnh mẽ sẽ phải sinh ra. Đó là huyết long, nó đã nhanh đột phá hoàn thành. Ngoài ra, Siva huyết cốc bên ngoài, Cửu Dương Thánh Khư bên trong, cũng ẩn ẩn có thần quang trùng thiên, đó là Nhậm Phi phàm khí tức, hắn chịu Diệp Thần chúc phúc cùng trị liệu, thọ nguyên khôi phục, đã có phá rồi lại lập đột phá dấu hiệu. Diệp Thần nhìn thấy phía ngoài khí tượng biến động, biết ưu thế tại phía bên mình, trong lòng cũng là vui mừng. Giống. Đúng lúc này, một đạo kinh thiên long ngâm, chợt vang vọng, bàng bạc long uy từ phương xa bộc phát, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Siva huyết cốc. Một cỗ vượt qua thiên đế khí tức cường đại, tấn mãnh đản sinh ra, như thái dương mới lên, chiếu phá hắc ám, trong sơn cốc từng mảng lớn sương mù tán đi. Đó là siêu phẩm thiên đế khí tức. Huyết long cuối cùng đột phá. Diệp Thần nghe được cái kia long ngâm, cảm nhận được cái kia cỗ cường hoành long uy khí tức, lập tức đại hỉ, đó chính là huyết long khí tức. Phần phật. Quả nhiên, thì thấy một đầu huyết sắc thần long, phóng lên trời, hướng về Diệp Thần bay tới, chính là huyết long không tệ. Chủ nhân, ta tới. Chỉ thấy thời khắc này huyết long, toàn thân lân phiến huyết sắc óng ánh phát quang, vảy màu đỏ ngòm lại phóng ra rực rỡ thần thánh tia sáng, tựa như có thể lui tránh hết thảy hắc ám. Huyết long một đôi mắt, cũng là biến thành thần thánh kim sắc, một cỗ thánh khiết siêu thoát, không nhiễm mảy may trần thế dơ bẩn long khí, không ngừng theo nó thân thể lan tràn ra. Nó luyện hóa tất cả vĩ thú, vốn nên là sẽ bộc phát ra 10 đuôi giống như giữ tợn kinh tởm khí tức, bởi vì cửu vĩ quy nhất chính là 10 đuôi. Nhưng bây giờ, từ trên thân huyết long, lại không nhìn thấy mảy may vĩ thú quỷ dị giữ tợn, có chỉ là thần thánh bàng bạc rộng rãi chính khí long uy. Nó đi ra chính mình đạo, không có bị vĩ thú ô nhiễm, thậm chí hóa giải vĩ thú hết thảy hắc ám. Tại Diệp Thần nắm giữ hỗ tự quyết, nắm giữ phong họa song sinh pháp môn sau, huyết long cũng có suy xét, đối với âm dương chuyển hóa chi đạo, có một chút giải thích của mình. Mặc dù, giải thích của nó, còn kém rất rất xa Diệp Thần, nhưng cũng đầy đủ để nó rửa sạch duyên hoa, hóa giải vĩ thú hết thảy oán khí. Vĩ thú năng lượng, là cực hạn hắc ám cùng âm sát gian ác, nhưng cái gọi là âm cực sinh dương, tối tăm nhất bầu trời đi qua, thường thường chính là tờ mờ sáng nắng sớm. Huyết long từ hắc ám vặn vẹo vĩ thú chi đạo bên trong, đi ra một đầu dương quang đại đạo, là vì. Thánh long nói, từ một khắc này bắt đầu, vĩ thú đã trở thành quá khứ, trở thành bụi bặm lịch sử, về sau thế gian sẽ không còn có vĩ thú dấu vết, có, chỉ là huyết long thánh long đạo. Huyết long, chúc mừng đột phá. Diệp Thần đại hỉ, tâm thần cùng huyết long câu thông lấy. Kỳ thực hắn lần này phân tâm, Hư Thối lão tổ hoàn toàn có thể thừa cơ tập sát. Nhưng, Hư Thối lão tổ nhìn thấy huyết long thần thánh sáng chói bộ dáng, cũng là chấn kinh, hắn cảm xúc so Diệp Thần còn muốn bành trướng. Cũng chính vì như thế, Diệp Thần mới không sợ Hư Thối lão tổ tập sát. Tại huyết long đến sau, trận này sinh tử quyết đấu, hắn là thắng chắc. Chủ nhân, đa tạ ngươi, ta có thể đột phá, đều là ngươi công lao. Huyết long âm thanh tràn ngập cảm kích, nó bây giờ đã là siêu phẩm thiên đế, lần này có thể chứng đạo siêu thiên. Diệp Thần đối với nó trợ giúp cực lớn. Một cái, Diệp Thần hao tổn tâm huyết thu thập cửu vĩ. Thứ hai, Diệp Thần bản thân nắm giữ âm dương đại đạo, cũng cho huyết long cực lớn tham khảo. Nó chỉ cần dọc theo Diệp Thần dấu chân, không cần chính mình lại đi mở rộng, liền có thể thoải mái chứng đạo thành công. Bây giờ, nó liền thật sự chứng đạo thành công, tấn thăng đến siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi a. Huyết long mắt thấy Diệp Thần cùng Dạ Hàn rằng co,
hơn nữa còn là sinh tử tỉ thí hung hiểm trạng thái, nó không nói hai lời, lập tức hóa thành một đạo huyết quang, bắn vào trong cơ thể của Diệp Thần. Oanh! Huyết long về thể, chỉ một thoáng, Diệp Thần liền cảm giác một cỗ bàng bạc khí huyết năng lượng tràn đầy quanh thân kinh mạch. Hắn cùng huyết long khí huyết tương thông, lần này nhận được huyết long năng lượng bổ sung, tự thân hư nhược trạng thái, lập tức khôi phục lại, chỉ cảm thấy tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng, toàn thân truyền đến từng trận phong phú lực lượng mạnh mẽ cảm giác, hồn thân cốt cách răng rắc vang dội, bắp thịt cuồn cuộn dựng lên, gân xanh mạch máu nổi lên. Trong nháy mắt, Diệp Thần toàn thân khí tức nổ tung, cả người trạng thái, không chỉ là khôi phục lại đỉnh phong, hơn nữa tu vi còn mạnh hơn mãnh liệt đột phá, từ thông thiên cảnh 3 tầng trời cao cấp hoàn cảnh, đầu tiên là tấn thăng đỉnh phong, lại đột phá đến tầng 4 sơ giai. Thông thiên cảnh tầng 4 sơ giai, cái kia Diệp Thần thực lực chân chính, đủ để áp chế siêu phẩm thiên đế. Giống, huyết long gầm thét, khổng lồ thần thánh thân thể, lại từ trên thân Diệp Thần nổi lên. Một người một rồng, khí huyết tương liên, khí chàng phối hợp nổ tung, phóng xuất ra cường hoành siêu thiên phóng xạ, không gian xung quanh tấn diệt thành hư, thời gian pháp tắc phảng phất cũng đã phá toái, thời không trở nên ngưng trệ trì độn, một mảnh hỗn độn. Phốc phốc, đang cùng Diệp Thần đối với đao dạ hàn, chợt cảm thấy một cỗ bàng bạc uy áp truyền đến, thân thể lập tức bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, từ trong miệng cuồng phún ra một ngụm đen chọc hôi thối thi tương bão tố văng đến Diệp Thần trước mặt, lại bị trên người hắn mênh mông khí chiều bốc hơi. Các ngươi, quả nhiên, hư thối lão tổ thanh âm tang thương, từ dạ hàn trong cổ họng truyền ra, tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Thần cùng huyết long, tràn đầy ngưng trọng. Bây giờ, huyết long là siêu phẩm thiên đế, mà tấn thăng đến thông thiên cảnh tầng 4 Diệp Thần, trạng thái hoàn toàn khôi phục, thậm chí so dĩ vãng còn muốn lợi hại hơn, thực lực tổng hợp cũng là siêu phẩm thiên đế, thậm chí so huyết long còn cường hãn hơn một chút. Theo lý thuyết, hư thối lão tổ phải đối mặt là hai tôn siêu phẩm thiên đế. Chính hắn thực lực cũng bất quá là siêu phẩm thiên đế, theo lý thuyết, nếu như hắn tự mình buông xuống, tại không mượn dùng vực sâu cùng trụ lực lượng của thần phía dưới, hắn tuyệt đối không phải Diệp Thần cùng huyết long địch thủ, thậm chí có thể vừa đối mặt, liền bị chém giết. Quả nhiên, song song nhập diệt kết cục, cuối cùng không thể tránh né. Luân hồi chi chủ, ta và ngươi, nhất định là muốn ngọc thạch câu phần, đồng quy vu tận a. Hư thối lão tổ thâm trầm thở dài, hắn dĩ nhiên muốn sống tiếp, nhưng nhìn Diệp Thần cùng huyết long liên hợp, kim quang trùng thiên, thần hà vạn trọng rộng rãi bộ dáng, là hắn biết, chính mình chỉ có dâng ra tất cả, thậm chí trả giá tính mệnh, mới có thể giết chết Diệp Thần. Theo hư thối lão tổ tiếng thở dài rơi xuống, màu đen vực sâu sương mù bắt đầu sao động, đại địa như địa chấn lay động, rất nhanh liền sơn băng địa liệt. Từ đất nứt ra trong khe, không ngừng có từng sợi màu đen nhánh sương mù trướng, từ dưới nền đất bừng lên. Những thứ này sương mù trướng, cũng là tinh thuần nhất vực sâu năng lượng, trừ ra hôi thối giữ tợn u ác tính khí tức bên ngoài, còn có một cỗ vô thiện vô ác, thuần túy nhất hắc ám khí tức. Cỗ này hắc ám khí tức, tựa như đêm tối đồng dạng, không quan trọng tốt, không quan trọng ác, thế gian này tinh khiết, không chỉ là quang minh, đêm tối, bầu trời đêm, tinh khung, đồng dạng tinh khiết. Cuồn cuộn vực sâu năng lượng, ác nhất thối dơ bẩn một bộ phận, hô hô hội tụ đến trên thân dạ hàn, tinh khiết mát mẽ một bộ phận, liền bốc hơi lên cao, che giấu nguyên bản bầu trời, hóa ra một mảnh tinh khiết đêm tối thương khung, phía trên ánh sao lấp lánh. Mảnh này đêm tối thương khung, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn đến, thậm chí cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, cùng tinh không đạo thư, tinh không bỉ ngạn, thiên đạo đại tinh đợi không đẳng cấp không nhiều. Đây là vực sâu tinh không. Kỳ thực vực sâu cũng không phải là tuyệt đối hắc ám, cũng có thể có ánh sáng tồn tại, chỉ có điều, quang nhất thiết phải bị bao dung tại dưới vực sâu, tựa như tinh quang muốn ký thác vào trong đêm tối, hắc ám nhất định phải là tuyệt đối chúa tể cùng màu lót. Ầm ầm. Tại trong đại địa rung động dữ dội, toàn bộ Siva thánh địa, chỉ ít có 1/3 vực sâu địa mạch năng lượng, bị hư thối lão tổ điều động ra. 1/3 này vực sâu hắc ám khí, quả thực là kinh khủng, tinh khiết hóa thành đêm tối tinh khung, không khiết dơ bẩn ô uế, hội tụ đến trên thân dạ hàn. Dạ hàn hấp thu đại lượng có thể so với u ác tính dơ bẩn ô uế khí tức, thân thể hô 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 như thổi khí cầu một dạng bành trướng, trong khoảnh khắc hóa thành cao ngàn trượng, như một đầu tuyệt thế thi vương, bàng bạc mênh mông thi khí như nước thủy triều phóng thích, càng đem Diệp Thần cùng huyết long siêu thiên kim quang, đều chế trụ. Còn có, ở đó tinh khiết đêm tối tinh khung làm nổi bật phía dưới,
liền xem như Diệp Thần cùng Huyết Long, đều cảm giác tự thân có chút nhỏ bé. Đó là một cỗ phù du gặp thanh thiên nhỏ bé, nhân sinh ở thiên địa, cùng thiên địa so sánh, giống như hạt bụi nhỏ không đáng mỉm cười một cái. Luân hồi chi chủ, liền dùng cái này thân, cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Hư thối lão tổ quyết định âm thanh truyền ra, lập tức thao túng Dạ Hàn sát thối thân thể, huy động to lớn quỷ đao, hướng về Diệp Thần chém tới. Vực sâu hắc ám khí bạo nổ, cuồn cuộn ô uế chọc lưu phóng túng lan tràn, hư thối lão tổ ý thức cũng không có bị dìm ngập, còn duy trì tương đối thanh tỉnh. Đây là bởi vì, trên đỉnh đầu của hắn, chính là tinh khiết hắc dạ tinh khung. Trên thực tế, đối với vực sâu con dân tới nói, u ác tính bộ phận kia hắc ám ô uế cũng là muốn mạng tồn tại, cần dựa vào hải đăng thủ hộ tự thân. Vực sâu con dân hải đăng, đồng dạng là vực sâu, là tương đối tinh khiết, không mang theo dơ bẩn bộ phận kia vực sâu năng lượng, nói đúng ra, chính là đêm tối ở dưới tinh không, lấy tinh không vì hải đăng. Hư thối lão tổ đỉnh đầu tinh không, người khoác ô uế, đao phát thi khí, ác sát trùng thiên, một đao này uy thế cực lớn, hiển thị rõ vực sâu mênh mông cùng u ác tính dữ tợn. Diệp Thần tại này cổ thiên, địa, nhân đại thế đe dọa phía dưới, áp lực cực lớn. Nhưng, hắn gặp nguy không loạn, coi như thiên địa mênh mông, tinh không mênh mông, đến giờ khắc này, cũng chỉ có nghịch thiên đánh nhau, mới có thể tránh ra một con đường sống. Thiên thủ bách cánh tay, đại uy thiên long. Diệp Thần rít lên một tiếng, thân thể kim quang bành trướng, cũng là hóa thành cao ngàn trượng, hiển hóa ra thiên thủ bách cánh tay, đại uy thiên long pháp tướng. Một chiêu này thiên thủ bách cánh tay đại uy thiên long, chính là Shiva hủy diệt tuyệt học, Diệp Thần cùng Huyết Long vừa thi triển ra, lập tức liền có kinh khủng hủy diệt năng lượng nổ tung, liền này phương tinh không, đều không thể lại áp chế hào quang của bọn họ. Diệp Thần còn hiển hóa ra Phật quang, mở ra Phật tổ kim thân, xuất hiện tại Dạ Hàn mắt phía trước, chính là một tôn vĩ đại kim sắc Phật đà, có thiên thủ bách cánh tay, mỗi một đầu cánh tay bên trên, đều quấn quanh lấy một đầu huyết sắc thần long, cũng là kim quang tràn ngập, thần thánh khí tức nở rộ. Huyết Long hóa thân trăm ngàn đầu, liền xoay quanh tại Diệp Thần thiên thủ bách trên cánh tay, dương nanh múa vuốt gào thét, long uy cùng Phật quang bành trướng như biển gầm. Bành bành bành. Đối mặt Dạ Hàn một đao bổ tới, Diệp Thần không nói hai lời, chính là thiên thủ bách cánh tay, từng trưởng nổ tung mà ra, côn luân đao đao quang, đã dung nhập vào hắn thiên thủ bách cánh tay bên trong. Một trưởng này trưởng nổ tung, hủy diệt uy nghiêm, Phật pháp cùng thần long bá đạo, nhật nguyệt rực rỡ quang huy, như thủy triều trút xuống, thiên hà từ thiên rơi, thanh thế hùng vĩ. Hư không đã bị Diệp Thần đánh bạo toái thành hỗn độn, Dạ Hàn một đao còn không có chém tới, đã bị Diệp Thần lực lượng mạnh mẽ, ép thân hình lui lại, thân đao crack một tiếng, tại Diệp Thần bàng bạc thiên thủ bách tí trưởng uy phía dưới, càng là bể nát. Cái này, không có khả năng. Vực sâu, như thế nào không áp chế nổi các ngươi? Dạ Hàn hai mắt lộ ra nồng nặc chấn kinh ngạc, vốn cho là mình điều động ra vực sâu năng lượng sau, có thể áp chế Diệp Thần. Nhưng, không nghĩ tới, Diệp Thần cùng Huyết Long một chút bộc phát, vực sâu tinh không, đều không thể lại che giấu hào quang của bọn họ. Một người một rồng, thiên thủ bách tí Phật pháp tư thái, uy thế cực thịnh. Bởi vì, ta cũng là hắc ám một phần. Diệp Thần nhếch miệng cười nhẹ một tiếng, thì ra vừa mới ra tay thời điểm, hắn đã thẩm vận Dạ Hoàng Kinh, cùng vực sâu hắc giả tinh khung, hòa làm một thể, đại đại giảm bớt Dạ Hàn vực sâu áp chế. Hư thối lão tổ, chân thân buông xuống a, chỉ dựa vào cỗ này xác thối, ngươi cũng đừng nghĩ thắng. Diệp Thần cũng không nói nhảm, thiên thủ bách cánh tay đánh tung, lại từng trưởng hướng về Dạ Hàn oanh sát tiếp. Hắn cũng không muốn lại trì hoãn, sống hay chết, liền để hư thối lão tổ buông xuống, quyết một phần hiểu. Rầm rầm rầm. Tại Diệp Thần thiên thủ bách cánh tay đánh tung phía dưới, Dạ Hàn không thể đối nghịch, thân thể cao lớn, rất nhanh liền bị đánh nổ, như núi lở giống như sụp đổ tiếp, thi tương phun tung tóe. Trong khoảnh khắc, Dạ Hàn trở thành một bãi hư thối hôi thối huyết nhục bùn nhão, ngay cả xương cốt đều bị Diệp Thần oanh kích thành bột phấn. Ầm ầm. Dạ Hàn cỗ này xác thối phá diệt, thật giống như một cái tiết điểm cùng trụ cột sụp đổ, phía trên hắc dạ tinh khung, trong nháy mắt mất đi chèo chống, trời nghiêng rơi vào xuống, trong khoảnh khắc lại hóa thành màu đen sương mù, bốn phía di động. Diệp Thần lại là lông mày nhíu một cái, cảm giác bàn tay một hồi phỏng. Nguyên lai hắn vừa mới oanh sát Dạ Hàn, tiếp xúc đến Dạ Hàn xác thối, cái kia thối giữa thi dịch, càng là ngược lại dính tại trên bàn tay hắn, đồng thời giống như lưu toan không ngừng hủ thực hắn, suy suy vang dội. Diệp Thần dựa vào Dạ Hoàng Kinh,
có thể cùng đêm tối dung hợp, nhưng không cách nào cùng u ác tính tương dung. U ác tính là trong thâm uyên ác độc nhất, tối dư tợn, dơ bẩn nhất kinh tởm tồn tại, liền vực sâu con dân đều không thể tiếp nhận, một dạng muốn bị u ác tính nát giữa cùng kịch độc bao phủ. Dạ Hàn thi thể bên trên hội tụ, chính là dơ bẩn nhất ác độc u ác tính khí tức, tràn ngập thi độc kịch độc, loại độc tố này cực kỳ mãnh liệt, Diệp Thần có huyết long siêu thiên pháp tắc, còn có tự thân Phật Pháp Thánh Quang thủ hộ, lại cũng cảm giác khó mà chống lại. Cái kia thi dịch điên cuồng hủ thực bàn tay của hắn, trong khoảnh khắc đã đem làn da thực xuyên, muốn thẩm thấu đến cơ bắp xương cốt bên trong đi. Tiêu tan nghiệt giải ách chú, tịnh hóa. Diệp Thần phản ứng thần tốc, lập tức thôi động phì nhiêu bí pháp, một chiêu tiêu tan nghiệt giải ách chú, trên da dâng lên kim quang, đem thi dịch nọc độc toàn bộ tịnh hóa đi, bị phỏng ăn mòn làn da, cũng là khôi phục rất nhanh nguyên dạng. Chủ nhân, cái này thi độc quá kinh khủng, nếu là hư thối lão tổ tự mình buông xuống, sợ là càng kinh khủng a. Huyết Long rất là kinh dị, lúc này mặc dù diệt sát Dạ Hàn, nhưng Dạ Hàn thi tương nọc độc phản phệ, cũng làm cho nó lòng còn sợ hãi. Hư thối lão tổ thủ đoạn quá kinh khủng, hoặc có lẽ là vực sâu u ác tính kịch độc, quá mức kinh khủng, cho dù siêu phẩm thiên đế cũng đỡ không nổi. Đây vẫn chỉ là Dạ Hàn con cờ này, thiếu chút nữa hủ thực Diệp Thần, nếu là hư thối lão tổ cái này kỳ thủ, tự mình buông xuống, chàng diện sợ rằng sẽ càng đáng sợ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta cũng không phải không có thủ đoạn. Diệp Thần nói, chỉ là âm thanh cũng là hết sức ngưng trọng, rõ ràng hắn cũng không dám nói, có thể tại hư thối lão tổ thủ hạ, toàn thân trở ra. Huyết Long nhìn xem đã thối giữa Dạ Hàn, còn có quanh quẩn tại bốn phía, dục dịch vực sâu sương mù, lo lắng nói, chủ nhân, ta giống như nhìn thấy tương lai, chúng ta đều phải chết, cùng hư thối lão tổ đồng quy vô tận. Tại tấn thăng siêu phẩm thiên đế sau, Huyết Long thiên cơ sức quan sát, bén nhạy hơn, ẩn ẩn đã nhìn thấy tương lai kết cục. Nó cùng Diệp Thần, còn có Nhậm Phi Phàm, đều phải chết, bị hư thối lão tổ lôi kéo cùng một chỗ chôn cùng, hơn nữa bị chết vô cùng thê thảm. Bọn hắn liên thủ, tất nhiên có thể giết chết hư thối lão tổ. Nhưng, hư thối lão tổ cực hạn bộc phát, u ác tính kịch độc nổ tung đi ra, bọn hắn cũng muốn gặp ăn mòn, tại trong cực lớn phỏng cùng axit ăn mòn đau đớn chết đi. Cái này tương lai thật là đáng sợ, Huyết Long không dám nhìn kỹ, nhưng tương lai thiên cơ đồ cuốn, lại cũng không át chế tại nó trước mắt bày ra, như thế vực sâu không thể xóa nhòa. Diệp Thần nhìn xem bầu trời âm u, cùng bốn phía sương mù, trầm mặc một lúc lâu, chợt thở dài, thôi, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Đến một bước này, đều cũng không có khả năng rút lui. Mưu sự tại nhân. Diệp Thần lắc đầu, không tiếp tục đi sầu lo cái gì. Coi như kết cục nhất định là muốn đồng quy vô tận, hắn cũng không thể nói cứ như vậy lùi bước chạy trốn, hắn nhất định phải hoàn thành trên đầu sự tình. Huống chi, hắn cũng không phải không có hậu chiêu, hắn còn có luân hồi sách, ngôi sao nhỏ còn đang đọc sau chờ lệnh, nếu quả thật xuất hiện kết cục xấu nhất, hắn cũng có khả năng đem kết cục thay đổi. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần ánh mắt, nhìn về phía Siva Lâm Già Trụ. Căn này Lâm Già Trụ, tại hắn vì nhiều bí pháp trị liệu xong, đã khỏi rồi. Tất cả vết sách chữa trị, lại là kim cương bất hủ bộ dáng. Thông qua căn này Lâm Già Trụ, Diệp Thần có thể ẩn ẩn nhìn thấy, chôn sâu ở dưới mặt đất, Siva hài cốt. Bây giờ, hắn chỉ cần đem Siva hài cốt móc ra, liền có thể đại công cáo thành. Huyết Long nói, chủ nhân, muốn động thủ khai quật Siva hài cốt sao? Diệp Thần ánh mắt chớp lên một cái, lắc lắc đầu nói, còn không phải thời điểm, chúng ta cùng hư thối lão tổ, còn không có phân ra thắng bại. Còn không thể nhanh như vậy liền động thủ khai quật. Bằng không, tại chúng ta động thủ khai quật Siva hài cốt thời điểm, hư thối lão tổ đột nhiên đánh lén ra tay, cái kia cực kỳ không ổn, ha ha. Nói đến đây, Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía phương xa hủy diệt cổ thành phương hướng, cất cao giọng nói. Hư thối lão tổ, buông xuống a, đừng nghĩ đoá đoá tàng tàng. Dạ Hàn đã triệt để diệt vong, hư thối lão tổ không có viên thứ hai quân cờ, hắn muốn đánh giết Diệp Thần. Chỉ có mình tự mình buông xuống. Tại không có giải quyết hư thối lão tổ phía trước, Diệp Thần tự nhiên cũng không khả năng yên tâm đi khai quật Siva hài cốt. Tại Diệp Thần âm thanh sau khi rơi xuống, phương xa yên lặng một lúc lâu, sau đó thì thấy một tia màu đen lang yên trùng thiên, gào thét lên hướng về Siva huyết cốc phương hướng phóng tới. Trong thoáng chốc, đất đá bay mù trời, thiên địa thất sắc, lang yên cuồn cuộn tràn ngập. Theo cái kia sợi màu đen lang yên tàn phá bừa bãi, phía chân trời phảng phất bị xé nứt mở một đạo sâu thẳm lỗ hổng,
bóng tối vô tận cùng khí tức mục nát giống như thủy triều mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Shiva huyết cốc. Trong thiên địa tập tục, hóa thành sắc bén khí nhọn hình lưỡi dao, không ngừng cắt chém hư không, phát ra thê lương tiếng gào, đại địa thế mà tại hư thối. Nguyên bản kiên cố đại địa, bây giờ lại giống như một khối mục nát thịt, giống như ẩm ướt mặt nước bao mềm hóa lõm xuống, mà cả vùng đất tất cả tồn tại, hoa cỏ cây cối, sông núi nham thạch các loại, toàn bộ cấp tốc khô héo hủ hóa, chỉ để lại một mảnh mục nát cùng hôi thối. Ngay cả hư không tựa hồ cũng muốn mục nát, không hiểu không rõ đang tràn ngập, quỷ dị huyết, từ bên trong hư không đại lượng chảy ra, cùng bốn phía không ngừng mãnh liệt vực sâu sương mù hỗn hợp lại cùng nhau, ký kết thành một cỗ quỷ dị đậm đặc như cháo một dạng vật chất, bốn phía chậm chậm lưu động lấy. Diệp Thần cảm giác chính mình cùng huyết long, cũng muốn mục nát, quỷ dị hư thối pháp tắc đang ăn mòn lấy bọn hắn, da của hắn trong nháy mắt ảm đạm, huyết long vảy rồng nhưng là mềm hóa, mất đi tia sáng. Bất quá loại này tiêu cực trạng thái, chỉ là trong nháy mắt, liền bị Diệp Thần phát giác, đồng thời nghịch chuyển. Luân hồi Phật tướng, mở. Diệp Thần đem Phật đà kim thân, mở ra đến cực hạn, sau lưng thiên đế kim luân hiển hóa, dạng người rực rỡ, vạn trọng Phật quang thần hà hừng hực, chặn hư thối pháp tắc ăn mòn. Huyết long nhận được Diệp Thần chúc phúc, cũng là rửa sạch ảm đạm, thân thể lại lần nữa trở nên thánh khiết, nó trong đôi mắt, tràn đầy kiêng kỵ chi ý, nói. Chủ nhân, cái này hư thối lão tổ, thật là khủng khiếp pháp tắc. Luận cứng trọi cứng thực lực, huyết long không sợ chút nào hư thối lão tổ, nhưng, hư thối lão tổ pháp tắc thủ đoạn, loại kia hủ hóa, dung thực, xâm bức, ô nhiễm thủ pháp, quá kinh khủng, nhịp nhàng ăn khớp, vô khổng bất nhập, còn không có nhìn thấy hư thối lão tổ chân thân. Vừa mới huyết long thiếu chút nữa bị ăn mòn. Không thể không nói, hư thối lão tổ không hổ là trụ thần hóa thân, thần thông thuật pháp cao minh, tại ngang cấp dưới thực lực, hắn có thể dựa vào quỷ bí pháp tắc thủ đoạn, vững vàng thắng qua huyết long. Bất quá, huyết long cũng không phải là lẻ loi một mình, nó cùng Diệp Thần liên hợp cùng một chỗ, có Diệp Thần tọa chấn, hư thối lão tổ thủ đoạn muốn có hiệu lực, cũng không phải chuyện dễ. Luân hồi chi chủ, xem ra ta không động dùng vực sâu sức mạnh, là vạn vạn cũng thương không đến ngươi. Ai, cuối cùng là phải song song nhập diệt, đồng quy vu tận a. Một đạo già nuôi uyển chuyển thở dài, ở trong thiên địa vang lên, cái kia một đạo lang yên bay tới, tại cuồn cuộn lang yên phần cuối, một đạo thâm trầm thân ảnh chậm rãi hiện lên. Đó là một cái ác quỷ một dạng lão giả, toàn thân chảy xuôi màu xanh sẫm đen nhánh thi tương, đơn giản chính là một đầu quái vật hình người, toàn thân hết sức thối rữa, hủ hóa khí tức tràn ra. Tạo thành kinh khủng phóng xạ, ngay cả không gian đều bị bóp méo. Đó là hư thối lão tổ. Hình dạng của hắn, so trước đó kinh khủng rất nhiều, bây giờ hoàn toàn là một bộ hư thối quái vật hình dáng tướng mạo, cực kỳ dữ tợn đáng sợ, người mặc một bộ đại hồng bào, áo choàng hoàn toàn là máu tươi nhuộm đỏ, phía trên bò đầy con giận. Vậy thì tới đi, sẽ nhìn một chút người có thể hay không lôi kéo ta chôn cùng. Diệp Thần nhếch miệng cười cười, hư thối lão tổ chân thân. Cuối cùng là phủ xuống, hắn cũng làm tốt đại quyết chiến chuẩn bị. Một trận chiến này chú định hung hiểm, hắn đoán chừng chính mình sẽ hy sinh rất nhiều, nhưng trong lúc trước mắt, cũng không khả năng rút lui, chỉ có một trận chiến, chỉ có tử chiến. Hư thối lão tổ nhìn xem Diệp Thần cùng huyết long một thể, ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, khẽ cười nở nụ cười, lần này, hắn không tiếp tục mở miệng mời chào Diệp Thần, bởi vì không có ý nghĩa, Diệp Thần không có khả năng quy thuận vực sâu. Giữa hai người, chỉ có nhất quyết sinh tử. Ung ục ục, hư thối lão tổ hai tay hợp trước người, quỷ dị pháp tắc phóng xạ khuếch tán ra, đại địa rung động, lại có từng cái huyết sắc bọt khí, từ dưới nền đất xông ra. Trung quanh vực sâu sương mù, còn có địa mạch chỗ sâu vực sâu năng lượng, chậm rãi hội tụ đến hư thối lão tổ trên thân. Những cái kia vực sâu năng lượng, tinh khiết, sơ bẩn, hư thối lão tổ toàn bộ hấp thu, ô uế như u ác tính nọc độc nguyên chất. Cùng khói đen phối hợp trở thành khí tràng của hắn, tinh khiết vực sâu khí tức, diễn biến thành đêm tối tinh khung, trở thành ánh mắt của hắn. Hắn thân thể giống như xác thối hôi thối hủ hóa, nhưng hai con ngươi lại như tinh không đêm tối giống như tinh khiết, không nhiễm trần thế, thậm chí lộ ra một vòng siêu nhiên thánh khiết, để cho người ta liếc mắt nhìn, liền có loại rơi vào tinh hải, bị vĩnh hằng bao dung ảo giác. Thần phục ta đi. Hư thối lão tổ phát ra thanh âm hùng hậu, tinh không một dạng hai con ngươi. Nở rộ rực rỡ tinh quang, chiếu rọi Diệp Thần. Chỉ một thoáng, Diệp Thần sinh ra ảo giác, phảng phất nhìn thấy một vùng ngân hà, từ thiên ngoại rủ xuống, tung xuống vô tận thần thánh quang huy, hắn như phù du gặp tinh không,
tỏa ra nhỏ bé cảm giác, khí chàng bị hư thối lão tổ áp chế. Nếu như đổi lại người bình thường, sợ là tại chỗ liền muốn quỳ xuống thần phục, như viễn cổ tiên dân thần phục với tinh không, quỳ lạy ở thiên địa đồng dạng. Nhưng, Diệp Thần đấu chí hừng hực, bất phi sở động, một cỗ hào khí, từ dưới đáy lòng dâng lên, chống cự lại hư thối lão tổ khí chàng. Muốn cho ta thần phục, người còn chưa đủ tư cách. Lớn sụp đổ. Diệp Thần quát to một tiếng, toàn thân linh khí nổ tung sôi trào, hội tụ ở hai mắt, lớn sụp đổ pháp tắc bộc phát. Cặp mắt của hắn, tựa như sụp đổ trở thành hai cái hắc động, kinh khủng lực hút phóng xạ lan tràn ra. Loại này hai mắt sụp đổ, con mắt hóa hắc động thủ đoạn, coi như gọi Nhậm Phi Phàm tới, đều không thi triển được, con mắt sẽ trong nháy mắt bạo chết, không chịu nổi sụp đổ uy áp. Nhưng, Diệp Thần thể chất cường hoành, huyết mạch nghịch thiên, thể chất của hắn cường độ, đã vượt qua Nhậm Phi Phàm, hai mắt một chút sụp đổ thành hắc động, hắn cũng không nhận được bao nhiêu phản phệ, cường hoành hắc động lực hút phóng xạ, từ ánh mắt hắn bên trong bạo phát đi ra. Hu hu! Diệp Thần cùng hư thối lão tổ ở giữa hư không, lập tức chôn vùi thành hỗn độn, thời không cùng tia sáng cũng không còn tồn tại, vừa mới hư thối lão tổ quăng tới ánh mắt, cũng là trong nháy mắt bị nghiền nát, cái kia cỗ tinh không uy áp một chút biến mất. Ân! Hư thối lão tổ kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ khủng bố sóng dẫn lực động phóng xạ mà đến, hắn xương cốt răng rắc một hồi vang dội, tại cái này trầm trọng lực hút phóng xạ phía dưới, cơ hồ muốn nát bấy. Dưới sự bất đắc dĩ, hư thối lão tổ chỉ có thể lui lại. Côn Lôn đao, Đạo Thiên kiếm, đi! Diệp Thần thế công tấn mãnh, Côn Lôn đao cùng Đạo Thiên kiếm cùng nhau giết ra, mang theo kinh khủng sụp đổ lực hút, đao quang kiếm ảnh nổ tung, phá không hướng hư thối lão tổ chém tới. Cái này lớn sụp đổ thần công, tại trong Shiva 10 pháp, bài danh thứ 3, uy lực cực lớn, mà Shiva sức mạnh, đủ để uy áp chư thần, chính diện giao phong mà nói, không người là Shiva địch thủ. Bây giờ, Diệp Thần bộc phát Shiva tuyệt học, cũng nhiều Shiva thiên uy, bá đạo buông thả lăng lệ dị thường, hư thối lão tổ đối mặt cái kia mang theo sụp đổ uy áp đao kiếm đánh tới, trong lúc nhất thời cũng không dám đón đỡ, lần nữa người nhẹ nhàng lui lại. Xoẹt. Diệp Thần đao quang kiếm quang tốc độ cực nhanh, hư thối lão tổ vẫn là không tránh kịp, trước ngực bị chém ra hai đạo sâu đậm vết thương, máu tươi phun tung tóe. Giống. Mà lúc này đây, huyết long rít lên một tiếng, cũng đã đi vòng qua hư thối lão tổ sau lưng, cuốn lấy siêu thiên long uy móng vuốt, hung hăng hướng hắn lưng chộp tới. Vực sâu ma giáp thân. Hư thối lão tổ ánh mắt lăng lệ, trầm giọng hét một tiếng, tiến thêm một bước điều động vực sâu năng lượng. Trực tiếp liền đem một lá bài tẩy bạo phát đi ra. Quanh người hắn không gian, bị một cỗ cổ xưa thâm thúy sức mạnh xé rách, đậm đà khói đen từ hắn thể nội mãnh liệt tuôn ra, cấp tốc ngưng kết thành một bộ dữ tợn đáng sợ áo giáp. Áo giáp phía trên, vô số vặn vẹo bóng tối cùng mục nát chi khí xen lẫn, vực sâu ma khí làm người sợ hãi. Hư thối lão tổ cơ thể, tại bộ dạng này vực sâu ma giáp thân bọc vào, trong nháy mắt bành trướng một vòng, bắp thịt cuồn cuộn. Làn da trở nên giống như khô khốc thổ địa giống như thô giáp, hiện đầy vết rạn. Chanh! Huyết long một móng vuốt tập sát xuống, lại bị vực sâu ma giáp thân ngăn trở, phát ra âm thanh sắt thép va chạm. Xé rách hình hài. Hư thối lão tổ bạo khởi phản kích, vực sâu ma giáp thân hai cái tay lớn, hóa thành hai đạo tia chớp màu đen, hướng huyết long chộp tới, còn muốn đem huyết long xé nát. Huyết long lấy làm kinh hãi, không dám đón đỡ, vội vàng bứt ra bay khỏi. Trở lại trên thân Diệp Thần, nói. Chủ nhân, cái này lão tạp mao khó đối phó. Diệp Thần nhìn xem hư thối lão tổ vực sâu ma giáp bao trùm bộ dáng, biểu lộ cũng là trở nên có chút ngưng trọng. Kỳ thực hư thối lão tổ thực lực của bản thân, hoàn toàn không đủ để chống cự Diệp Thần cùng huyết long liên thủ, nhưng sau lưng của hắn vực sâu năng lượng, quá mức kinh khủng. Bây giờ, hư thối lão tổ đem trong địa mạch, ít nhất 2/3 vực sâu năng lượng, đều điều động ra. Hắn tựa như là vực sâu chúa tể, hắc ám hóa thân, quanh thân ma khí cuồn cuộn, cực kỳ hung mãnh. Shiva trong thánh địa vực sâu địa mạch năng lượng, dùng một phần liền thiếu đi một phần, là hư thối lão tổ tính mệnh ký thác chỗ, bây giờ không muốn mạng điều động vực sâu địa mạch linh khí, cung cấp là thiêu đốt chính mình khí huyết tính mệnh, thật sự liều mạng muốn đồng quy vu tận. Tại vực sâu chúc phúc cùng gia trì, hư thối lão tổ mạnh đến mức đáng sợ, Diệp Thần coi như cùng huyết long liên thủ. Lúc này cũng cảm thấy áp lực lớn lao. Shiva huyết cốc bên ngoài địa giới, vực sâu mê vụ đã đại lượng tản đi, bởi vì đại bộ phận vực sâu năng lượng, đều hội tụ đến hư thối lão tổ trên người một người. Sợ sao?
hư thối lão tổ vực sâu ma giáp tay lớn trong tay, các hiển hóa ra một cái dữ tợn đen như mực lạnh lẽo cứng rắn vực sâu đao, thân thể phiêu phù ở giữa không trung, nửa trong suốt ma giáp bao trùm toàn thân hắn, hắn tinh không giống như lạnh lùng đôi mắt, nhàn nhạt nhìn xuống Diệp Thần cùng Huyết Long hai người. Vừa mới bắt đầu, Diệp Thần nhếch miệng cười cười, đang chờ nghênh chiến, chợt thấy phương xa thần hà sôi trào, kim quang sóng chiều, một cỗ vượt qua siêu thiên bành trướng khí tức, ở trong thiên địa quanh quẩn. Huyết Long nhìn thấy cỗ này khí tượng, lập tức đại hỉ, kêu lên, a, chủ nhân, là Mặc Cho Pháp Vương tới. Chỉ thấy ngàn vạn kiếm quang như hồng, tràn ngập sát sinh sát phạt đại khí, từ phương xa phía chân trời tiêu xạ mà đến, một đạo kiên cường anh tuấn thân ảnh, đạp kiếm ngự phong buông xuống, cuốn lấy vạn trọng thần quang giáng lành, chính là Nhậm Phi Phàm. Nhậm Phi Phàm, ngươi, đột phá. Hư thối lão tổ nhìn thấy Nhậm Phi Phàm buông xuống, lập tức rất là cảnh giác. Trước đây Nhậm Phi Phàm, tuổi thọ không nhiều, nhưng bây giờ, tuổi thọ của hắn, lại là hoàn toàn khôi phục, cả người tinh thần sung mãn, thần quang rạng rỡ, hơn nữa hắn khí tức, đã vượt qua siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Siêu phẩm thiên đế phía trên, chính là trong truyền thuyết không thể nói chi cảnh, đạo quân cảnh. Bất quá, Nhậm Phi Phàm còn không phải đạo quân. Hắn tại Diệp Thần chúc phúc trị liệu xong, đã điều tức hoàn thành, thậm chí phá rồi lại lập, tu vi có tinh tiến, vượt qua siêu phẩm thiên đế cảnh giới, nhưng còn chưa tới tình cảnh đạo quân, xem như nửa bước đạo quân. Nhậm tiền bối, người đã đến. Diệp Thần nhìn thấy Nhậm Phi Phàm đến, cũng là kinh hỉ, chúc mừng ngươi, đột phá a. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được, Nhậm Phi Phàm khí tức, so dĩ vãng cường hãn nhiều, mặc dù không phải chân chính đạo quân, nhưng nửa bước đạo quân chi cảnh, cũng coi như đột phá. Nhậm Phi Phàm mỉm cười, ngón tay kiếm quyết đưa ra, ngàn vạn phi kiếm xa xa chỉ vào hư thối lão tổ, hướng Diệp Thần nói, không tính đột phá, chỉ là nửa bước đạo quân thôi. Diệp Thần nói, nửa bước đạo quân, đó cũng là đột phá. Huyết Long nói, chủ nhân, ngươi luân hồi chúc phúc, quang huy thắng qua thiên đạo đều ép không được ngươi, Mặc Cho Pháp Vương có thể đột phá, đều là ngươi chúc phúc. Thế này thiên đạo suy yếu, đã chống đỡ không nổi nửa bước đạo quân tồn tại, nhưng Nhậm Phi Phàm quả thực là bước vào một bước này, chủ yếu là chỗ tựa lưng sau Diệp Thần chúc phúc. Luân hồi hào quang, như hải đăng chiếu rọi, lại như sống lưng, chống lên Nhậm Phi Phàm đột phá. Hư thối lão tổ thần sắc âm tình biến hóa không chắc, sau đó ha ha cười nói. Rất tốt, Nhậm Phi Phàm, nghĩ không đến ngươi lại còn có thể đột phá. Thôi thôi, hôm nay liền lôi kéo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Hư thối lão tổ âm thanh đột nhiên trở nên dữ tợn, hai tay nhấc một cái, đại địa băng liệt, địa mạch chỗ sâu tất cả vực sâu năng lượng, toàn bộ không giữ lại chút nào phun ra tới, cuồn cuộn gào thét hội tụ đến trên người hắn. Vốn là, hắn còn nghĩ giữ lại một điểm vực sâu linh khí, như vậy thì tính toán chính mình chết, tương lai cũng có phục sinh khả năng. Nhưng bây giờ, hắn không còn bảo lưu, vực sâu năng lượng, toàn bộ điều động ra, cung cấp là tính mệnh khí huyết, toàn bộ sôi trào thiêu đốt. Hắn lại không giữ lại, đoạn tuyệt chính mình sở hữu sinh cơ, vực sâu năng lượng ở trên người hắn hội tụ, cũng tại cháy hừng hực. Chỉ cần những thứ này vực sâu năng lượng, triệt để đốt hết, hắn liền phải chết, mặc kệ chiến đấu thành bại. Rầm rầm, tại hư thối lão tổ không muốn mạng thiêu đốt dưới vực sâu, thiên địa rất nhanh lâm vào trong bóng tối. Một hồi mưa to, mưa tầm tả xuống. Đây là một hồi mục nát mưa, hạt mưa giống như nọc độc thi tương tràn ngập hôi thối cùng thối giữa phóng xạ, vô tận ô uế cùng dơ bẩn nghiêng rơi xuống, vỡ nát nội tạng cùng tàn toái tứ chi thi khối, không biết từ nơi nào sinh ra, hỗn hợp có mục nát mưa cùng nhau rơi xuống. Trận này mục nát mưa, rất mau đem đại địa biến thành thiên ma tinh hải một dạng dơ bẩn, nước mưa dành dụng thành biển, không chỗ đặt chân, Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm đều chỉ phải người nhẹ nhàng trên không trung. Chỉ cảm thấy phía dưới mục nát mưa chi hải, từng trận hôi thối đánh thẳng tới. Nhìn thấy hư thối lão tổ, như vậy không muốn mạng bộc phát tất cả vực sâu năng lượng, Nhậm Phi Phàm cũng là lông mày cao chặt. Lão gia hỏa này, là thực sự muốn đồng quy vô tận. Nhậm Phi Phàm thì thào, cái kia đầy trời bay xuống mục nát mưa, hắc ám dơ bẩn khí tức, đem hắn nửa bước đạo quân tia sáng, đều triệt để che giấu. Vực sâu hắc ám uy áp, kinh khủng như vậy. Nhậm tiền bối. Chúng ta liên thủ, chưa hẳn không có cơ hội thắng. Diệp Thần ngự long bay đến bên cạnh Nhậm Phi Phàm, nói. Hư thối lão tổ triệt để bộc phát, đích thật là vô cùng kinh khủng, nhưng Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm liên thủ, lại thêm Huyết Long, cũng chưa chắc sẽ bị vực sâu bao phủ.
dài dòng thứ gì, tới chiến. Hư thối lão tổ quyết ý đồng quy vô tận, trong lòng lại không ràng buộc, cũng là buông ra tính tình, ngửa mặt lên trời cười to, hào hùng bộc phát, vực sâu ma giáp thân hai đầu tay lớn, hai tay nắm song đao, phá không chảm hướng Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm hai người, chỉ cảm thấy một cỗ vực sâu đại thiên uy oanh sát xuống, vội vàng phi thân bay đi tránh né. Lúc này bầu trời cuồn cuộn hạ xuống mục nát mưa, hai người muốn vận công chống cự mục nát mưa ăn mòn, linh khí phân tán, lại đối mặt hư thối lão tổ tấn công mạnh, liền cảm giác cố hết sức. Nhậm Phi Phàm ánh mắt chuyển động, đã nhìn thấy một trận chiến này kết cục, chính là song song nhập diệt, đúng như hư thối lão tổ suy đoán như vậy, ngọc thạch câu phần, đồng quy vô tận. Hơn nữa, cái này tương lai, 100 đầu tuyến thời gian, có 90 đầu cũng là kết cục này, có thể nói cửu tử nhất sinh, khó mà nghịch chuyển. Hỏng bét, nếu là thật đồng quy vô tận, cái kia cực kỳ không ổn. Nhậm Phi Phàm lắc đầu, ánh mắt chuyển động phía dưới, nhìn thấy cách đó không xa Lâm Già Trụ. Cái kia kim cương bất hủ cây cột, tại mục nát trong mưa, vẫn như cũ đứng vững vàng. Trong lòng của hắn khẽ động, quát lên, Diệp Thần, người đi khai quật Siva hải cốt, ta tới ngăn chặn hư thối lão tổ. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, bây giờ. Nhậm Phi Phàm nói, đúng vậy, lão gia hỏa này, muốn theo chúng ta đồng quy vô tận, vực sâu sức mạnh quá mức kinh khủng, sợ là thật muốn đem chúng ta thôn phệ. Chỉ có đào ra Siva hải cốt, kết cục mới có khả năng nghịch chuyển, nhanh đi. Đến lúc đó, Siva khôi phục, liền không sợ lão gia hỏa này. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, cũng nhìn thấy tương lai, đích xác cũng chỉ có thỉnh Siva ra tay, mới có thể phản kháng vực sâu. Bằng không mà nói, hắn cùng Nhậm Phi Phàm, đều muốn bị vực sâu nuốt sống. Hảo, Nhậm tiền bối, người kiên trì. Diệp Thần lớn tiếng nói, cũng không có nói nhảm ra mồm thứ gì, lập tức mang theo huyết long phi thân thoát chiến, để cho Nhậm Phi Phàm độc thân lưu lại, đối kháng hư thối lão tổ. Kỳ thực Diệp Thần đã sớm muốn đào ra Siva hải cốt, chỉ là sợ hư thối lão tổ nửa đường đánh lén, cho nên chỉ có thể đi trước chiến đấu. Bất quá, có Nhậm Phi Phàm làm tấm thuẫn, ngăn lại hư thối lão tổ mà nói, Diệp Thần liền có thể yên tâm động thủ. Chỉ cần Siva khôi phục, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Trở lại cho ta. Hư thối lão tổ nhìn thấy Diệp Thần thoát chiến, lập tức tức giận, vực sâu trường đao kinh lôi hoành trảm, nhưng tranh một tiếng, lại bị Nhậm Phi Phàm huy kiếm ngăn lại. Hư thối lão tổ, liền để ta tới lĩnh giáo một chút người cao chiêu. Nhậm Phi Phàm ánh mắt như điện, nửa bước đạo quân khí thế một chút bành trướng nổ tung, kim quang phóng lên trời, ngạnh sinh sinh đem mục nát mưa xé mở một đường nhỏ, đem hắc ám thương khung xuyên qua ra một cái lỗ thùng. Hắn xuất kiếm, ngàn vạn phi kiếm thần quang lưu động, sát sinh kiếm trận đồ tại sau lưng bày ra, vô tận kiếm khí như thác nước trút xuống giống như, hướng về hư thối lão tổ đánh tới. Nhậm Phi Phàm, người chết không yên lành. Nguyền rủa, ta muốn nguyền rủa ngươi. Ngươi đem tiếp nhận u ác tính ký sinh, vạn kiếp bất phục. Hư thối lão tổ nổi giận, một bên vung đao chém vào lấy Nhậm Phi Phàm kiếm khí, một bên phát ra kịch liệt âm độc nguyền rủa. Nhậm Phi Phàm chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu nguyền rủa phóng xạ, hướng mình khuếch tán mà đến, mang theo vô cùng xảo trá quỷ dị pháp tắc, dạy người khó mà phòng bị. Lộc cộc, tiếp theo sát, Nhậm Phi Phàm liền cảm giác nơi bả vai cơ bắp, giống như một chút hư thối rơi mất, một khỏa ghê tởm phấn hồng bướu thịt, phía trên ngọ nguậy không hiểu côn trùng, từ trên bả vai hắn mọc ra. Hắn cư nhiên bị sống nhờ một khỏa u ác tính. Đây là hư thối lão tổ nguyền rủa thủ đoạn, cực kỳ khủng bố xâm nghiêm. Tại nguyền rủa này phát ra sau, hư thối lão tổ trên thân vòng quanh vực sâu ma khí, rõ ràng ảm đạm một phần. Rõ ràng, vì phát ra nguyền rủa này, hắn cũng là tiêu hao năng lượng cực lớn. Chảm! Nhậm Phi Phàm mắt thấy mình bị u ác tính ký sinh, quyết đoán cực nhanh, lập tức vung đao tự chém, suy một tiếng, đem u ác tính cũng dẫn đến nửa bên bả vai, đều chém xuống, máu tươi phun tung tóe, xương cốt lật lộ, kịch liệt đau nhức toàn tâm, thân thể run rẩy, bị thương rất nặng. Nhậm Phi Phàm, đủ quả quyết. Hư thối lão tổ nhìn thấy Nhậm Phi Phàm hung ác như thế, cũng không nhịn được nhếch miệng cười cười, u ác tính tuy bị chảm, nhưng Nhậm Phi Phàm cũng bị trọng thương, máu tươi chảy ròng, tại u ác tính còn sót lại nghiệt chướng ảnh hưởng dưới, không ngừng chảy máu, không thể khỏi hẳn. Nhân cơ hội này, hư thối lão tổ hít sâu một hơi, vực sâu ma giáp dâng lên cuồn cuộn ma hy, khí thế của hắn tăng vọt, vùng đao như từ địa ngục tới, đao quang giống như vẩy mực hướng Nhậm Phi Phàm huy sái mà đi. Mục nát mưa tầm tả,
hư thối lão tổ đao quang, cuốn lấy hạt mưa chém tới, lưỡi đao chạm phá không khí phát ra tiếng rít, như u minh đoạt mệnh trương nhạc. Nhậm Phi Phàm vai trái trọng thương không ngừng chảy máu, lập tức đành phải trở về kiếm phòng thủ, hơi có chút chật vật ngăn cản hư thối lão tổ đao thế. Hai người đao kiếm giao phong, hư thối lão tổ chiếm hết thượng phong, hắn thế công tấn mãnh, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, giải quyết đi Nhậm Phi Phàm sau, lại đi giải quyết Diệp Thần. Dạng này này cục mới có thể triệt để phá giải. Nhậm tiền bối. Diệp Thần mắt thấy Nhậm Phi Phàm thế cục bất lợi, muốn đi trợ chiến. Huyết Long nói, chủ nhân, chúng ta hay là trước đào ra Siva hài cốt, không có Siva trợ lực, cũng tuyệt đối không thể nào thay đổi chiến cuộc. Diệp Thần khẽ cắn môi, nghĩ thầm cũng là, nhân tiện nói, Nhậm tiền bối, kiên trì. Ta ban thưởng ngươi Phì Nhiêu chúc phúc. Hắn sử dụng một chiêu ánh sáng của bầu trời thần dược thuật, một đạo vàng óng ánh Phì Nhiêu linh quang, đánh vào trên thân Nhậm Phi Phàm, thay hắn trị liệu nơi bả vai vết thương. Nhậm Phi Phàm vết thương, đang chậm rãi khép lại. Mà lúc này, Diệp Thần đã phi thân hạ xuống Siva Lâm giả trụ phía trước, hướng Huyết Long nói, Huyết Long, thay ta hộ pháp. Huyết Long nói, là. Nó biết, Diệp Thần muốn đào ra Siva hài cốt mà nói, nhất định phải chuyên tâm vô bàng vụ, không lo được ngoại giới biến động. Huyết Long đằng không mà lên, thủ hộ tại Diệp Thần phía trên, siêu phẩm thiên đế kim quang theo nó thân rồng bên trên nở rộ, vì Diệp Thần chặn mục nát mưa cùng vực sâu xâm nhập. Diệp Thần áp lực biến mất, chỉ cảm thấy hô hấp nhẹ nhàng khoan khoái, Huyết Long đã thay hắn chịu đựng lấy tất cả áp lực, hư thối lão tổ cùng Nhậm Phi Phàm đao kiếm giao phong ở giữa, tán phát ra chiến đấu dư ba, cũng toàn bộ bị Huyết Long ngăn trở. Huyết Long lấy thân là lá chắn, bảo vệ được Diệp Thần. Bây giờ, Diệp Thần có thể an tâm đi khai quật Siva hài cốt. Hô! Diệp Thần phun ra một ngụm chọc khí, không hiểu có chút khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Phải đào ra Siva hài cốt, thật không phải chuyện dễ, Siva hài cốt bản thân, liền mang theo kinh khủng pháp tắc ba động, cỗ này hủy diệt pháp tắc, bản thân liền là chí mạng. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, thân thể nửa ngồi xuống, song trưởng đặt tại trên mặt đất, tinh thần cùng linh khí thả ra, thẩm thấu tới lòng đất phía dưới, rất nhanh liền cảm ứng được Siva hài cốt chỗ. Siva kim thân hài cốt, vĩ ngạn, cực lớn, bàng bạc, khí tức rộng rãi, vĩnh hằng bất hủ, trên da khắc ấn từng nét bùa chú. Diệt thế chân giải, thiên trảm, lớn sụp đổ các loại ảo diệu pháp môn, đều đóng dấu lên. Những thứ này lạc ấn, những phù văn này, ẩn chứa trong đó đại đạo diệu uẩn, vượt xa thế này thiên đạo, đó là trụ thần vĩ đại pháp tắc. Từng cỗ kinh khủng hủy diệt pháp tắc ba động, không ngừng phóng xạ khuếch tán ra, Diệp Thần tinh thần, chạm đến cái kia hủy diệt pháp tắc ba động, chỉ cảm thấy như gặp phải thiên đao vạn quả, toàn thân quặn đau dị thường. Ong ong! Tại trong cơ thể của Diệp Thần diệt thế quyền trưởng, hợp thời tản mát ra một cỗ linh khí, cùng Siva kim thân thượng pháp tắc cộng minh, lẫn nhau hòa giải cân bằng. Tại diệt thế quyền trưởng điều hòa lại, Diệp Thần chịu quặn đau, lúc này mới giảm bớt một chút. May mắn có diệt thế quyền trưởng, bằng không riêng là Siva trên người hủy diệt pháp tắc, ta liền khó mà chống lại. Diệp Thần thở dốc một chút, chợt liền phân tán tinh thần, đem tinh thần của mình cùng linh khí, phân hóa thành từng cái tinh tế sợi tơ, quấn chặt lấy Siva hài cốt. Quấn quanh hoàn thành, Diệp Thần ở trong lòng câu thông Siva, nói, Siva, thỉnh ban thưởng ta chúc phúc, ta muốn động thủ. Siva hài cốt quá mức trầm trọng, vĩ lực vô tận, Diệp Thần so sánh cùng nhau, tựa như sâu kiến đồng dạng. Hắn muốn đào ra Siva hài cốt, nhất định phải có Siva bản nhân cho phép cùng chúc phúc trợ lực. Cứ việc động thủ đi, ta đã đem ta hài cốt. Trạng thái chuyển hóa làm huyễn tưởng, bây giờ chỉ là một bộ xác không, người cũng có thể móc ra. Siva âm thanh, truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai. Lập tức, Diệp Thần cũng cảm giác được, Siva hài cốt, từ chân thực trạng thái, chuyển biến làm huyễn tưởng, như mộng huyễn giống như mờ mịt, tất cả hủy diệt cùng trụ thần năng lượng, đều nội liếm co lại. Lưu cho Diệp Thần, chỉ là một bộ xác không. Nhưng, cho dù là xác không, đối với Diệp Thần tới nói, cũng là vô cùng trầm trọng. Muốn moi ra mà nói, cũng nhất thiết phải đem hết toàn lực. Diệp Thần hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong lập lòe kiên định cùng quyết tuyệt. Hai tay của hắn lần nữa kề sát tại mặt đất, lần này, hắn điều động toàn thân linh lực cùng khí huyết, đưa chúng nó hội tụ ở lòng bàn tay, tạo thành từng cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, giống như long xà giống như dưới mặt đất xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy cao nhất điểm vào. Lên! Diệp Thần khẽ quát một tiếng, song trưởng đột nhiên phát lực. Mặt đất tùy theo rung động, bụi đất tung bay bên trong,
dưới nền đất giống như có đồ vật gì, muốn bị hắn lôi kéo đứng lên. Đó là Shiva kim thân hài cốt. Ầm ầm, kèm theo một cỗ kinh thiên động địa như sấm âm một dạng vang lên, Shiva lâm giả trụ, co vào trở về lòng đất, hắn kim thân, chậm rãi phá đất mà lên. Đại địa nứt ra, toàn bộ Shiva huyết cốc, mặt đất khắp nơi sụp ra, một tôn không thể tưởng tượng nổi cự nhân, chậm rãi từ lòng đất xông ra. Đó chính là Shiva bản thể, đã lộ ra non nửa bên cạnh thân thể, như một cái ngủ say cự nhân đang chậm rãi đứng dậy, đầu lâu khổng lồ như cổ thần, đao búa phòng tai đục ngũ quan, hai con ngươi minh hợp lấy còn không có mở ra, nhưng đã chọn gặp uy nghiêm. Phơi bày thân trên, cơ bắp như pho tượng hoàn mỹ, tuy là huyễn tưởng trạng thái dưới xác không, nhưng trong đó bộc phát ra lực lượng vĩ đại, vẫn là dung chuyển trời đất, vô tận thần quang bành trướng, đem chung quanh mục nát mưa toàn bộ bốc hơi. Luân hồi chi chủ, dừng tay cho ta. Hư thối lão tổ mắt thấy Shiva đào được, lập tức sợ đến hồn phi phách tán, vừa tức giận, lớn tiếng gầm lên. Thời khắc này Shiva, tuy chỉ có nửa khúc trên thân thể đào được, hơn nữa còn là xác không trạng thái, nhưng đã để hư thối lão tổ vô cùng sợ hãi kiêng kỵ. Nếu là Shiva hoàn toàn đào được, hắn nhất định phải chết, tính cả quy về tất cả đều làm không được. Đại địa hủ hóa, lớn thôn tính tiêu diệt. Hư thối lão tổ bàn tay khô gầy duỗi ra, bấm cái quyết, một cỗ quỷ bí hư thối pháp tắc thả ra, phương viên đại địa càng là trong khoảnh khắc hủ hóa, giống như ướt đẫm thủy bánh mì màn thầu, kiên cố đại địa lại hình như lập tức đã biến thành bùn nhão. Shiva cực lớn kim thân, lập tức như lún vũng bùn, chậm rãi hướng xuống rơi vào. Diệp thần liều mạng muốn lôi kéo, nhưng Shiva kim thân phía dưới, tràn ngập bùn nhão, hắn cũng khó có thể đem kim thân lôi kéo đi ra. Thậm chí kim thân có bị nuốt hết nguy hiểm. Hừng hực gấu. Hư thối lão tổ thân thể đang thiêu đốt, đen như mực vực sâu năng lượng, ở trên người hắn đốt cháy thành đen như mực liệt diễm, đó là cực hạn thăng hoa, nháy mắt quang huy, hắn đã không muốn sống nữa, đem tất cả vực sâu năng lượng, toàn bộ điên cuồng bốc cháy lên. Như vậy điên cuồng thiêu đốt, tối đa chỉ có thể kéo dài hai nén nhang thời gian, hai nén nhang đi qua, mặc kệ thành bại như thế nào, hắn sinh mệnh tinh hoa đều đem đốt hết. Phiến thiên địa này vực sâu khí tức, cũng sẽ hoàn toàn đốt hết. Cực hạn thăng hoa thiêu đốt, hư thối lão tổ trên người hắc ám quang huy, quá nổ tung, bàng bạc vực sâu khí tức, đã đem cả vùng hủ hóa, muốn thôn vệ Shiva kim thân, đem Shiva chôn đến trong vực sâu đi. Mau ngăn cản hắn. Shiva âm thanh, đồng thời truyền đến Diệp thần cùng Nhậm Phi Phàm trong lỗ tai, tràn đầy vẻ ngưng trọng. Lúc này Shiva cũng không chịu nổi, linh hồn hắn tại Phạn Thiên Thánh Địa. Phải đối mặt Phạn Thiên cùng Vizanu thủ hạ vây giết, khó mà phân tâm. Mắt thấy chính mình kim thân hài cốt rơi vào, hắn cũng chia không xuất thủ tới, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp thần cùng trên thân Nhậm Phi Phàm. Bán Nguyệt thần kiếm quyết. Nhậm Phi Phàm bả vai vết thương đã khỏi, lập tức hai tay huy kiếm, hừng hực sáng chói nửa nguyệt kiếm khí, chém về phía hư thối lão tổ. Nhưng, thời khắc này hư thối lão tổ, cực hạn thiêu đốt vực sâu khí tức, hắn quanh thân. Vô tận vực sâu hủ hóa hắc viêm đang thiêu đốt, hư không đều bị bóp méo hư thối, Nhậm Phi Phàm kiếm khí một bổ giết đi qua, lại cũng lọt vào hủ hóa, kiếm khí vô thanh vô tức hư thối thành hư vô. Đây chính là nửa bước đạo quân kiếm khí, nhưng thế mà không đả thương được hư thối lão tổ một chút, thậm chí không thể tới gần người, liền bị hư thối lão tổ trên người tán phát ra phóng xạ, triệt để chôn vùi. Lão gia hỏa này, đúng là điên. Nhậm Phi Phàm sắc mặt nặng nhiên. Hắn biết hư thối lão tổ như vậy cực hạn thiêu đốt, tối đa chỉ có thể duy trì hai nén nhang thời gian, nhưng cái này hai nén nhang thời gian, hắn cùng Diệp thần đều có thể muốn chết. Ầm ầm, đại địa hư thối, bầu trời cũng triệt để mục nát, thối giữa khí tức vọt tới Shiva thánh địa bên ngoài vũ trụ hư không, tại trong chớp mắt, vượt qua tinh hà năm ánh sáng, quét ngang không biết bao nhiêu phiến tinh vực, triệu tỷ tỷ ngôi sao trong nháy mắt hủ hóa nổ tung, thối giữa mảnh vụn lại chịu đến hư thối lão tổ tác động. Toàn bộ ùng ùng hướng về Shiva huyết cốc bay xuống mà đến. Mục nát mưa còn tại kéo dài, nhưng nghiêng rơi xuống, không còn là cái gì tàn toái tứ chi, mà là bể tan tành tinh thần xác, một hồi hắc ám rực rỡ hoa lệ mưa sao băng, tựa như tận thế cuồng hóa bạo rơi xuống. Đếm không hết tinh thần xác, xen lẫn cực hạn hư thối mục nát hôi thối khí tức, hướng về Diệp thần, Nhậm Phi Phàm, huyết long ba người tập sát mà đến, Nhậm Phi Phàm huy kiếm liên tục bổ ra. Huyết Long muốn vì Diệp thần ngăn trở, nhưng đã không cách nào toàn bộ ngăn cản. Từng vì sao xác, vượt qua Huyết Long phòng hộ, đập về phía Diệp thần. Diệp thần tế ra Côn Lôn đao cùng Đạo Thiên kiếm, đao kiếm loạn vũ, chém dụng lưu tinh xác,
cũng đã không cách nào lại khống chế Shiva kim thân hài cốt, Shiva kim thân hài cốt liền ra tốc bị hủ hóa đại địa nuốt hết. Cái này lão tạp mao, nhất thiết phải chặt đứt hắn cùng vực sâu liên lạc, bằng không chúng ta chết chắc. Diệp Thần khẽ cắn môi, nhìn xem hư thối lão tổ như tận thế chúa tể một dạng bộ dáng, hắn thật sâu kinh dị, đừng nói hai nén nhang thời gian, nếu như không lập tức trấn áp hư thối lão tổ mà nói, hắn sợ là thời gian một nén nhang đều nhịn không được. Chặt đứt, ngươi muốn làm sao chặt đứt, luân hồi chi chủ. Hư thối lão tổ nghe được Diệp Thần ngôn ngữ, lại là lãnh khốc hờ hững cười gằn, tay hắn nắm chặt, từ hủ hóa đại địa dưới vực sâu, đột nhiên tuôn ra 5, 6 con hắc ám đại thủ, như quỷ chảo giống như phá không hướng Diệp Thần chộp tới. Diệp Thần phản ứng cấp tốc, một chút nhảy đến trên thân huyết long, ngự long bay lên tránh né, quan sát hư thối lão tổ, nói. Liền dùng một chiêu này. Thiên, chảm. Côn Lôn đao nắm chặt nơi tay, Diệp Thần đột nhiên xuất đao, sau lưng lại có một cái quyền trượng đang thiêu đốt. Kinh khủng đao ý, tại trong cơ thể của Diệp Thần uẩn nhưỡng nổ tung, đó là thiên chảm khí tức. Thiên chảm nhất đao, chính là Shiva xếp hàng thứ hai tuyệt học, cực kỳ cường đại đến liền xem như siêu phẩm thiên đế, thậm chí là đạo quân cường giả, đều không thể tiếp nhận thiên chảm đao ý, nếu như dám thi triển. Thân thể trong nháy mắt liền bị thiên trảm đao ý ép diệt. Kinh khủng thiên trảm đao ý, tại trong cơ thể của Diệp Thần nổi lên, hắn cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ, đều muốn bị thiên đao vạn quả. Lúc này hắn không cần thanh liên phân thân, liền dựa vào bản thể xuất đao, lấy hắn thể chất cường hãn, đều chịu không được thiên trảm đao ý phản phệ. Nhưng, một cái lẫn nhau chữ, kim quang rực rỡ, từ Diệp Thần trên đỉnh đầu phiêu khởi. Giờ khắc này, hắn hỗ tự quyết thi triển. Hòa giải âm dương, trực tiếp đem diệt thế quyền trượng hiến tế. Diệt thế quyền trượng hiến tế, phóng xuất ra đại lượng năng lượng, những năng lượng này, toàn bộ bị Diệp Thần dùng để triệt tiêu thiên trảm đao ý phản phệ. Cơ thể của Diệp Thần, liền như vậy duy trì vi diệu cân đối, cũng không nhận được thiên trảm đao ý phản phệ. Xoẹt! Thiên trảm nhất đao bổ ra, không gì sánh được ánh đao sáng chói, mang theo đủ để chảm phá thế giới sắc bén lăng lệ. Giống như cuồn cuộn sóng lớn, hướng về phía trước hư không chạm đi. Diệp Thần cũng không có trực chạm hư thối lão tổ, hắn một đao này, là vì chặt đứt vực sâu. Cực điểm hừng hực đao quang, đem hư không chạm phá, một đạo dữ tợn lỗ hổng giống như thế giới vết thương, in dấu thật sâu khác ở bên trong hư không. Thiên chạm đao ý, giống như nhỏ vụn đom đóm, lưu quang bay xuống, cực điểm rực rỡ. Hư thối lão tổ ngẩn ngơ, trong nháy mắt này, hắn cảm giác đột nhiên trống rỗng. Chính mình người lãnh đạo, đạo tâm, tinh thần, hải đăng các loại đồ vật, giống như toàn bộ bị Diệp Thần một đao chặt đứt. Hắn thậm chí không cách nào trên không trung trôi nổi, bay thẳng rơi đến đại địa bên trong đi. Đại địa vẫn là hủ hóa trạng thái, như đầm lầy bùn nhão, hư thối lão tổ phốc một chút rơi đập, bắn tung tóe lên cuồn cuộn bùn nhão. Nhưng, giờ khắc này, bầu trời đã không còn hư thối, Diệp Thần một đao chém qua sau đó, thế giới đều bị dọn sạch hết. Bầu trời tất cả khói mù, hoàn toàn tán đi, trở nên một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái. Hư thối lão tổ cùng vực sâu liên lạc, triệt để bị Diệp Thần một đao chặt đứt. Vực sâu còn tại, nhưng hư thối lão tổ đã không cách nào lại cùng cộng hưởng theo, vực sâu năng lượng toàn bộ chảy trở về tới địa mạch bên trong, đại địa vẫn là thâm trầm hủ hóa bộ dáng, nhưng bầu trời đã sáng sủa. Hư thối lão tổ người tại hủ hóa đại địa trong nước bùn, lại cảm giác vô cùng lạ lẫm, với hắn mà nói. Thối giữa nước bùn hẳn là giống người nhà giống như quen thuộc, người khác ở trong bùn, hẳn là như cá gặp nước. Nhưng bây giờ, hắn lại không có nửa điểm thoải mái dễ chịu cảm giác. Vừa mới Diệp Thần một đao kia, đã cắt đứt hắn cùng vực sâu liên lạc, hắn thậm chí cảm giác vực sâu tại kháng cự hắn không còn là vực sâu con dân. Cái này, chuyện gì xảy ra, làm sao lại? Hư thối lão tổ choáng váng, một cỗ suốt đời không có sợ hãi xông lên đầu. Hắn từ đại địa trong nước bùn leo ra, đứng lên, nước bùn lại không có thể ở trên người hắn lưu lại mảy may vết tích, tựa như lá sen bên trên nước mưa giống như nhao nhao tuột xuống. A, à, nhìn thấy một màn này, Nhậm Phi Phàm cũng cực kỳ ngạc nhiên, nhìn về phía Diệp Thần, người một đao này. Diệp Thần con mắt cũng là hơi hơi trừng lớn, hơi kinh ngạc, trầm tư một chút nói, xem ra Shiva tuyệt học, uy lực vượt qua tưởng tượng của ta không chỉ chặt đứt hư thối lão tổ cùng vực sâu liên lạc. Thậm chí đem hắn bản nguyên pháp tắc, đều chặt đứt. Hư thối lão tổ từ trong thâm nguyên sinh ra, hắn là trong vực sâu, hắc ám thối giữa pháp tắc cùng nguyên chất ngưng tụ ra tồn tại. Diệp Thần vừa mới một đao, chặt đứt vực sâu,
lại đem hư thối lão tổ bản nguyên cũng chặt đứt. Không cần bao lâu, hư thối lão tổ ý thức, thì sẽ hoàn toàn chôn vùi. Thuộc về hắn trụ thần quyền chui, đương nhiên còn không biết tiêu vong, nhưng bản thân hắn ý thức, nhưng phải chôn vùi tại Diệp Thần Thiên Trảm nhất đao phía dưới. Thiên Trảm ký thác Shiva chặt đứt vực sâu nguyện vọng này, chính hắn chưa từng có thực hiện qua, nhưng bây giờ, Diệp Thần lại tựa hồ như thay hắn thực hiện. Nếu như có thể đơn giản như vậy, liền chém giết lão gia hỏa này, vậy cũng tốt. Nhậm Phi Phàm mắt sáng lên, thừa dịp hư thối lão tổ suy yếu, hắn đột nhiên xuất kiếm hướng hắn chém tới. Phốc, kiếm quang từ hư thối lão tổ thân eo chém qua, nhưng hư thối lão tổ thân thể, lại giống như bùn nhão, chém không đứt, kiếm quang chém qua vết tích, rất nhanh lại khép lại. Hư thối lão tổ biểu lộ thâm trầm mà bi thương, Nhậm Phi Phàm thấy, nhíu chặt lông mày, bỗng cảm giác bất an. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Hư thối lão tổ đột nhiên giống như bị điên nở nụ cười, trong mắt tràn đầy hung ác. Chấm, luân hồi chi chủ, ta nghĩ không ra, người thế mà thật có thể chặt đứt vực sâu. Ta tồn tại, đã sắp tiêu vong. Bất quá, ta nói qua, hôm nay Ngọc Thạch câu phần, đồng quy vu tận, người cũng đừng hòng nghịch chuyển đại cục. Tại ta tiêu vong phía trước, lợi dụng thân này, cùng ngươi đưa tang. Ta vì trụ thần, đại bại nát vụn. Hư thối lão tổ liên tục phát ra ngâm sướng, hắn cùng vực sâu liên lạc, đã bị chặt đứt, nhưng hắn còn có cuối cùng một lá bài tẩy. Đó chính là, trụ thần quyền chuôi. Hắn là trụ thần hóa thân, bản thân liền nắm giữ trụ lực lượng của thần, lần này, hư thối lão tổ triệt để đem trụ thần quyền hành sức mạnh, bạo phát đi ra. Một cỗ cường hoành hắc ám khí tràng, trong nháy mắt từ hư thối lão tổ trên thân nổ tung. Trực tiếp đem Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm còn có huyết long, đều lật tung mở ra. Cuồng liệt phong bạo tại hư thối lão tổ trên thân gào thét, một cỗ màu đen cột sáng phóng lên trời, vô tận ma thần hư ảnh, vây quanh đạo này màu đen cột sáng, ngâm sướng bay vút lên, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Cực hạn hư thối khí tức, cũng là từ căn này cột sáng bộc phát ra đi, phóng xạ toàn bộ Shiva thánh địa. Tại này cổ hư thối, bị bại, axit ăn mòn phóng xạ phía dưới. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm huyết long ba người, đều có loại bị mục nát vực sâu chôn, tối tăm không mặt trời một dạng ảo giác. Thế giới tại nát giữa chảy mủ, này phương Shiva thánh địa thiên địa, triệt để hủ hóa tan vỡ, thời không cùng tia sáng đều không tồn, Shiva kim thân hải cốt, không biết rơi vào đến nơi nào. Thế giới biến thành đen kịt một màu, chỉ có hư thối lão tổ đang phát sáng, cả người bốc lấy đen như mực ma hy, thân thể không ngừng bành trướng, trong khoảnh khắc đã có cao vạn trượng. Hắn đem chính mình trụ lực lượng của thần, triệt để nở rộ bạo phát đi ra. Tại thiên đạo cùng trụ thần khế ước hạn chế phía dưới, hư thối lão tổ bộc phát ra trụ thần chi uy, xa xa không gọi được đỉnh phong, nhưng đối với Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm tới nói, cũng đầy đủ kinh khủng. Trụ thần chi uy, kinh khủng như vậy. Bất quá, ta cũng có thể bộc phát trụ lực lượng của thần. Diệp Thần hét dài một tiếng, Diêm Ma Tử Thần quyền hành năng lượng, ở trong cơ thể hắn tấn mãnh bộc phát. Hỗ tự quyết đồng thời thi triển, phía sau hắn xuất hiện một cái màu vàng cán cân nghiêng hư ảnh, tượng trưng cho cân đối. Cán cân nghiêng một mặt, là một cái giao nhau khô lâu cốt đồ đằng, đại biểu cho tử thần quyền hành. Một chỗ khác, nhưng là một thanh kiếm, là thiên hình 12 kiếm một trong. Vận dụng trụ thần quyền chuôi sức mạnh, đối với Diệp Thần tới nói, có dẫn bạo phần thiên đại kiếp phong hiểm, cho nên hắn nhất thiết phải hiến tế bảo vật, để duy trì thể nội trật tự cân đối. Trong lúc trước mắt, Diệp Thần cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp nghĩ hiến tế một cái thiên hình kiếm. Lúc này, hỗn độn ánh mắt nói, thiên hình kiếm chính là ma ngục mệnh tinh một bộ phận, nếu là hiến tế, ma ngục mệnh tinh nhất định đem không trọn vẹn, vẫn là để ta đến đây đi. Vì Shiva lão tổ hiến thân, chính là vinh hạnh của tại hạ. Một vệt sáng bay đến cán cân nghiêng phía trên, chính là hỗn độn ánh mắt, nó thay thế thiên hình kiếm, lại lấy tự thân làm tế, bảo trì cán cân nghiêng cân bằng. Diệp Thần còn đến không kịp ngăn cản, hỗn độn ánh mắt đã phá toái, hóa thành bản nguyên linh khí. Luân hồi chi chủ, chết cho ta. Hư thối lão tổ quát to một tiếng, trong tay một cái hủ hóa đại đao, lăng không chém vào xuống, khí thế cực kỳ bá đạo. Hắn cùng vực sâu liên lạc, đã bị Diệp Thần chặt đứt, coi như bộc phát trụ thần quyền chui, trạng thái cũng duy trì không được bao lâu, hắn nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần nhìn xem hư thối lão tổ giận bổ xuống một đao. Lại không có né tránh đón đỡ, tùy ý một đao kia bổ vào trên người mình, lập tức máu tươi phun tung tóe. Trong nháy mắt, hư thối lão tổ chính là cảm thấy, Diệp Thần sinh mệnh lực,
tại chính mình lưỡi đao phía dưới cấp tốc trôi mất, trong khoảnh khắc đã là một người chết. Nhưng kỳ quái, đã là người chết Diệp Thần, hết lần này tới lần khác còn êm đẹp đứng, thậm chí còn rất bình tĩnh nhìn xem hư thối lão tổ. Ầm ầm, một tôn kinh khủng thiên địa pháp tướng, từ trên thân Diệp Thần phun ra, đó là tử thần pháp tướng, đầu như cự phong, eo như vô tận liên miên chi sơn, miệng giống như ác ma chi miệng, hai con ngươi như thương khung kinh lôi, diện mục dữ tợn đến cực hạn, toàn thân cuồng bạo ma khí lượn lờ, tựa như địa ngục đi ra bất diệt tử thần. Vừa mới hư thối lão tổ nhất đao, kỳ thực là giết chết Diệp Thần, nhưng đã hóa thân tử thần Diệp Thần, thì sẽ không chết, hắn chính là tử vong cái khái niệm này bản thân. Thậm chí, tử vong khái niệm điệt ra, còn có thể cường đại hắn tự thân. Hắn vừa mới tùy ý hư thối lão tổ giết chết chính mình, chính là muốn nghênh đón tử vong. Diêm ma, tử thần. Hư thối lão tổ nhìn xem Diệp Thần ngập trời quật khởi tử thần pháp tướng, lập tức trợn mắt hốc mồm. Hóa thân thành tử thần Diệp Thần, tại trong tử vong trầm luân, lại đã vượt ra tử vong. Muốn giết chết hắn, dựa vào bình thường thủ đoạn, không có nửa điểm khả năng, coi như đem hắn nghiền xương thành tro, hắn đều sẽ không chết. Diệp Thần tồn tại, chấp trường tử vong pháp tắc, lại vượt qua tử vong. Đây chính là, sức mạnh của tử thần sao? Diệp Thần thì thào, nắm chặt lấy nắm đấm, cảm giác chính mình phảng phất siêu nhiên thế ngoại, tại sinh tử thời gian trường hà phía trên, quan sát vạn cổ. Hắn không phải lần đầu tiên mở ra tử thần quyền hành, nhưng lần này cảm thụ, so dĩ vãng mỗi một lần đều phải khắc sâu. Rõ ràng, theo hắn tu vi tiến bộ, lúc này tu vi là thông thiên cảnh tầng 4 sơ giai, thực lực so trước đó cường hãn, mở ra tử thần quyền hành sau đó, đối với phần lực lượng này trưởng khống, cũng càng vì xâm nhập tinh diệu. Diệp Thần cảm thấy, sự tồn tại của mình, giống như trở thành một đầu pháp tắc. Thật giống như 1+1=2, đây là một đầu pháp tắc, cho dù thế giới phá diệt, vũ trụ quy khư, đầu này pháp tắc vẫn như cũ vĩnh hằng tồn tại. Diệp Thần sinh mệnh, thật giống như trở thành loại này vĩnh hằng pháp tắc, cho dù thân hồn câu diệt, hắn đều sẽ không chết. Loại này huyền diệu khó giải thích cảnh giới, đối với bình thường Diệp Thần tới nói, khó mà nắm lấy, cũng chỉ có tại mở ra tử thần quyền hành trước mắt, hắn mới có loại này thần kỳ thuế biến. Ngươi không giết chết được ta, hư thối lão tổ. Bây giờ đã vượt ra sinh tử, Diệp Thần tâm cảnh, ngược lại bình tĩnh xuống, đạm nhiên nhìn xem hư thối lão tổ. Hư thối lão tổ thân thể phát run, hắn đương nhiên biết tử thần cường đại. Trước kia Diêm Ma tử thần vẫn còn ở, chính là không chết tồn tại, thế gian ngoại trừ Thái Sơ, vực sâu loại này vĩ đại tồn tại bên ngoài, khác bất kỳ lực lượng nào, đều khó có khả năng giết chết một cái tử thần. Ai nói ta giết không chết ngươi? Ngươi có Diêm Ma tử thần mấy thành công phu? Ngươi bất quá là một cái đầu tử thần quyền hành sâu kiến. Ngươi không xứng chấp trưởng tử thần quyền hành. Hư thối lão tổ tức giận, trên không một trưởng hướng Diệp Thần vỗ tới. Vạn uế sát thối trưởng, tử thần lại như thế nào? Cuồn cuộn hắc chiều cùng ộ uế nổ tung, vô tận trưởng phong hướng Diệp Thần bạo sát xuống. Hư thối lão tổ rất rõ ràng, muốn giết chết một cái tử thần, nhất thiết phải trước tiên đem thuộc về tử thần pháp tắc làm tan biến, bằng không mà nói, tử thần bản thân là sẽ không chết. Hắn muốn lấy cuồn cuộn ộ uế hủ hóa năng lượng, ăn mòn Diệp Thần bản nguyên pháp tắc. Độ chi mảnh vụn, siêu độ pháp tắc. Diệp Thần một tiếng ngâm sướng, độ chi mảnh vụn tế ra, nở rộ kim quang óng ánh, một cỗ mênh mông siêu độ vĩ lực, như gợn sóng dạo dực khuếch tán ra, chỉ một chút, liền đem hư thối lão tổ oanh sát mà đến một trường, tất cả trường phong cùng ộ uế, toàn bộ tịnh hóa đi. Cái gọi là ma ngục mệnh tinh, trên thực tế là dùng Diêm Ma tử thần thi hài chế tạo thành. Lúc này Diệp Thần mở ra tử thần quyền hành, đối với ma ngục mệnh tinh mảnh vụn trưởng khống, cũng là hết sức thuận buồm xuôi gió. Cái gì? Hư thối lão tổ hoảng hốt, cảm giác cái kia siêu độ pháp tắc kim quang, thậm chí muốn đem bản thể hắn đều cùng nhau siêu độ, hắn thân thể suy suy vang dội, không ngừng bốc hơi, mười phần khó chịu. Thiên hình 12 kiếm, xuyên qua. Diệp Thần mắt thấy hư thối lão tổ lâm vào đau đớn trước mắt, lập tức thừa thắng xông lên. Thiên hình 12 kiếm toàn bộ bạo phát đi ra, từng kiếm một phóng ra thần quang, mang theo cuồn cuộn thiên phạt kiếp khó khăn khí tức, hướng về hư thối lão tổ nối liền mà đi. Xuy xuy xuy, hư thối lão tổ không thể ngăn cản, thân thể lập tức bị từng thanh thiên hình kiếm xuyên qua, kinh khủng thiên phạt tai kiếp năng lượng, toàn bộ chút xuống đến hắn bên trong thân thể. Lập tức, hư thối lão tổ thân thể co quắp, ngũ quan một hồi vặn vẹo, trong cổ họng phát ra một hồi thanh âm khàn khàn. Phù thế âm dương, vạn cổ bất diệt.
nét mặt của hắn trở nên trang nghiêm, thanh âm khàn khàn nghe giống như là Tuấn đạo giả nói nhỏ ngâm sướng. Chấm, người chi tại thế, như Lộ Diệp như điện, cuối cùng cũng có mục nát một ngày. Luân hồi chi chủ, ta nghĩ không ra, người chủ thần quyền chui, lại còn tại trên ta. Thái Sơ tại che chở ngươi, vực sâu a, ngươi thấy được sao? Đáp lại ta đi, ta khẩn cầu, bất quá là hư thối nhập diệt, đồng quy tĩnh mịch. Hư thối lão tổ đích thật là đang ngâm sướng, hắn càng là nghĩ lại độ câu thông vực sâu. Hắn thân thể cao lớn, bắt đầu triệt để nát giữa đổ sụp, như một tòa hư thối sụp đổ núi thịt một dạng sụp đổ xuống, hắn thân thể phân giải toàn bộ không rõ hư thối thi khối, giống như mưa rào tầm tã rơi xuống. Kết thúc chiến đấu đến so Diệp Thần trong tưởng tượng nhanh hơn, Diệp Thần giật mình, hắn biết lấy hư thối lão tổ thực lực, hẳn còn có điểm dẫy dụa liều mạng thủ đoạn. Nhưng bây giờ, hư thối lão tổ thế mà không có vùng vẫy, bị Diệp Thần thiên hình kiếm xuyên qua sau, liền ngoan ngoãn đón nhận tử vong. Không, hoặc nói đúng ra, hắn muốn lấy cái chết của mình, câu thông vực sâu, đem Diệp Thần bao phủ. Tử vong chính là lớn nhất vực sâu, khi hư thối lão tổ bỏ mình, hắn cùng vực sâu liên lạc. Lại có thể lần nữa thành lập. Mưa tầm tả thi khối mưa đen, muốn đem Diệp Thần bao phủ. Diệp Thần muốn chạy, nhưng quỷ dị phát hiện, cước bộ càng không có cách nào chuyển động, từng sợi vực sâu sương mù, giống như ác ma quỷ chảo quấn chặt lấy mắt cá chân hắn. Hư thối lão tổ lấy thân là hiến, quả nhiên lại điều động ra vực sâu sức mạnh. Không tốt. Diệp Thần đại chấn, chỉ một sát, đầy trời thi khối mưa đen nghiêng rơi xuống, triệt để đem hắn cùng huyết long che mất. Diệp Thần. Nhậm Phi Phàm kinh hãi, vội vàng huy kiếm đến giúp, nhưng xuất hiện trước mắt hắn, là vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Hư thối lão tổ đã chết, hắn thối giữa nhục thân phân giải thành thi khối, như mưa bạo rơi, thật giống như lũ quét cuốn tới, lại như đất đá trôi đồng dạng, triệt để đem Diệp Thần cùng huyết long chôn. Vực sâu năng lượng, một lần nữa sôi trào lên, đại địa bên trên khắp nơi là vực sâu sương mù, sát khí trùng thiên. Sát khí ngất trời. Đem tinh khiết bầu trời ô uế đi, trên bầu trời truyền đến nhạc buồn một dạng không hiểu ngâm sướng, hủ hóa mưa đen lại rầm rầm chút xuống. Nhậm Phi Phàm vận công chống cự mưa đen, huy kiếm bổ ra trên mặt đất trồng chất như núi hư thối huyết nhục, muốn đem Diệp Thần cứu ra. Nhưng, những cái kia thối giữa huyết nhục, hắn một bổ mở, lại lần nữa ngọ nguậy khép lại, một chút xíu quỷ dị đáng sợ vực sâu khí tức, thậm chí dọc theo Nhậm Phi Phàm kiếm, phản phệ đến trên cánh tay của hắn. Nhậm Phi Phàm sầm mặt lại, chỉ cảm thấy chính mình cho dù là nửa bước đạo quân, nhưng ở cỗ này vực sâu dưới khí tức, cũng lộ ra hết sức nhỏ bé. Vực sâu đang sôi trào, cuồn cuộn đen như mực sương mù, giống như điên dại cuồng loạn tàn phá bừa bãi, hư thối lão tổ lấy bỏ mình làm đại giá, triệt để dẫn nổ phiến thiên địa này vực sâu khí tức. Nhậm Phi Phàm đừng nói cứu viện Diệp Thần, ngay cả mình đều sắp bị vực sâu nuốt hết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 595.